Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 491, xem quẻ. Không gian lại rơi vào im lặng, rồi một người lên tiếng, Trương Nguyên Cổ đã chết, số thuốc siêu gen đa số cũng đã lấy được. Chuyện này kết thúc tại đây đi. Một kẻ khác nói, thân phận của cao thủ đứng sau lưng Diệp Thiên Tông nhất định phải điều tra rõ. Một cao thủ như vậy chúng ta phải lôi kéo bằng được. Có thể cất nhắc Diệp Thiên Tông một chút, tiên giới vừa thành lập cho hắn ta quản lý đi. Mấy kẻ còn lại thi nhau phụ họa, tán đồng những quyết định này. Trong khi đó, Ngô Bình và Vân Tịch vẫn đang thưởng rượu cùng nhau, không biết đã uống bao nhiêu chén, vậy mà cả hai người đều tỉnh như sáo. 5 giờ sáng, Dương Mộ Bạch quay lại, ông ấy nói mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi, sóng gió đã qua. Ngô Bình thở phào, sau đó từ biệt Dương Mộ Bạch vì tối nay anh còn phải đối phó với một kẻ địch mạnh khác. Dương Mộ Bạch không giữ anh lại được, đành đem mấy vỏ rượu ngon chất lên xe cho anh rồi tiến anh ra tận xe. Vân Tịch cũng lên xe, ý bảo Ngô Bình đi đâu thì cô ấy sẽ đi theo đó. Mặc dù uống rất nhiều rượu nhưng anh vận công một lát là hơi rượu tan hết. Anh cười hỏi, Vân Tịch, em chắc chắn muốn về nhà cùng anh sao? Vân Tịch, đương nhiên, em là bạn gái anh mà. Ngô Bình thở dài, giờ anh chẳng khác nào sao chổi, nếu em không sợ phiền phức thì đi cùng anh. Vân Tịch hỏi anh đang gặp rắc rối gì nên Ngô Bình kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Vân Tịch suy nghĩ một lát rồi đáp, em biết người đó. Ngô Bình khựng lại, em quen kẻ đó sao? Vân Tịch gật đầu, có lẽ là đệ tử nhà họ Phúc ở địa tiên giới, tên là Phúc Vĩnh Lâm. Hồi nhỏ lăn lộn bên ngoài, lớn lên trong gánh kịch cho nên thuộc hạ của hắn đều ăn mặc như đang diễn kịch. Ngô Bình, không hiểu sao hắn lại ghét anh như vậy, 5 lần 7 lượt gây rắc rối cho anh. Giờ anh phải nghĩ cách đối phó với hắn. Vân Tịch nghĩ một lát rồi đáp, đến lúc đó anh không cần ra tay. Hắn tự khắc phải rút lui, sau này sẽ không dám xuất hiện nữa. Ngô Bình nhìn cô hỏi, tự rút lui sao? Có thể như vậy sao? Vân Tịch cười đáp, tới lúc đó anh sẽ biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình bán tín bán nghi nhưng cũng không phản bác mà chỉ nói, Vân Tịch, chỉ bởi một câu đùa mà làm bạn gái anh, thực sự sẽ thiệt thòi cho em. Vân Tịch đáp, đây là mối duyên tiền định rồi. Ngô Bình, em nguyện ý làm bạn gái anh thực ra chỉ là thuận theo lẽ tự nhiên mà thôi. Ngô Bình sững sờ, em được định trước sẽ trở thành bạn gái anh. Vân Tịch cười hỏi, đúng vậy, anh có biết xem quẻ không? Ngô Bình lập tức đắc ý đáp, nếu mà nói xem quẻ thì anh khá giỏi đấy. Hiện giờ anh có thể xem được lưỡng trọng biến hóa, 2 sơ đồ vận mệnh của con người. Trình độ xem quẻ của anh như vậy quả thực đã là rất lợi hại rồi. Vân Tịch nói, xem được như vậy đã là rất khá rồi. Đến em hiện giờ cũng chỉ xem được 4 sơ đồ thôi. Ngô Bình ngạc nhiên, em xem được tứ trọng biến hóa sao? Vân Tịch cười đáp, thế nào, anh không tin sao? Ngô Bình thở dài đáp, anh tin. Vân Tịch, em có thể đi cùng anh vài ngày, nhưng vài ngày nữa, em phải giải quyết một việc, phải rời đi một thời gian. Ngô Bình đáp, không sao, em cứ lo việc của mình trước đi. Hai người họ nói chuyện đến hơn 10 giờ đã về tới nhà. Người nhà Ngô Bình thấy anh đưa một cô gái vô cùng xinh đẹp về nhà thì ai nấy đều hồ hởi tiếp đón. Vân Tịch chào hỏi người nhà Ngô Bình vô cùng lễ phép, miệng cười tươi như hoa nên ai cũng thích cô ấy. Trương Lệ kéo Vân Tịch lại nói chuyện, Lạc Mộng Trần nhân cơ hội đó kéo Ngô Bình ra một góc nói chuyện riêng. Lúc này mặt cô ấy hơi nhợt đi, hỏi nhỏ, Ngô Bình, đó là ai vậy? Ngô Bình đáp, là một người bạn thôi. Mộng Trần, em sao vậy? Lạc Mộng Trần cười khổ đáp, em không biết tại sao nhưng cứ đến gần cô ấy là em lại thấy tim đập nhanh và rất lo sợ. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, đáp không phải chứ. Vậy tại sao mẹ anh và bà ngoại đều không sao cả? Lạc Mộng Trần chỉ vào chú chó to ở phía xa, đáp anh nhìn Đông Hoàng kìa. Ngô Bình quay đầu lại nhìn thì không khỏi ngạc nhiên. Đông Hoàng lúc này đang nép vào góc nhà và nhìn về hướng Vân Tịch với vẻ vô cùng cẩn trọng và khiếp sợ. Ngô Bình cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, lẽ nào Đông Hoàng cũng sợ người lạ. Lạc Mộng Trần, Ngô Bình, em lên tầng trước đây, dường như cô ấy thực sự sợ Vân Tịch nên không muốn ở đó thêm. Vân Tịch nói chuyện với người nhà Ngô Bình một lát thì quay sang nói với anh yêu, anh đưa em đi tham quan nhà một chút được không? Ngô Bình đáp, được thôi. Đi quanh nhà một vòng, Vân Tịch chú ý đến nhà kho của Ngô Bình. Cô ấy cười nói, đây là kho tàng bí mật của anh sao? Ngô Bình hơi chột dạ, đáp chỉ là nơi cất vài đồ linh tinh thôi.
Vân Tịch thở dài nói, anh yêu, giờ em đã là bạn gái anh nhưng anh chưa từng tặng em món quà nào. Ngô Bình đảo mắt chán trường, anh bắt đầu nghi ngờ Vân Tịch này đến đây mục đích để trộm món đồ gì đó. Anh gãi gãi mặt, đáp vậy được, những món đồ ở đây em có thể chọn ngẫu nhiên một món. Ngô Bình mở cửa nhà kho, Vân Tịch nhìn vào bên trong, đột nhiên mắt cô như sáng lên, nói thật không ngờ bạn trai tôi lại thích sưu tầm, không ngờ anh có nhiều món đồ tốt như vậy. Ngô Bình lo lắng đáp, chúng ta đã nói rồi, em chỉ được chọn một món thôi. Vân Tịch lườm anh rồi nói, bạn trai tôi nhỏ mọn thật đấy, nói rồi cô ấy với tay cầm một chiếc hộp ngọc lên xem. Chiếc hộp ngọc này Ngô Bình lấy được dưới đáy sông và chuyên dùng để đựng dược liệu. Hiện giờ anh đang đặt một viên hóa long đan bên trong. Ban đầu có một con rắn nhỏ hít vài hơi viên hóa long đan này, sau đó biến thành rồng. Từ đó đủ để thấy viên đan này có tác dụng thần kỳ như thế nào. Vân Tịch mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên đan to cỡ chừng quả óc chó đang tỏa ra ánh sáng ba màu. Vân Tịch nhìn viên đan, đôi mắt thó ăng hiện lên một tia sáng. Cô hỏi, viên đan này có thể tặng cho em không? Trong lòng Ngô Bình rất mâu thuẫn. Đây là hóa long đan, mặc dù nó không có tác dụng với anh nhưng nếu đối thủy tộc thì quả thực là báu vật có 102. Thế nhưng anh đã hứa rồi, giờ cũng không thể nuốt lời nên đành ho khan một tiếng rồi đáp, Vân Tịch. Thứ này gọi là hóa long đan, có thể em sẽ không cần dùng tới. Hay là em chọn thứ khác? Vân Tịch cười đáp, em biết nó là hóa long đan. Thứ em muốn chính là nó. Ngô Bình tiếc quặn cả ruột nhưng đành đáp, vậy được, tặng cho em đó. Cảm ơn anh yêu, Vân Tịch cười ngọt ngào rồi thơm lên má Ngô Bình một cái, có thể thấy cô ấy đang vô cùng vui mừng. Ngô Bình sờ lên mặt nói, trước đó em nói có thể xem quẻ ra tứ trọng biến hóa. Có thể cho anh mở rộng tầm mắt được không? Anh thực sự rất tò mò về trình độ xem quẻ của Vân Tịch. Vân Tịch gật đầu, được thôi. Có điều em phải tắm rửa thay quần áo trước đã, anh đợi em một lát. Trong nhà Ngô Bình không thiếu quần áo. Lạc Mộng Trần cứ vài hôm lại nhận được bưu phẩm từ Đông Doanh mà đa số toàn là quần áo. Thế nhưng cô ấy lại rất ít khi diện mà toàn để trong tủ ngắm, giờ vừa hay có thể cho Vân Tịch mượn. Vân Tịch tắm rửa xong thì sang thư phòng của Ngô Bình. Cô ngồi thiền, sau đó phất tay một cái, 7 đồng tiền cổ bay lơ lửng trên không trung. Sau đó Vân Tịch bắt đầu niệm chú. Trên không trung lần lượt xuất hiện 4 sơ đồ mà cái nào cũng vô cùng rõ nét, thậm chí còn lờ mờ hiện ra sơ đồ thứ 5 nhưng nhìn không rõ lắm. Quá lợi hại, Ngô Bình kinh ngạc thốt lên, em gần như có thể xem được ngũ trọng biến hóa sơ đồ số 5. Giờ em đang ở cấp độ có thể tiên tri được rồi sao? Chương 492, Vân Tịch thần bí. Vân Tịch, em xem quẻ không phải đặc biệt giỏi, có thể miễn cưỡng gọi là đạt đến trình độ tiên tri được. Ngô Bình hạn hán lời, em sắp xem được tới ngũ trọng rồi, vậy mà gọi là không giỏi ư. Vân Tịch cười đáp, thực sự không giỏi mà. Ngô Bình không muốn nói chuyện này với Vân Tịch tiếp nên nói, đi thôi, đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, Vân Tịch ăn rất ít, như thể không thích đồ ăn nhà anh làm. Ăn xong Ngô Bình hỏi, đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao? Vân Tịch, rất ngon, chỉ là em vốn ăn rất ít. Các cô gái hiện nay đều sợ béo nên Ngô Bình cũng chẳng nghĩ nhiều. Buổi chiều, hai người họ thảo luận về tu hành, luyện hình, y thuật. Những lĩnh vực này Vân Tịch đều có hiểu biết nhất định. Hiểu biết của cô rộng như vậy khiến Ngô Bình không khỏi khâm phục. Không lâu sau, Diệp Thiên Tông gửi tin đến, nói cấp trên đã chấp nhận hiện thực. Giờ ông ấy không chỉ là chủ nhân thần võ ti mà đến cả tiên cơ cũng do ông ấy quản lý. Ngô Bình đương nhiên cũng có thêm lợi ích, sau này anh sẽ là người có quyền lực thứ hai trong tiên cơ, giúp đỡ Diệp Thiên Tông làm việc. Cả buổi chiều, Ngô Bình dạy mấy người Lý Huyền Bá tu luyện. Lộ tiên quyết của Lý Huyền Bá tiến bộ cực nhanh, mới có hơn một ngày mà đã luyện được nhất trọng, chẳng mấy chốc sẽ đột phá lên lưỡng trọng. Diệp Huyền và Tạ Phi cũng có tiến bộ, bắt đầu luyện cả bộ đoàn thể thuật. Sau khi trời tối, Ngô Bình và Vân Tịch đến nhà hàng Mễ Kiến. Anh gọi vài món nhậu. Một vò rượu rồi vừa uống vừa nói chuyện với Vân Tịch. Hai người họ uống hết ly này đến ly khác, uống rượu như uống nước lã. Vân Tịch thi thoảng lại nở nụ cười mê người, vô cùng vui vẻ. Bên ngoài nhà hàng có mấy cây ngô đồng cao lớn, thân cây rất to, vài người ôm mới xuể. Lúc này, trên tán cây cao hơn 10 mét có một ông cụ râu xám và một cô gái mặc áo tím xinh đẹp đang ngồi. Ông cụ già mặc đồ màu xanh ngọc, cao không tới 1m3, mặt đầy nếp nhăn. Đôi mắt rất sáng, trong đêm đen mà trông như hai vì sao. Cô gái mặc đồ tím hơi gầy,
da trắng như tuyết, có vẻ đẹp dụ hoặc như thể hồ ly. Ông cụ già thẫn thờ nhìn vào bên trong, nói, Mị Nương, tôi nhớ Vân Tôn đã lâu lắm không cười vui vẻ như vậy. Cô gái áo tím, ông Sáu, Vân Tôn đột nhiên muốn du ngoạn trần thế, lẽ nào là do phải lòng tên nhóc này? Ông cụ lắc đầu, không thể nào, huyết thống của Vân Tôn cao quý như vậy, tên người phàm này không xứng. Cô gái áo tím, lẽ nào quả giống như Vân Tôn nói, chỉ là thuận theo ý trời mà hành động. Ông cụ, thôi bỏ đi, chúng ta giám sát kỹ một chút. Nếu tên nhóc này dám có ý đồ xấu với Vân Tôn thì quyết không tha. Nói rồi ông cụ này khịt mũi nói, rượu ngon, tên nhóc này tu vi không tới đâu nhưng tửu lượng thì khá lắm. Ba bình rượu đã hết nhẵn, Ngô Bình cố ý để rượu tiêu hóa chậm một chút. Anh hỏi, Vân Tịch, sao những người đó đều gọi em là Vân Tôn gì đó? Vân Tịch đáp, em có thể xem quẻ đến ngũ trọng thì họ tôn trọng em cũng là lẽ đương nhiên. Ngô Bình nghĩ cũng phải, nếu anh xem được tới tam trọng thôi thì có khi rất nhiều người sẽ gọi anh là ông Bình cũng nên. Thế thì Vân Tịch được gọi vậy cũng đâu có gì lạ. Vân Tịch, y thuật của anh cao minh như vậy mà định để phí hoài sao? Ngô Bình gật đầu, anh cũng từng có ý định khi nào có thời gian sẽ đi du ngoạn khắp nơi, cứu người giúp đời. Vân Tịch cười đáp, sau này nếu bạn em có nhờ anh trị thương thì đừng từ chối nhé. Không đâu, là bạn em anh sẽ điều trị miễn phí luôn, Ngô Bình cười đáp. Vân Tịch lấy từ trong người ra một chiếc ấn nhỏ chỉ bằng hộp diêm và có màu vàng nhạt. Bên trên chiếc hộp khắc rất nhiều tiên văn cổ xưa. Cô ấy cười nói, anh tặng em hóa long đan, em tặng lại anh chiếc ấn này. Thứ này gọi là pháp ấn tiểu Tây Thiên. Khi anh vẽ bùa, thêm ấn này vào sẽ được Phật tổ tiểu Tây Thiên giúp sức. Ngô Bình kinh ngạc, được Phật giúp sức sao? Quá đỉnh. Nói rồi, anh nhận lấy pháp ấn, ấn thử lên lòng bàn tay mình. Trên bàn tay anh lập tức xuất hiện bốn ký tự tiên văn màu vàng sáng lấp lánh. Vân Tịch cười nói, hiệu lực của pháp ấn kéo dài trong 7 ngày. Có điều nếu dùng để hại người thì sẽ dễ bị hồn siêu phách lạc. Đúng lúc này, bên ngoài vọng tới tiếng người hát kịch lao sao, nghe rất bực mình. Ngô Bình đanh mặt lại, tới rồi. Vân Tịch cười đáp, anh đi nói chuyện với bọn chúng đi. Ngô Bình trợn tròn mắt, không phải chứ, đại cao thủ không ra mặt bảo vệ anh sao? Vân Tịch, em mà lộ mặt thì sợ bọn chúng sợ vỡ mật. Ngô Bình đảo mắt, cô bạn gái nhặt này cũng biết chém gió thật đấy. Ngô Bình đi ra ngoài thì đã thấy ở đằng trước xuất hiện mấy kẻ mặc quần áo như đi diễn kịch. Bọn chúng đang đi cùng một thanh niên. Thanh niên này mặc vest màu trắng, vẽ lông mày, tô má hồng và kẻ mắt. Cách ăn vận này như thể một diễn viên kịch hiện đại vậy. Kẻ mới tới sao không mau quỳ xuống, kẻ mặc đồ diễn kịch đóng vai Triệu Vân Ngân giọng hát. Nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt hằn học. Ngô Bình gãi gãi mũi. Anh biết đám người này đã bày huyễn trận xung quanh, có thể thi triển trận pháp này bất cứ lúc nào. Ngô Bình cũng không khách sáo mà hỏi luôn, anh là Phúc Vĩnh Lâm. Bị gọi thẳng tên, gã thanh niên không khỏi ngạc nhiên đáp, cậu biết tôi. Ngô Bình, giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Thứ nhất, những chuyện trước đây coi như kết thúc tại đây. Thứ hai, ở lại đây nộp mạng. Phúc Vĩnh Lâm cười lạnh, danh con. Một tu sĩ nhỏ nhoi ở cõi phàm mà lấy đâu ra lá gan này vậy? Hắn vừa dứt lời thì một luồng sáng màu vàng lao tới, phi thẳng vào tảng đá bên cạnh. Luồng sáng màu vàng ban nãy hóa ra là một tấm lệnh bài màu vàng, bên trên khắc hình thần long năm vuốt. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, Phúc Vĩnh Lâm sững sờ. Sau đó mặt hắn cứng ngắc lại, rồi lại chuyển sang biểu cảm sợ hãi. Càng ngày hắn càng có vẻ mất bình tĩnh, sau cùng toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra. Tiểu nhân không biết, tiểu nhân đáng chết, hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Ngô Bình sững sờ, sao tự nhiên kẻ này lại quỳ xuống vậy? Anh đi tới, rút chiếc lệnh bài ra. Chiếc lệnh bài đó vô cùng nặng tay, không biết được làm từ chất liệu gì. Ngô Bình ho một tiếng rồi hỏi, Phúc Vĩnh Lâm, anh sợ sao? Tiểu nhân đáng chết, Phúc Vĩnh Lâm vội vã nói, xin công tử tha mạng. Ngô Bình định nói gì đó nhưng một âm thanh đã vang lên trong đầu Phúc Vĩnh Lâm, đây là người của Vân Tôn, sau này cút xa một chút đừng gây rắc rối cho anh ấy. Phúc Vĩnh Lâm vội vã đáp, vâng vâng, tiểu nhân chắc chắn sẽ cút thật xa. Không dám làm phiền cậu chủ Ngô nữa, dứt lời hắn xách quần chạy mất dép. Đám người mặc đồ đóng kịch ban nãy cũng vội vã chuồn theo. Phúc Vĩnh Lâm vừa đi khỏi thì lệnh bài trong tay Ngô Bình bay lên rồi vụt biến mất. Anh bĩu bĩu môi lẩm bẩm, xả xui. Khi vào lại trong quán, Ngô Bình vội hỏi, Vân Tịch, lệnh bài đó là em phóng ra sao?
Vân Tịch cười đáp, là người của em. Họ đang ở gần đây. Thế nào, giải quyết tận gốc rồi chứ? Ngô Bình giơ ngón tay cái lên đáp, đỉnh của chóp. Phúc Vĩnh Lâm đó nhìn thấy lệnh bài là lập tức ngoan như cháu trai anh. Vân Tịch cười đáp, sau này hắn ta chắc chắn sẽ không dám xuất hiện nữa. Chương 493, Đan Thành. Im lặng một lát, Vân Tịch nói, vốn dĩ em định ở lại với anh một thời gian nhưng viên hóa long đan này có ích với em nên đêm nay em phải rời đi ngay. Thời gian ở bên nhau không dài nên Ngô Bình có chút không nỡ, anh hỏi, khi nào em quay lại? Vân Tịch đáp, nhanh thì 3 tháng còn lâu thì nửa năm. Đương nhiên khoảng thời gian này này sẽ không tính vào thời gian mà chúng ta đặt cược. 12 giờ đêm, Vân Tịch ngồi dậy, ôm Ngô Bình rồi nói, anh yêu, em đi đây, đừng nhớ em quá nhé. Chưa đợi Ngô Bình định thần lại thì Vân Tịch đã vút ra ngoài như một cơn gió. Đến khi Ngô Bình nhận ra rồi chạy theo thì cô đã biến mất từ lúc nào. Ngô Bình thẫn thờ đứng trong sân lầm bầm, cái gì mà bạn gái chứ, mình còn chưa được sơ múi gì. Ngô Bình thất thểu đi vào nhà, tâm trạng không được tốt nên quyết định bắt Diệp Huyền luyện đoàn thể thuật khó hơn. Nghe tiếng Diệp Huyền kêu la thảm thiết, tâm trạng anh khá lên không ít. 3 ngày tiếp theo, anh ở lì trong nhà tu luyện. Luyện xong nhóm động tác thứ tư của đoàn thể thuật khiến cơ thể anh thay đổi rõ rệt. Kết hợp đoàn thể thuật với phương pháp hít thở thì công dụng càng rõ rệt. Tối hôm đó, anh cảm thấy trong người rất khác. Ngô Bình lập tức biết rằng mình sắp bước vào cảnh giới nhỏ tiếp theo của Tiên Thiên, chính là cảnh giới nhỏ Đan Thành. Tiên Thiên có 5 cảnh giới nhỏ là Bão Đan, Luyện Hình, Sinh Niệm, Đan Thành và Linh Cảm. Trong đó Đan Thành là khi Bão Đan đã đạt đến mức viên mãn, kết đan thành công. Đến lúc này thực ra có thể được coi là nhân tiên. Có điều trong giới tu hành ngày nay có rất ít người luyện được tới Đan Thành. Tu vi như Ngô Bình hiện tại thực sự là rất hiếm. Ngô Bình ngồi thiền 3 ngày liên tục, trong cơ thể anh đang có những sự chuyển biến kỳ diệu. Sức mạnh và sinh khí đều được cải thiện. Lúc này anh không làm gì cả nhưng chân khí tím trong người có thể tự động đã thông kinh mạch cấp 4, thậm chí là cả một phần nhỏ của kinh mạch cấp 5. Kinh mạch cấp 5 là kinh mạch ở cấp tế bào. Một khi đã thông được kinh mạch cấp 5 thì Ngô Bình có thể kiểm soát cơ thể vô cùng chuẩn xác, ví dụ như có thể điều tiết tốc độ tim đập hay tốc độ tiêu hóa. Ngô Bình tiếp tục ngồi thiền hơn một ngày. Đến sáng ngày kia khi mặt trời vừa ló dạng, anh đột nhiên choàng mở mắt và cảm thấy trong người tràn trề sinh lực. Anh khẽ lắc mình một cái là đã lao vút ra sân. Anh vừa thi triển quỷ thần bộ, giống như quỷ thần lưu lại trong không gian những bóng mờ. Sau đó thì đột nhiên những bóng mờ này hợp thành một và trở thành hình dạng ban đầu của Ngô Bình. Cảnh giới Đan Thành này quả thực rất lợi hại, phải nhân cơ hội này để luyện thành thần công của chùa Đại Thiền mới được. Ban đầu anh lấy được 3 tuyệt kỹ, 2 loại thần thông và 1 bộ thần công của chùa Đại Thiền. 3 loại tuyệt kỹ là Ngưng Huyết Chỉ, Kinh Lôi Trưởng, Vô Sinh Ấn. 2 loại thần thông là Đại Phạn Thần Âm, Như Lai Quang Minh Chú. Còn 1 bộ thần công là Kim Cang Bất Hoại Thần Công. Anh vừa luyện Kim Cang Bất Hoại Thần Công không bao lâu thì Chu Thanh Nhiên gọi điện tới. Ngô Bình, ngày mai em đi Guinea, anh có thời gian đi cùng em không? Mấy ngày trước Chu Thanh Nhiên cũng đã nhắc tới chuyện này. Cô ấy nói muốn đi Guinea khảo sát mỏ nhôm ở đó. Anh có thời gian, Ngô Bình đáp, hôm nay anh đi Thạch Thành, vừa hay có chuyện muốn nói với em. Nhà họ Chu mặc dù đang kinh doanh nhôm điện phân nhưng quy mô không lớn, chủ yếu làm về mảng phát hóa chất. Ngô Bình cho rằng cơ sở sản xuất nhôm điện phân của nhà họ Chu có thể sáp nhập với nhà họ Lãnh, sau đó sẽ chia cho Chu Thanh Nhiên một số cổ phần. Hơn nữa, dự án mỏ nhôm cũng là một dự án nặng đô. Nhà họ Chu và nhà họ Lãnh có thể hợp tác để nuốt được dự án này. Được, em đợi anh, Chu Thanh Nhiên đáp. Ngô Bình dặn dò Diệp Huyền ở nhà chăm chỉ tu luyện còn mình thì lái xe đến Thạch Thành. Lúc anh đến Thạch Thành thì đã là hơn 8 giờ tối. Anh tới căn nhà trên phố Lệ Thủy. Vừa mở cửa ra đã thấy Chu Thanh Nhiên đang ngồi trên ghế sofa, vừa dùng máy tính bảng vừa ăn hoa quả. Nghe tiếng động, cô ấy quay người lại, cười nói, đợi anh nửa ngày rồi đấy. Ngô Bình hỏi, Thanh Nhiên, em ăn cơm chưa? Chu Thanh Nhiên đáp, vẫn chưa ăn, đợi anh đến rồi đi ăn cùng. Ngô Bình gật đầu, được, chúng ta ra ngoài ăn cơm, ở đây có vài quán ngon lắm. Trên phố Lệ Thủy có không ít quán ăn, Ngô Bình chọn một quán anh từng ăn trước đó đó. Trong quán rất náo nhiệt, khách khứa rất đông. Hai người họ chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Gọi món xong Ngô Bình hỏi, Thanh Nhiên, xưởng nhôm điện phân của em sản lượng khoảng bao nhiêu? Chu Thanh Nhiên, một năm nay ngành nhôm nhìn chung đều lỗ.
May mà trong tay em có vốn nên đã mua được hai nhà máy điện phân, sản lượng hàng năm vào khoảng 3 triệu tấn. Ngô Bình gật đầu, nhà họ Lãnh cũng kinh doanh nhôm điện phân, em có từng nghe nói không? Chu Thanh Nghiên cười đáp, có chứ, lúc thu mua nhà máy, nhà họ Lãnh còn là đối thủ cạnh tranh của em. Có điều nhà họ Lãnh có công xưởng quy mô khá lớn, sản lượng hàng năm có thể hơn 10 triệu tấn, là một trong những doanh nghiệp lớn nhất ngành này. Ngô Bình, Lãnh Như Yên nhà họ Lãnh là bạn anh cũng đầu tư vào công xưởng của họ. Anh đang nghĩ liệu hai nhà bọn em có thể hợp nhất với nhau hay không? Chu Thanh Nghiên suy nghĩ rồi đáp, nếu hợp nhất được thì đương nhiên là chuyện tốt. Nhà máy quy mô càng lớn thì giá gốc của sản phẩm càng ít. Nhưng em và nhà họ Lãnh không qua lại, liệu họ có đồng ý sáp nhập không? Ngô Bình, anh có thể làm cầu nối giữa hai bên. Hơn nữa trong chuyến đi Guinea lần này, nếu chúng ta mua mỏ nhôm đó cũng có thể cho nhà họ Lãnh tham gia để chia sẻ gánh nặng về nguồn vốn. Chu Thanh Nghiên, có anh làm trung gian thì chắc chắn không vấn đề gì. Ngô Bình, anh đã tra cứu một số thông tin, ở Guinea có rất nhiều mỏ nhôm, là nơi mà nhiều thế lực tranh giành nhau đầu tư vào. Lần này chúng ta đi, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Chu Thanh Nghiên gật đầu, không sai, khoáng sản nhôm của Guinea chiếm một phần tư lượng khoáng sản này trên thế giới. Hơn nữa, ở đây còn có nhiều mỏ thiếc và mỏ đồng, chất lượng đều rất tốt. Cho nên, nhiều thế lực nhòm ngó là đương nhiên, ai cũng cho rằng thằng đây là một miếng mồi béo bở. Ngô Bình, anh có quen Đường Băng Vân của Đường Môn. Cô ấy có quân đội riêng ở châu Phi. Nghe cô ấy nói các quốc gia đó đa số đều do phiến quân kiểm soát, người dân ở đó rất khổ. Ví dụ như đất nước Guinea này thu nhập bình quân của người dân chỉ bằng khoảng 1/15 thu nhập của người dân nước ta. Rất nhiều nơi còn không có điện, tỷ lệ biết chữ không tới 3%. Đến một nơi như vậy để làm ăn thì nhất định phải có sự bảo hộ của quốc gia và phải rất có năng lực. Chu Thanh Nghiên, việc này em biết, cho nên lần này đến Guinea em sẽ đi theo đoàn. Là đoàn gồm đại diện các công ty nhôm của vài quốc gia khác và hơn 10 công ty nhôm trong nước ta. Ngô Bình, vậy thì thật là lạ, trong danh sách không có tên Lãnh Như Yên sao? Sản lượng nhôm điện phân của công xưởng nhà họ Lãnh giờ đã đạt tới hàng chục triệu tấn, là doanh nghiệp nhôm điện phân lớn nhất trong nước. Một doanh nghiệp lớn như vậy không lý nào lại nằm ngoài danh sách này. Chu Thanh Nghiên, lần lập đoàn này là do công ty nhôm của nhà nước dẫn đầu. Nhà họ Lãnh sản lượng đã vượt qua sản lượng của công ty nhôm quốc hữu cho nên không được cho vào danh sách cũng không có gì lạ. Ngô Bình cười lạnh, tự mình không có bản lĩnh mà lại trách người khác làm tốt hơn mình sao? Chu Thanh Nghiên, đúng vậy, doanh nghiệp tư nhân càng phát triển mạnh thì các lãnh đạo càng nên ủng hộ mới phải. Lúc này một nam một nữ bước vào quán ăn, ngồi cách hai người họ không xa. Cô gái khá xinh đẹp. Nhan sắc không thua kém gì Chu Thanh Nghiên. Cô gái này ăn mặc quá nghiêm chỉnh, mặc vest, chân đi giày cao gót, đến cách trang điểm cũng giống người đi làm. Người đàn ông chừng hơn 20 tuổi, mặt mày thô bỉ. Anh ta đang tươi cười, ánh mắt liếc qua liếc lại trên người cô gái, trông không có vẻ gì là người tử tế. Hai người họ ngồi xuống, người đàn ông cười nói, Lộ Khả, em vừa về nước chắc lâu lắm không được ăn những món ở quê nhà. Quán này đồ ăn rất ngon, em muốn ăn gì thì gọi nhé. Lộ Khả, Ngô Bình giật mình, không khỏi quay sang nhìn kỹ hơn cô gái này. Chương 494, Vạn Lộ Khả. Cô gái được gọi là Lộ Khả đáp, Tiền Tiến, cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm. Nhưng thời gian của tôi có hạn nên có gì anh cứ nói thẳng. Trước đây bố anh là cố vấn đầu tư của nhà họ Vạn. Ban đầu, bố tôi đem một số món văn vật cổ ủy thác cho bố anh bảo quản giúp. Giờ tôi đã trở về, tôi muốn lấy lại những món đồ đó. Nhưng không hiểu tại sao chú Tiền cứ tránh mặt tôi. Người đàn ông tên Tiền Tiến cười đáp, Lộ Khả, là do bố anh bận quá đó thôi. Ông ấy bảo anh chuyển lời với em, những thứ ban đầu chú Vạn giao cho ông ấy bảo quản cũng chỉ có vài món, hơn nữa cũng chẳng đáng tiền. Lộ Khả nheo mắt lại, đáp muốn chiếm đoạt thứ thuộc về nhà họ Vạn sao. Tiền Tiến, tôi Vạn Lộ Khả đã trở về thì đương nhiên đã chuẩn bị kỹ từ trước. Bố con các người tốt nhất nên nghĩ cho kỹ. Tiền Tiến trở mặt ngay, Vạn Lộ Khả. Anh đang nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau nên mới tới đây gặp em. Đừng có không biết tốt xấu. Vạn Lộ Khả nhìn thẳng vào anh ta, gằn từng chữ Tiền Tiến, muốn chiếm đoạt thứ thuộc về nhà họ Vạn không dễ vậy đâu. Bố con các người sẽ phải trả giá. Tiền Tiến lúc này đã hoàn toàn lật mặt, hừ lạnh đáp, uy hiếp tôi sao? Nhà họ Vạn hiện giờ ngoài cô ra thì còn cái quái gì nữa đâu. Đừng tưởng tôi không biết,
cô bám được ống quần một cậu chủ ở Thượng Kinh, muốn nhờ hắn ta giúp nhà họ Vạn chở mình. Tôi khuyên cô một câu, nước ở đây sâu lắm, đừng nói là hắn ta, đến cả kẻ mạnh gấp 10 lần hắn ta cũng không giúp cô được đâu. Vạn Lộ Khả biết tiếp tục đôi co với kẻ này cũng chẳng được gì nên đứng dậy, lạnh lùng đáp Tiền Tiến, chúng ta cứ chờ xem, nói rồi quay lưng đi thẳng. Tiền Tiến không động đậy, đợi Vạn Lộ Khả ra khỏi cửa, anh ta rút điện thoại ra, nói nhỏ cô ta ra ngoài rồi, xử lý cho gọn ghẽ vào. Ngô Bình giật mình, kẻ này muốn giết người diệt khẩu. Thấy đồ ăn vẫn chưa lên, Ngô Bình nói với Chu Thanh Nghiên, Thanh Nghiên, anh ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Chu Thanh Nghiên gật đầu, anh đi đi. Ra khỏi nhà hàng, anh thấy Vạn Lộ Khả đã đi được khoảng mấy chục mét. Anh châm một điếu thuốc, thong thả theo sau. Vạn Lộ Khả đi một đoạn thì rẽ vào một ngõ nhỏ, xem ra cô ấy ở khá gần đây, chỉ cần đi bộ cũng về được đến nhà. Cô ấy vừa rẽ vào ngõ thì có hai gã đàn ông thô bỉ đi tới, trông chúng vô cùng hung tợn, vừa nhìn là biết đây là lũ đâm thuê chém mướn. Vạn Lộ Khả sững lại một giây, sau đó lập tức quay lưng đi ra khỏi con ngõ. Thế nhưng vừa quay lại thì đằng sau lưng lại xuất hiện thêm hai tên côn đồ nữa bao vây lấy cô. Có dự cảm chẳng lành, cô thò tay vào túi định lấy ra bình xịt hơi cay. Đám đàn ông càng lúc càng áp sát, Vạn Lộ Khả vô cùng lo sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh, quát lớn các người muốn làm gì hả? Có một tên côn đồ áp sát cô, trên mặt gã chẳng chịt là sẹo. Hắn cười âm hiểm đáp, muốn làm gì hả? Người đẹp, cô thử đoán xem, nói rồi ánh mắt gã càng trở nên hung hiểm như loài rắn độc, nhìn Vạn Lộ Khả từ đầu đến chân. Ngô Bình lúc này đã đi vào con ngõ. Anh lập tức bước tới, đẩy ngã hai tên côn đồ rồi quát lớn, khốn nạn, chặn hết cả đường rồi. Hai gã côn đồ tự nhiên bị đẩy ra, lại còn bị Ngô Bình chửi nên vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Gã mặt sẹo quát lớn, em mờ sao mày, muốn chết à? Hắn vung dao lên, định đâm vào lồng ngực anh, nhưng hắn vừa rút con dao ra thì đã thấy cảnh vật trước mặt nhòe đi. Gã côn đồ bay xa mấy mét rồi huỵch một cái rơi xuống đất, không biết sống chết ra sao. Mấy gã côn đồ còn lại thất kinh, lập tức đồng loạt xông lên. Mấy kẻ này đều có chút cung phu nhưng trong mắt Ngô Bình thì chỉ như lũ kiến. Anh quơ tay vài cái là ba tên còn lại cũng đổ gục ra đất, không bất tỉnh thì cũng thổ huyết. Vạn Lộ Khả sững sờ đứng nhìn anh, giờ mới phản ứng lại được. Cô ấy nói, cảm ơn anh. Ngô Bình đáp, không cần khách sáo, đi mau đi. Vạn Lộ Khả do dự vài giây rồi hỏi, có thể cho tôi biết tên anh được không? Ngô Bình tuét miệng cười đáp, tôi tên Ngô Bình, nói không chừng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Vạn Lộ Khả gật đầu lia lịa đáp, có thể cho tôi phương thức liên hệ với anh không? Ngô Bình gật đầu rồi đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp, nói Thạch Thành không an toàn, tốt nhất cô nên tìm một nơi an toàn hơn. Được, cảm ơn anh, Vạn Lộ Khả nhìn Ngô Bình một lúc lâu rồi quay lưng rời khỏi đó. Thấy cô ấy đã đi khỏi, Ngô Bình cũng quay lại nhà hàng. Đồ ăn đã được dọn lên, anh và Chu Thanh Nghiên vừa ăn vừa trò chuyện. Sau khi dùng bữa, hai người họ về nhà, Ngô Bình tiếp tục hướng dẫn Chu Thanh Nghiên tu luyện. Trước đó cô đã học đoàn thể thuật và tiến bộ nhanh chóng nên thể chất được nâng cao rất nhiều. Giờ kết hợp thêm phương pháp hít thở thì chẳng bao lâu sẽ đột phá được cảnh giới thần. Nếu không phải do công việc của Chu Thanh Nghiên quá bận, không có nhiều thời gian tu luyện thì cô ấy đã sớm đột phá cảnh giới từ lâu rồi. Ngô Bình liền mượn chân khí tím và mắt thấu thị để giúp cô ấy đả thông kinh mạch cấp 3 và một phần kinh mạch cấp 4 trên toàn cơ thể. Họ luyện công đến nửa đêm, còn sau đó thì chơi trò mèo mả gà đồng. Không biết trời đã sáng từ lúc nào, họ nghỉ ngơi một lát rồi ngồi máy bay tới Thiên Kinh để gặp đoàn đại biểu sẽ đi khảo sát mỏ nhôm ở Guinea. Tới sân bay Thiên Kinh, họ vào trong phòng khách VIP. Đây cũng là nơi hẹn gặp các đại diện khác trong đoàn khảo sát. Lúc này trong phòng khách VIP đã có tới hơn 20 người. Phần đông là các ông chú bụng phệ hơn 40-50 tuổi. Sự xuất hiện của Chu Thanh Nghiên khiến mấy ông già này sáng mắt lên, thi nhau đứng dậy chào hỏi. Cô Chu, chúng ta lại gặp nhau rồi, một người đàn ông trông như một thương nhân, chừng 40 tuổi, trên người toàn đồ hiệu xa xỉ bước tới bắt tay cô. Chu Thanh Nghiên theo phép lịch sự cũng chìa tay ra bắt nhưng ông chú kia cứ cầm tay cô mãi không chịu buông. Ông ta cười nói, cô Chu, cô càng ngày càng đẹp. Cô còn nhớ tôi không? Nửa năm trước, chúng ta cùng tham gia một buổi tiệc liên hoan các doanh nhân. Chu Thanh Nghiên cười đáp, giám đốc Mã, tập đoàn dược Mã của ông là doanh nghiệp hàng đầu tỉnh G. Sao tôi có thể không nhớ được kia chứ? Cô muốn rút tay lại nhưng giám đốc Mã này nắm rất chặt,
vẻ mặt như cười như không. Ngô Bình không nhìn nổi cảnh này nữa nên hất tay một cái. Tay giám đốc Mã bị hất ra, sau đó Ngô Bình nắm chặt lấy tay ông ta. Giám đốc Mã, tôi nghe danh ông đã lâu, anh cười nói. Tay giám đốc Mã bị anh bóp chặt, cảm giác vừa nóng vừa đau. Ông ta muốn hất ra nhưng tay Ngô Bình không hề nhúc nhích. Ông ta ngạc nhiên hỏi, cậu là ai vậy? Ngô Bình cười đáp, giám đốc Mã nhiều việc nên hay quên quá. Nửa năm trước trong tiệc liên hoan các doanh nghiệp, chúng ta còn uống rượu cùng nhau. Giám đốc Mã vẻ mặt gượng gạo, ông ta thực sự không nhớ là có chuyện như vậy xảy ra, đáp tay tôi hơi đau, cậu bỏ ra đi. Ngô Bình vẫn nắm chặt không buông, cười nói, giám đốc Mã, tôi họ Ngô, tên Ngô Bình. Giám đốc Mã sắp khóc tới nơi, giám đốc Ngô, cậu bỏ tay ra trước rồi chúng ta nói chuyện. Ngô Bình cầm tay ông ta lắc qua lắc lại, tiếp tục nói, giám đốc Mã, nửa năm không gặp ông vẫn phong độ như xưa. Giám đốc Mã giờ đã nhận ra Ngô Bình đang cố tình làm vậy. Ông ta cười khổ đáp, giám đốc Ngô, ban nãy là do tôi đường đột, mong cậu đừng giận. Ngô Bình lúc này mới chịu buông tay ra, nói, giám đốc Mã, cần phải lịch sự với phụ nữ. Giám đốc Mã mặt hết đỏ lên rồi lại nhợt đi, trong lòng cực kỳ khó chịu. Đám người còn lại thấy giám đốc Mã kia bị quê, ban đầu cũng định đến lợi dụng bắt tay Chu Thanh Nghiên nhưng giờ cũng không dám nữa. Họ chỉ đành gật đầu chào cô rồi lại ngồi xuống. Lúc này, một người đàn ông trung niên khá mập mạp, tóc hói đỉnh đầu, cười ha ha đi tới. Chu Thanh Nghiên chủ động bước về phía trước chào hỏi, giám đốc Hoa, lâu quá không gặp. Giám đốc Hoa này là giám đốc công ty nhôm nhà nước, được đãi ngộ như phó chủ tịch tỉnh. Ông ta có quyền lực vô cùng lớn, đến Chu Thanh Nghiên cũng không dám coi nhẹ. Giám đốc Hoa cười ha ha rồi nói, tiểu Chu, ban nãy tiếp chuyện với mấy lão già kia mệt muốn chết. Cô tới là tốt rồi. Sau đó ông ấy nhìn sang Ngô Bình, hỏi cậu đây là. Ngô Bình mỉm cười đáp, giám đốc Hoa, tôi là Ngô Bình, là một trong số cổ đông của giám đốc Chu. Chương 495, chuyến đi tới Phi Châu. Giám đốc Hoa ồ lên một tiếng, hóa ra là giám đốc Ngô, đúng là tuổi trẻ tài cao. Ngô Bình, giám đốc quá khen rồi. Giám đốc Hoa, mời hai vị ngồi, chúng ta họp một chút nhé. Mấy người họ ngồi xuống, giám đốc Hoa đằng hắng một tiếng, nói các vị, Guinea là một quốc gia giàu khoáng sản, đặc biệt là nhôm. Trữ lượng nhôm ở đó chiếm 1/4 trữ lượng nhôm trên thế giới. Hơn nữa mỏ nhôm ở đây lại dễ khai thác nên rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh nhôm ở các nước nhòm ngó. Mục tiêu của chúng ta lần này là mua được một mỏ nhôm ở Guinea, chính là mỏ Robin. Khu mỏ rộng lớn này có trữ lượng khoảng 3.5 tỷ tấn, đa số đều là nhôm thượng hạng. Căn cứ tình hình hiện tại, giá của mỏ nhôm này vào khoảng 150 tỷ đô, đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng rất đông. Muốn lấy được cái mỏ này thì phải xem tiềm năng về vốn của chúng ta đến đâu. Chuyến đi lần này, đối thủ lớn nhất của chúng ta là doanh nghiệp nhôm lớn nhất nước Thổ Áo, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. Nghe đến đây, giám đốc Mã hỏi, giám đốc Hoa, nghe nói Guinea là vùng quân phiệt chiếm đóng. Chúng ta có thể cơ cấu với lãnh đạo bên trên không? Giám đốc Hoa xua tay, ông không hiểu về tình hình Guinea đó thôi. Bất luận bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng vào túi bọn quân phiệt thôi, cho nên bọn chúng cũng muốn bán ra giá cao. Vậy nên mọi người chỉ cần chuẩn bị thật nhiều tiền là được. Đủ vốn là chuyện mua mỏ không thành vấn đề. Ngô Bình rất quan tâm đến mỏ nhôm, bởi nhà máy của Lãnh Như Yên cũng có nhu cầu phôi nhôm rất lớn. Anh hỏi, giám đốc Hoa, mỗi người chúng ta được bao nhiêu phần trăm cổ phần trong khu mỏ này? Giám đốc Hoa nhìn Ngô Bình cười đáp, giám đốc Ngô, việc đó còn phụ thuộc vào việc cậu bỏ ra được bao nhiêu tiền. Nếu muốn nắm được cả dự án này, bao gồm cả việc sửa sang ở giai đoạn sau thì kiểu gì cũng phải bỏ ra hàng chục tỷ đô. Vốn đầu tư lớn như vậy, làm sao một doanh nghiệp đơn lẻ có thể gánh vác được? Nghe đến đây, giám đốc Mã hừ một tiếng. Chen miệng vào, nói thì nói là vậy nhưng cổ phần sẽ không được chia quá 2%, có biết bao nhiêu doanh nghiệp đang xếp hàng đây này. Ngô Bình âm thầm cười lạnh, cổ phần 2% thì mỗi năm chỉ lấy được vài trăm nghìn tấn phôi nhôm, con số này so với nhu cầu của bọn anh thì quả thực là như muối bỏ bể. Ngô Bình đột nhiên không có hứng nghe những lời giám đốc Hoa nói sau đó nữa. Anh bắt đầu tính toán xem khi tới Guinea có thể tự mình mua được một cái mỏ hay không. Giám đốc Hoa cuối cùng cũng nói xong. Đã sắp đến giờ lên máy bay, đoàn người lục tục di chuyển, chuẩn bị lên chuyến bay tới Guinea. Đó là một chiếc máy bay chở hành khách cỡ lớn. Chiếc máy bay này sẽ bay đến Paris,
sau đó đổi chặng rồi bay thẳng tới thủ đô Conakry của Guinea. Toàn bộ thời gian bay vào khoảng hơn 20 tiếng đồng hồ. Mấy người giám đốc Hoa được mời tới khoang thương ra đầu máy bay, những người còn lại chỉ được ngồi hạng phổ thông. Vốn ngồi hạng phổ thông cũng chẳng sao, nhưng khi Ngô Bình bước lên máy bay, giám đốc Mã kia đột nhiên nói, giám đốc Ngô này, hình như cậu vẫn chưa đăng ký thì phải. Bọn tôi nhập cảnh đều được sự cho phép của chính phủ Guinea, giờ tự nhiên có thêm cậu thì rất rách việc. Hơn nữa, chiếc máy bay này là chúng tôi bỏ tiền ra bao, cho nên chúng tôi không hoan nghênh cậu. Chu Thanh Nghiên cau mày hỏi lại, giám đốc Mã, không phải tôi đã nộp đơn xin phép rồi sao? Giám đốc Mã cười hi hi đáp, thật gơ ải quá, đơn xin phép của cô không được thông qua. Ngô Bình vô cùng bực bội, anh lạnh lùng nói, thôi bỏ đi, Thanh Nghiên chúng ta đi máy bay khác. Dù sao phải chuyển chặng ở Paris cũng quá lâu. Giám đốc Mã vẻ mặt giễu cợt, nói cậu tính toán sai rồi, trong nước không có đường bay thẳng đến đó đâu. Mà cho dù là máy bay tư nhân bay tới đó cũng phải trình báo với chính phủ. Ngô Bình không thèm đếm xỉa đến ông ta. Anh cầm điện thoại lên gọi cho ban hậu cần của thần Võ Ti, bảo họ sắp xếp cho anh một chiếc máy bay bay thẳng đến thủ đô của Guinea, sau đó anh cho họ biết vị trí hiện tại của mình. Chưa tới 10 phút sau, một chiếc ô tô đi tới. Một tên mập từ trên ô tô bước xuống, anh ta trông có vẻ là một trong số những quản lý của sân bay. Anh ta vội vã nói, anh Ngô, máy bay của anh đã chuẩn bị xong, 15 phút sau sẽ cất cánh. Giờ anh có thể lên máy bay rồi. Ngô Bình gật đầu, cùng Chu Thanh Nghiên lên chiếc xe ô tô ban nãy, đi về phía máy bay đang đỗ. Đám người giám đốc Mã sững sờ, Ngô Bình thực sự không thèm đi máy bay của họ nữa. Ở phía xa, họ nhìn thấy Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên lên một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn. Hơn nữa, chiếc máy bay này chẳng mấy chốc đã cất cánh, còn máy bay của họ thì bị delay thêm hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu chạy vào đường băng. Bay thẳng đến thủ đô Conakry của Guinea mất 13-14 tiếng đồng hồ. Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên tranh thủ thời gian luyện tập phương pháp hít thở trên máy bay. Trên chuyến bay, hai người còn được phục vụ bữa ăn nhẹ. Sau 13 tiếng đồng hồ, máy bay của họ đã hạ cánh ở Conakry. Mặc dù là thủ đô của Guinea, nhưng nơi này chẳng khác nào một thị trấn nhỏ. Cơ sở vật chất vô cùng tệ. Nhiều nơi vẫn còn đường đất, mỗi lần xe ô tô đi qua thì bụi bay mù mịt. Bọn họ vừa xuống máy bay thì có 3 chiếc ô tô Việt dã đi tới. Từ trên xe, một người thanh niên da đen bước xuống. Anh Ngô, tôi là Đường Kiến, tôi được lệnh ở đây đón tiếp anh. Trước khi đến đây Ngô Bình đã nói chuyện với Đường Băng Vân. Thiên sát có thế lực rất lớn ở châu Phi, thậm chí còn hợp tác với cả phiến quân. Nghe tin anh đến đây, Đường Băng Vân lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ của mình ở Guinea tiếp đón anh thật chu đáo. Ngô Bình gật đầu đáp, vất vả cho anh rồi. Đường Kiến, anh Ngô, tôi đã đặt xong khách sạn rồi, đó là khách sạn tốt nhất Guinea này. Chúng ta qua đó thôi. Ngô Bình đáp, được. Khi đến khách sạn, Ngô Bình rất bất ngờ vì nơi đây vô cùng xa hoa tráng lệ. Chi phí thuê phòng cũng vô cùng đắt, tận 4.000 đô một đêm. Sau khi cất hành lý, Ngô Bình gọi Đường Kiến ngồi xuống rồi hỏi, Đường Kiến, chúng tôi qua đây để bàn việc mua một mỏ nhôm. Anh có cách nào để giúp tôi gặp được thủ lĩnh Cu Ả đám quân phiệt ở đây không? Đường Kiến gương mặt lộ vẻ khó xử đáp, anh Ngô, trước mắt chúng tôi cũng chỉ được tiếp xúc với phó quan của tướng quân Wazi. Hiện không có cách nào để liên lạc trực tiếp với tướng quân. Hơn nữa, tướng quân nửa năm gần đây sức khỏe không tốt nên không gặp người lạ. Ngô Bình sáng mắt lên, hỏi, ông ấy không khỏe sao? Vậy anh giúp nói với vị phó quan đó rằng tôi là thần y của nước Viêm Long, có thể trị khỏi bệnh cho tướng quân. Đường Kiến sững người hỏi, anh Ngô biết chữa bệnh sao? Ngô Bình đáp, không sai, tôi có thể chữa được bệnh của ông ấy. Thấy Ngô Bình tự tin như vậy, Đường Kiến suy nghĩ một lát rồi đáp, anh Ngô, tôi sẽ lập tức liên lạc với họ. Có thông tin gì tôi sẽ thông báo ngay. Ngô Bình gật đầu, được. Đường Kiến lui xuống, Chu Thanh Nghiên lập tức hỏi, anh muốn thông qua vị tướng quân này để mua được mỏ nhôm sao? Ngô Bình gật đầu đáp, đúng vậy, Guinea mặc dù có tổng thống nhưng người thực sự cầm quyền lại là tướng quân Wazi này. Chỉ cần ông ta gật đầu thì chúng ta sẽ lấy được mỏ. Chu Thanh Nghiên, nhưng anh còn chưa biết bệnh tình của ông ta, nhỡ không chữa được thì sao? Ngô Bình đảo mắt, đáp Thanh Nghiên, em thiếu lòng tin vào y thuật của anh vậy sao? Anh là tiến sĩ y dược của Đại học Hoa Thanh đấy nhé. Chu Thanh Nghiên bĩu môi cười đáp, được được, anh là giỏi nhất. Một tiếng sau, Đường Kiến quay lại, trông có vẻ rất vui.
Anh ta nói, anh Ngô, tướng quân đã đồng ý gặp anh. Lát nữa ông ấy sẽ phái xe tới đón anh. Ngô Bình gật đầu đáp, Đường Kiến, anh nói qua cho tôi về tình hình của tướng quân Hoa Di đi, càng chi tiết càng tốt. Đường Kiến đã ở đây rất lâu, cho nên rất hiểu về vị tướng quân này. Anh ấy thuật lại những điểm quan trọng cho Ngô Bình nghe. Tướng quân Hoa Di xuất thân từ bộ lạc lớn nhất Guinea, là con trai của một tù trưởng trong vùng. Cũng bởi gia cảnh không tồi nên đã từng tới Paris du học 3 năm. Sau khi về nước, được sự dìu dắt của tiền bối, ông ta dấn thân vào quân đội và nhanh chóng trưởng thành, trở thành đại nguyên soái lục quân Guinea. Tổng thống hiện giờ là Luther cũng là do ông ta đưa lên. Chương 496, tướng quân Hoa Di. Hoa Di nắm giữ lực lượng quân sự tinh nhuệ nhất của Guinea, lực lượng đặc biệt Guinea. Lực lượng đặc biệt được trang bị vũ khí và thiết bị tiên tiến, do thân tín đáng tin cậy nhất của Hoa Di chỉ huy. Ngoài ra, quân đội nhân dân Guinea cũng do ông phụ trách, có hơn 20.000 người, trang bị 100 xe tăng và 10 máy bay trực thăng. Tuy Guinea giàu tài nguyên khoáng sản nhưng sức mạnh quốc gia lại yếu, hầu hết nguồn tài nguyên đều bị kiểm soát bởi tư bản nước ngoài hùng mạnh. Ví dụ như quặng bauxit dồi dào nhất gần như bị tất cả nước mạnh nhúng tay vào. Hàng năm Guinea xuất khẩu hàng trăm triệu tấn bauxit, mức xuất khẩu 4,5 tỷ đô. Mà phần lớn số tiền ấy chảy vào túi tư bản nước ngoài, một phần nhỏ thuộc về tướng quân Hoa Di. Những người dân ở tầng lớp đáy gần như không nhận được lợi ích gì. Vì thế, Guinea vẫn là một trong các quốc gia kém phát triển nhất thế giới, thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng 1/10 nước Viêm Long. Tướng quân Hoa Di đã tích lũy được hàng chục tỷ đô nhờ bán tài nguyên quốc gia. Một phần số tiền này được dùng để mua vũ khí tiên tiến nhằm củng cố sự thống trị của ông ta, một phần được dùng cho việc đầu tư nước ngoài. Vợ con của tướng quân Hoa Di đã mua rất nhiều bất động sản và cổ phiếu ở nước ngoài, và đều là tỷ phú. Nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, tướng quân Hoa Di bị ung thư bàng quang. Sau 3 tháng điều trị ở nước ngoài và nhận thấy hiệu quả không được tốt, ông ta đã về nước nghỉ ngơi. Bệnh tình của ông ta đang xấu đi, tế bào ung thư di căn ra khắp cơ thể qua bạch huyết, có khả năng không qua khỏi năm nay. Sau khi anh nghe Đường Kiến giới thiệu xong, có một chiếc Maybach đỗ trước khách sạn. Một sĩ quan ngoài 30 tuổi bước xuống xe, lịch sự nói, anh Ngô, tướng quân của chúng tôi mời anh đến. Người này nói tiếng Galia nên Ngô Bình không hiểu, Đường Kiến phải phiên dịch. Được, Ngô Bình gật đầu, đoạn bảo Chu Thanh Nghiên chờ ở khách sạn rồi cùng Đường Kiến đến gặp tướng quân Hoa Di. Xe chạy được mười mấy phút thì tiến vào một trang viên cực kỳ sang trọng. Một cung điện khổng lồ và xa hoa được xây dựng bên trong, có bãi cỏ xanh và một vài động vật hoang dã trong đó. Đường Kiến nói, anh Ngô, trang viên này đã được xây dựng 15 năm, với diện tích hơn 10.000 mẫu, bên trong có sân bay, trường bắn, trường đua ngựa, vườn thú tư nhân, hồ nhân tạo, có thể nói là một trong các trang viên xa hoa nhất Phi Châu. Ngô Bình mở mang tầm mắt, cả đất nước này đều là của ông ta, có thể xây dựng một trang viên xa xỉ thế này cũng không lạ. Đường Kiến nói tiếp, anh Ngô, tướng quân Hoa Di còn thích trà và rượu của Viêm Long chúng ta, khen rằng đó là thứ tuyệt nhất trên đời. Ngô Bình mỉm cười, tôi sẽ tặng trà và rượu ngon thật sự cho ông ta sau. Xe đỗ lại trước một tòa cung điện, trước điện có đội danh dự gồm 24 người đang xếp hàng chào đón, còn có người chơi nhạc. Đường Kiến thì thầm, anh Ngô, tôi nói rằng anh chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho ông ta. Nếu lát nữa anh không chắc chắn thì cũng đừng nói thật. Cứ bảo là có cơ hội trị khỏi. Ngô Bình cười bảo, yên tâm đi, không có bản lĩnh thì nào dám xông pha. Tôi đã đến đây thì sẽ có cách chữa khỏi cho ông ta thôi. Tiến vào cung điện, Ngô Bình liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh vô cùng ghen tị. Một người đàn ông da đen hơn 50 tuổi ngồi trên ghế da sư tử. Xung quanh ông ta là những người phụ nữ xinh đẹp với nhiều phong cách ăn mặc khác nhau. Có người đẹp của La Sát, người đẹp Galia, cả người đẹp của Á Châu nữa. Với đủ màu da, tổng cộng là 12 người. Thần sắc của người đàn ông da đen không được tốt lắm, hơi cụp mắt xuống. Đến khi Ngô Bình bước vào, ông ta mới mở choàng mắt, chào anh Ngô, hoan nghênh anh ghé thăm. Đường Kiến đứng bên cạnh phiên dịch, Ngô Bình cười đáp, nghe nói sức khỏe của tướng quân Hoa Di không được tốt. Tôi thông thạo y thuật nên mới đặc biệt ghé thăm tướng quân. Tướng quân Hoa Di cười nói, cảm ơn anh Ngô, mời ngồi. Thấy Ngô Bình ngồi xuống. Tướng quân Hoa Di mới cất lời, anh Ngô, từ lâu tôi đã nghe nói rằng y thuật của nước Viêm Long rất thần kỳ, nên vô cùng mong chờ. Anh biết đấy, tôi không may mắn mắc phải bệnh ung thư. Bác sĩ tốt nhất của Mễ nói rằng tôi sẽ không qua khỏi.
sự có mặt của anh đã thắp lên niềm hy vọng trong tôi. Ngô Bình đáp, đúng vậy, tôi đến đây chính vì muốn giúp tướng quân Waji. Tôi có thể trị khỏi bệnh ung thư giúp tướng quân. Đôi mắt tướng quân Waji sáng lên, thật sao, anh Ngô? Tôi có thể sống được bao lâu? Ngô Bình bật cười, nếu tôi ra tay, tướng quân ít nhất phải sống đến năm 80 tuổi. Tướng quân Waji cả mừng, tốt, tốt quá rồi. Anh Ngô đáng kính, anh quả là phúc trời ban cho tôi. Ngô Bình cười đáp, việc nên làm. Tôi đến quý quốc vì muốn mua vài quặng bô xít. Không biết tướng quân có thể ưu đãi cho tôi không? Nghe anh bảo muốn mua quặng, tướng quân Waji bèn cười nói, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Quặng của tôi, bán cho ai mà chẳng được. Anh thích quặng nào, tôi sẽ bán ngay cho anh. Ngô Bình trả lời, không vội. Tôi sẽ châm cứu cho tướng quân trước để áp chế bệnh tình. Tướng quân Waji vừa định đáp lời thì bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên cách đó không xa, lừa đảo. Đó là kẻ lừa đảo. Tướng quân Waji chớ tin lời hắn. Người này đang nói tiếng Anh. Tiếng Anh của Ngô Bình cũng khá tốt nên anh có thể hiểu. Nghe vậy, anh bèn cau mày, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Có ba người đang đứng ở khu vực nghỉ cách đó mười mấy mét, dẫn đầu là một gã da trắng cổ đỏ người thổ áo, chừng hơn 40 tuổi. Ngô Bình lạnh lùng đáp trả, con cháu của bọn Lưu Vong, quả nhiên rất vô phép. Gã thổ áo cáu tiết, vừa chỉ vào Ngô Bình vừa hét lên, chết tiệt. Mày dám ăn nói như thế với tao à, tao phải giết mày. Gã này rất hung tợn, lập tức rút khẩu súng lục ra chĩa vào Ngô Bình. Tướng quân Waji thất kinh, ông ta còn đang đợi Ngô Bình cứu mạng, bèn lên tiếng, đừng nổ súng. Nhưng đã muộn, tiếng súng vang lên rồi. Không ngờ Ngô Bình lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Anh biến thành dự ảnh, chớp mắt đã nhảy vọt mười mấy mét, xuất hiện ngay bên cạnh gã đàn ông thổ áo. Gã thổ áo cả kinh, vừa định xoay họng súng thì cổ đã bị anh kẹp chặt và nhấc lên. Gã lập tức trở nên yếu ớt, mất kiểm soát đại tiểu tiện, hoảng sợ hét ầm lên, thả tao ra. Rắc! Với một lực tay rất nhẹ, Ngô Bình đã bẻ gãy nốt sống cổ của gã thổ áo, đoạn bảo, tên lợn da trắng, mày muốn giết tao nhưng tao chỉ đánh mày tàn phế. Có phải tao rất nhân từ không? Hai người kia là vệ sĩ của gã, lúc này đã cứng đờ người, đứng bất động tại chỗ. Gã thổ áo nằm dưới đất với gương mặt trắng bệch, gào ầm lên, tao sẽ không tha cho thứ ma quỷ như mày. Ngô Bình hừ giọng, quét mắt nhìn hai người còn lại, lạnh lùng nói, các người cút được rồi. Hai người nọ chẳng dám hó hé gì, khiêng gã đàn ông thổ áo kia lên rồi chạy ra ngoài. Tướng quân Waji ngây ngẩn nhìn cảnh tượng này, sau đó vội vàng chạy tới, bật ngón cái với Ngô Bình, anh Ngô à, anh vừa dùng võ thuật viêm long đấy à? Tuyệt vời quá, còn hơn cả trong truyền thuyết nữa. Ngô Bình đáp, để tướng quân cười chê rồi. Tướng quân Waji nói, anh Ngô, mấy tay thổ áo này có chống lưng lớn lắm. Bọn họ là sứ giả do một tập đoàn lớn cử đến, cũng muốn mua quặng bô xít của chúng tôi. Ngô Bình trả lời, vậy thì đừng bán cho họ. Tướng quân Waji cũng thấy rồi đấy, bọn người này không hề kính trọng tướng quân. Tướng quân Waji bất lực nhún vai, cũng hết cách. Thổ áo đầu tư rất nhiều vào nước tôi, mà nước họ lại mạnh, chúng tôi không dám đắc tội. Ngô Bình cười bảo, nếu sau này tướng quân Waji muốn mua vũ khí thì có thể tìm tôi. Tướng quân Waji cười nói, được, sau này chúng ta sẽ hợp tác tiếp. Sau đó, Ngô Bình bắt đầu trị liệu cho ông ta, châm cứu với sự bổ trợ của chân khí tím. Không bao lâu sau, tướng quân Waji đã thấy cơ thể vô cùng thoải mái, cơn đau ở một số chỗ cũng thuyên giảm nhiều. Ông ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, không ngớt lời cảm ơn Ngô Bình. 2 giờ sau, Ngô Bình thu châm về, đoạn nói, tướng quân Waji, tôi sẽ trị liệu liên tục 7 ngày. Sau 7 ngày, có lẽ tướng quân sẽ khỏi bệnh. Tướng quân Waji vui mừng khôn tả, anh Ngô à, anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi chắc chắn sẽ báo đáp anh. Ngô Bình cười nói, bây giờ tướng quân cần nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục đến đây, lúc ấy hẵng bàn chuyện quảng bô xít. Chương 497, Brutai kỳ lạ. Tướng quân Waji cười đáp, được. Anh Ngô à, vậy mời anh ở lại nhà tôi hôm nay. Tôi sẽ tiếp đón anh một cách chu đáo nhất. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn tướng quân. Bạn tôi còn ở khách sạn, tối đến chúng tôi lại ghé thăm. Thế là tướng quân Waji sai một sĩ quan đưa Ngô Bình về. Đến khách sạn, sĩ quan ấy vẫn không rời đi, mà ở lại nghe lệnh của Ngô Bình. Chu Thanh Nghiên chờ đã lâu nên rất muốn biết kết quả, vừa thấy anh đã hỏi, sao rồi? Ngô Bình cười đáp, tướng quân Waji đã đồng ý cho chúng ta mua quặng bô xít rồi.
Chu Thanh Nhiên thở phào, vậy thì tốt quá. Sắp tới phải thương lượng giá cả. Quạng lớn như thế, vốn đầu tư giai đoạn đầu chắc chắn rất cao. Ngô Bình nói, sản lượng giai đoạn đầu của quạng bauxit này không cao, năng lực sản xuất trong tương lai có thể đạt đến 50 triệu tấn. Chúng ta mua ngay bây giờ thì không có lợi. Ai mà biết vị tướng quân Wazi này còn tại vị bao nhiêu năm, lỡ ông ta rơi đài, người kế nhiệm không thừa nhận hợp đồng của chúng ta thì biết đòi ai đây? Chu Thanh Nhiên gật đầu, vậy chúng ta mua đứt 15 năm. Ngô Bình đáp, ừ, chúng ta mua đứt 15 năm trước. Có thể thương lượng với Wazi, chia cho ông ta một số tiền cho mỗi tấn bauxit bán ra. Chu Thanh Nhiên nói, CIF của bauxit chất lượng cao thường dao động từ 50 đô đến 55 đô một tấn, chi phí vận chuyển khoảng 10 đô một tấn. Còn chi phí khai thác của chúng ta thì ít nhất 15 đô một tấn. Như vậy lợi nhuận của chúng ta chỉ khoảng 20 đến 30 đô. Ngô Bình bảo, tính theo 20 đô thì với mỗi tấn, chúng ta sẽ chia cho Wazi 5 đô. Nếu mỗi năm khai thác 50 triệu tấn, ông ta sẽ kiếm được 250 triệu đô. Chu Thanh Nhiên đáp, mua đứt 15 năm cũng là một khoản chi rất lớn, chỉ ít phải 1 tỷ đô. Ngô Bình nói, tính như vậy, nếu sản lượng hàng năm đạt 50 triệu tấn thì lợi nhuận một năm là 1 tỷ đô. Chu Thanh Nhiên tiếp lời, lợi nhuận là thứ yếu thôi, sự cạnh tranh tài nguyên của ngành nhôm giữa các nước lớn trên thế giới vô cùng khốc liệt. Nếu không dàn xếp sớm thì trước sau gì chúng ta sẽ lỗ. Ngô Bình gật đầu, vậy mua thêm vài quãng đi, nâng sản lượng lên 100 triệu tấn. Bất giác, sắc trời đã muộn, Đường Kiến nhắn rằng tướng quân Wazi mời Ngô Bình và Chu Thanh Nhiên đến dự tiệc tối, cả hai bèn vui vẻ xuất phát. Ở trang viên xa hoa, tướng quân Wazi đang có tinh thần rất tốt. Ông ta vô cùng cảm kích Ngô Bình, còn lấy rượu quý ra thết đãi anh và Chu Thanh Nhiên. Uống được vài ly rượu, Ngô Bình nhắc đến chuyện mua đứt vài quạng khoáng sản. Tướng quân Wazi sảng khoái đồng ý ngay, còn đưa ra mức giá ưu đãi. Cuối cùng, Ngô Bình quyết định mua đứt quyền khai thác của ba núi quặng, bao gồm 3,5 tỷ tấn quặng bauxit, 2,3 tỷ quặng bauxit, 4,5 tỷ tấn sắt. Ba núi quặng đều được anh mua đứt 15 năm với chi phí 2,8 tỷ đô. Với mỗi tấn bauxit bán ra, Wazi sẽ nhận được 10 đô. Về quặng sắt thì không thu phí gì. Hầu hết số núi quặng này nằm trong đất liền, cần đường sắt vận chuyển hàng hóa. May là trước đây Viêm Long từng đầu tư hai tuyến đường sắt, chỉ cần xây thêm vài chục km để nối các tuyến đường sắt là có thể trực tiếp vận chuyển khoáng sản đến cảng. Bàn xong chuyện mua bán, tướng quân Wazi mời Ngô Bình tham quan nơi ở của ông ta. Cung điện rất lớn và có xây dựng nhiều khu chức năng khác nhau. Mà điều khiến Ngô Bình bất ngờ nhất là tướng quân Wazi còn rất thích sưu tầm. Ông ta cho xây một bảo tàng chuyên dụng trong cung điện, còn chia thành các khu vực khác nhau. Có nơi chứa tranh, nơi lưu trữ đá quý, nơi thì để tiền xu. Ngô Bình và Chu Thanh Nhiên dạo một vòng bảo tàng và rất bất ngờ trước vị tướng quân Wazi này. Ước tính đại khái, bộ sưu tập của ông ta ít nhất phải có giá trị hàng chục tỷ đô. Ngô Bình quét mắt nhìn và nhận thấy chúng đều là hàng thật. Có lẽ bên cạnh ông ta có người chuyên nghiệp trong việc sưu tầm. Họ bước vào một căn phòng không quá rộng, nơi này được lấp đầy bởi những loại đá đủ hình đủ dạng. Phi Châu sản xuất nhiều loại đá, chẳng hạn như kim cương, ruby, sapphire là các loại đá có giá trị. Đá trong căn phòng này có thể không quá quý giá nhưng đều độc nhất vô nhị. Ví dụ như kim cương khổng lồ, tanzanite hình người, ruby hình trái tim. Trong số này, có một khối rutile to bằng chậu rửa mặt, nó không trong suốt. Nhưng Ngô Bình vừa nhìn đã lờ mờ cảm giác được nó rất khác thường, bèn kiểm tra bằng năng lực nhìn thấu vạn vật. Vừa nhìn xong, anh đã sững sờ, bởi bên trong khối rutile ấy có một ngón tay này đeo một chiếc nhẫn. Trông bị cắt đứt bởi một vật sắc nhọn, lớn hơn nhiều so với lòng bàn tay của người bình thường, chừng 25cm, đường kính khoảng 3cm, bề mặt màu xanh đen, có vảy nhỏ màu xanh đen, móng tay thuôn nhọn. Nếu bảo đó là ngón tay người thì hơi miễn cưỡng. Nhưng nếu không phải ngón tay người thì sao lại đeo nhẫn chứ? Tướng quân Wazi cười nói, anh Ngô, khối đá này rất được đúng không? Ngoại hình giống như một con ếch vậy, tuy không đáng bao tiền nhưng rất có giá trị sưu tầm. Ngô Bình mỉm cười, khối đá này rất đẹp, tướng quân Wazi có thể tặng cho tôi không? Tướng quân Wazi cười đáp, món này chẳng đáng bao nhiêu tiền, tất nhiên là có thể tặng anh rồi. Mà anh Ngô à, ở chỗ tôi còn nhiều đá quý lắm, anh có thể chọn lấy một ít. Ngô Bình cũng không khách sáo, bèn cười bảo, vậy cảm ơn tướng quân rất nhiều. Anh bảo Chu Thanh Nhiên chọn vài viên đá quý đẹp và ít kim cương,
giá trị ít nhất phải mấy chục triệu. Tướng quân Oa Di rất hào phóng, còn muốn tặng thêm vài bức tranh cho Ngô Bình. Thiện cảm của Ngô Bình dành cho tướng quân Oa Di đã tăng lên rất nhiều. Anh cười bảo, tướng quân Oa Di, có qua có lại, tôi đã nhận đồ thì cũng phải tặng lại cho tướng quân. Tướng quân Oa Di xua tay, anh Ngô đã cứu mạng tôi, bấy nhiêu là đủ rồi. Ngô Bình cười bảo, hay là thế này, tôi tặng vài lá bùa hộ thân cho tướng quân nhé. Tướng quân Oa Di ngạc nhiên, bùa hộ thân, có thứ đó ư? Ngô Bình đáp, đúng thế, nó có thể bảo vệ sự an toàn cho tướng quân. Tướng quân Oa Di tò mò hỏi, có thể cho tôi xem không? Ngô Bình lấy giấy bùa và bút từ trong hành lý mang theo. Anh giữ tinh thần thanh tịnh, trong hư không, một nguồn năng lượng huyền diệu tiến vào cơ thể anh, sau đó xuôi theo bút và chảy xuống. Anh lướt bút như bay, chỉ trong một lần đã viết ra mấy dòng phù văn vô cùng phức tạp. Phù văn này lấp lánh rực rỡ, tiềm ẩn linh vận, gọi là bùa hộ mạng. Bùa này hấp thụ sức mạnh của đất trời, khi người mang bùa gặp nguy hiểm bất ngờ, luồng sức mạnh này sẽ bùng lên và bảo vệ mạng sống của người ấy. Trước đây thần niệm của Ngô Bình rất yếu nên không vẽ được loại bùa này. Nay thần niệm của anh đã mạnh, vẽ bùa này không còn khó nữa. Anh vẽ liền ba lá bùa rồi giao tận tay tướng quân Oa Di, cười nói, mang theo bùa này bên người có thể cứu mạng tướng quân vào thời khắc quan trọng. Tướng quân Oa Di nhận bùa hộ thân bằng cả hai tay, nói với vẻ vô cùng kinh ngạc, anh Ngô à, bùa này được thần linh phù hộ thật ư. Ngô Bình cũng biết ông ta là tín đồ ý, bèn đáp có thể hiểu như vậy. Oa Di rất vui, cất kỹ bùa hộ thân rồi đưa Ngô Bình đến nơi khác tham quan. Sau cùng, họ đi đến một ngôi viện nhỏ. Ở đây có khoảng 20-30 người đàn ông da đen cởi trần đang luyện tập chiến đấu. Người chỉ huy thuộc hậu duệ Á Châu, nghe giọng có lẽ là người Hàn của bán đảo Nam. Chương 498, thầy dạy chiến đấu. Oa Di cười bảo, anh Ngô, họ đều là hộ vệ của tôi, là những người đánh giỏi nhất được chọn từ các bộ lạc lớn. Vị này là thầy dạy chiến đấu của họ Li Sung Yi. Đây là quán quân võ chiến đấu không hạn chế hạng chung của thế giới, lợi hại vô cùng. Ngô Bình gật đầu, song không bận tâm lắm. Trong mắt người tu hành, võ chiến đấu của thế tục cũng như trò trẻ con vậy, không đáng nhắc đến. Tướng quân Oa Di giới thiệu, Li, anh Ngô là cao thủ chiến đấu của Viêm Long, ra tay nhanh như chớp vậy. Li Sung Yi đanh mặt liếc nhìn Ngô Bình, đoạn nói, vậy sao? Đối với người chiến đấu, nhanh không phải là vấn đề, vừa nhanh vừa có lực vừa phải chuẩn xác, mới có thể một đòn đánh bại đối thủ. Tướng quân Oa Di cười ha ha, hỏi Ngô Bình, anh Ngô à, trình độ của những hộ vệ này khá đấy chứ? Ngô Bình đáp, thân dưới không vững, cơ bắp cứng, tay chân lóng ngóng. Bọn họ không hề hiểu thế nào là chiến đấu thật sự. Nghe anh nói vậy, Li Sung Yi nổi giận, khốn kiếp. Dám nói học viên của tôi không hiểu thế nào là chiến đấu, anh đang sỉ nhục tôi đấy à? Ngô Bình ngạc nhiên, anh đáng để tôi sỉ nhục sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Huyệt Thái Dương giật giật, Li Sung Yi lớn tiếng, nói khoác không biết ngượng. Anh dám đấu với tôi một trận không? Ngô Bình hờ hững đáp, đấu với tôi. Anh không xứng. Rồi anh nói với Chu Thanh Nghiên, dạy dỗ người này đi. Chu Thanh Nghiên lập tức tiến lên một bước, nhẹ nhàng rằng, mời. Thời gian qua, cô ấy đã khổ luyện đoàn thể thuật và phương pháp hít thở, tu vi tăng mạnh, đã sắp tiến đến cảnh giới thần. Cộng thêm một vài phương pháp mà Ngô Bình truyền dạy cho cô ấy, đánh bại người trước mặt là chuyện không khó. Li Sung Yi như bị sỉ nhục, cô ta. Chu Thanh Nghiên hờ hững hỏi, sao? Xem thường phụ nữ, tôi có thể hạ gục anh trong ba chiêu đấy. Li Sung Yi tức đến bật cười, được, vậy đừng trách tôi không nương tay. Rồi Li Sung Yi giẫm hai chân bật nhảy, đá thẳng vào Chu Thanh Nghiên. Cú đá này vừa có thế vừa có lực mạnh. Nhưng Chu Thanh Nghiên chỉ lách người tránh đi, tay khẽ phất một cái rồi vỗ vào đầu gối Li Sung Yi. Đầu gối Li Sung Yi nhói lên, hướng tấn công bị trách sang bên trái rồi rơi xuống. Li Sung Yi vừa tiếp đất đã bị một bàn tay đập vào lưng. Rầm. Li Sung Yi ngã ập xuống đất như vừa bị một cây búa đập vào, há miệng phun ra một ngụm máu. Trường lực của Chu Thanh Nghiên rất vững và có sức mạnh cực lớn. Một trường thôi cũng đủ làm đối phương bị thương. Các học viên da đen đều thất thanh hô lên, nhìn Chu Thanh Nghiên bằng ánh mắt khó tin. Chu Thanh Nghiên nhẹ nhàng lên tiếng, đã nhường rồi. Tướng quân Oa Di vỗ tay bồm bộp, cười bảo, cô Chu lợi hại quá, không ngờ cô lại đánh bại được Li. Li Sung Yi bò dậy từ dưới đất, trừng mắt hỏi Chu Thanh Nghiên, cô là võ sĩ của Viêm Long. Chu Thanh Nghiên đáp, có thể nói vậy.
Rồi Lý Xu Nghi lại nhìn sang Ngô Bình, căm tức nói, không tự ra tay mà lại để phụ nữ xuất trận, không đáng mặt anh hùng. Chu Thanh Nghiên cười khẩy, ngu xuẩn, anh ấy là đại tông sư tiên thiên, dùng một ngón tay thôi cũng đủ giết chết anh. Anh có tư cách gì khiêu chiến anh ấy? Sao cơ, đại tông sư tiên thiên? Lý Xu Nghi sợ tái mặt, run rẩy nói, không thể nào, còn trẻ như vậy mà. Ngô Bình chẳng buồn bận tâm, đang định rời đi thì bỗng nhiên Lý Xu Nghi quỳ sụp xuống đất, đại tông sư, xin hãy nhận tôi làm đệ tử. Ngô Bình cau mày, nghĩ bụng người này bị điên à? Đệ tử làm sao nhận lung tung được? Tư chất quá kém, tôi sẽ không nhận anh. Cảnh tượng này khiến tướng quân Hoa Di sửng sốt, ông ta vội lên tiếng, anh Ngô à, anh có thể làm thầy dạy chiến đấu cho hộ vệ của tôi không? Ngô Bình cười đáp, tướng quân Hoa Di, tôi sẽ không ở lại quý quốc quá lâu, không thể đảm nhận chức vụ ấy. Hoa Di vội vàng nói, không sao, anh Ngô, anh ở đây mấy ngày thì cứ dạy họ trong mấy ngày đó là được. Bây giờ Ngô Bình là người cần nhờ vả ông ta, nghĩ ngợi một hồi, anh cũng không từ chối nữa, được. Hoa Di rất vui mừng, bèn cười đáp cảm ơn anh nhiều. Ngay sau đó, anh dạy họ cách đứng tấn. Lý Xu Nghi bái sư không thành, đành mặt dày đứng đó nghe chỉ dạy và luyện tập cùng các học viên. Ngô Bình cũng không quan tâm đến Lý Xu Nghi, chỉ lo dạy cho họ. Tư chất của những người da đen này rất bình thường, nhưng học cực nhanh. Anh bắt đầu đơn giản thôi, dạy họ đứng tấn trước. Đường Kiến đứng bên cạnh làm phiên dịch, không ngờ cũng học được, bèn luyện tập cùng bọn họ. Dạy đứng tấn xong, Ngô Bình không để ý đến họ nữa, cùng Chu Thanh Nghiên trở về phòng. Anh không hề biết rằng chỉ vài năm nữa, sau khi đạt được thành tựu nhất định, những người da đen này sẽ tản ra khắp Phi Châu và trở thành bá chủ một vùng. Nơi ở của Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên là một căn phòng lớn ở tầng 2, có 3 phòng ngủ 2 phòng khách, thiết kế rất sang trọng, còn có cửa sổ sát đất cực lớn, có thể ngắm nhìn cảnh đẹp xa xa. Chuyển hành lý vào trong. Chu Thanh Nghiên cười nói, tướng quân Hoa Di quả là nhiệt tình. Ngô Bình đáp, anh đã cứu mạng ông ta, đương nhiên là ông ta nhiệt tình tiếp đón rồi. Chúng ta phải tranh thủ ký hợp đồng thật nhanh. Chu Thanh Nghiên nói, hợp đồng chắc là không có vấn đề gì đâu. Nhưng dạo trước công ty đầu tư 10 tỷ mua cổ phần nhà máy dược phẩm, mua thêm 2 công ty điện giải nhôm. Tài khoản không còn tiền nữa. Ngô Bình bảo, không sao, khoản tiền này để anh lo. Em quy ra vốn chủ sở hữu cho anh là được. Chu Thanh Nghiên cười đáp, được. Cổ phần 2 công ty điện giải nhôm quy ra 16 tỷ, em chia cho anh một nửa cổ phần, anh bỏ ra 8 tỷ. Công ty ở Guinea thì anh và em mỗi người một nửa số cổ phần. Anh thấy ổn không? Ngô Bình thấy thế nào cũng được, bèn trả lời, ừ. Trong tay anh vẫn còn một số tiền, đầu tư 10 tỷ hoàn toàn không thành vấn đề. Phòng rộng, giường to, phong cảnh dị vực. Tất nhiên Ngô Bình sẽ không bỏ qua cơ hội bắt nạt Chu Thanh Nghiên. Cả hai tiếp tục tu luyện âm dương đại hoan hỷ thần công. Công pháp này giúp tu vi của Chu Thanh Nghiên tăng rất nhanh. Tu vi của cô ấy đã tiến bộ nhảy vọt. Chu Thanh Nghiên bị dày vò cả đêm, đến hơn 10 giờ sáng mới dậy. Ngô Bình thì đã ra sân luyện công từ sớm. Anh tu luyện kim cương bất hoại thần công của chùa Đại Thiền. Thần công này rất khó luyện, nhưng nhờ tư chất tốt cộng thêm nền tảng đoàn thể thuật bát cực và phương pháp hít thở đỉnh cấp. Nên sau một buổi sáng, anh đã tìm được lối đi. Tầng đầu tiên của kim cương bất hoại thần công có tên là xương sắt da đồng. Công phu của tầng này là luyện cho da và xương trở nên cứng cáp, gươm đao không xuyên thủng, chỉ cần dùng thân mình cũng chống lại được sức sát thương của đao kiếm. Tu luyện xương sắt da đồng cần tập luyện một loại quyển kinh. Điều này yêu cầu anh phải đả thông tất cả kinh mạch da và xương, đều là kinh mạch cấp 4. Anh còn phải đả thông một phần kinh mạch cấp 5 mới có thể luyện thành tầng đầu tiên này, vậy nên độ khó vô cùng cao. Kim cương bất hoại thần công có tổng cộng 8 tầng. Từ khi chùa Đại Thiền thành lập đến nay chỉ có 7 người luyện được tầng đầu tiên, 2 người luyện đến tầng thứ 2, và chỉ một người đạt được tầng thứ 3. Từ tầng 3 trở lên là một khoảng trống, chưa có ai đạt đến. Nay anh đang luyện tầng đầu tiên, là người thứ 8 trong lịch sử luyện thành công pháp này và có tiến triển. Sau khi tắm rửa chải chuốt xong, Chu Thanh Nghiên cũng ra sân, hỏi anh, xếp hoa sắp đến rồi, chúng ta có cần ra sân bay đón không? Cô ấy không dám đắc tội xếp hoa, dù sao thì sau này còn phải giao thiệp. Ngô Bình đáp, được, dù gì cũng rảnh rỗi. Cả hai ăn trưa xong thì lái xe ra sân bay, tướng quân Hoa Di cử sĩ quan phụ tá và 4 chiếc xe đi theo. Khoảng 1 giờ chiều, chiếc máy bay đáp xuống sân bay Conakry. Nhóm người xếp hoa đã bay suốt một ngày một đêm.
nay được nhìn thấy phong cảnh bên ngoài nên tâm trạng rất vui. Vừa xuống máy bay, họ đã thấy các sĩ quan ra đón tiếp nên vui mừng vô cùng, liên tục vẫy tay chào. Có điều các sĩ quan ấy chẳng quan tâm đến họ, vì trong mắt các sĩ quan, chỉ có Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên mới là khách. Chương 499, lòng tốt biến thành lòng lang dạ thú. Sếp Hoa vẫn nghĩ đó là tính cách của mấy người Guinea này nên cười nói, tướng quân nhiệt tình quá, còn cử các anh tới đón. Sau đó, ông ấy nhìn Chu Thanh Nghiên và Ngô Bình rồi lạnh giọng nói, cô cậu tách khỏi đội rồi hành động riêng biệt, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp trên máy bay, cuối cùng đã có quyết định sẽ loại hai người ra khỏi đoàn khảo sát. Sếp Mã cười trên nỗi đau của người khác, hừ, sếp Ngô, cậu giỏi lắm cơ mà, còn bay thẳng nữa, nhưng giờ thì sao? Không có chúng tôi, các người có thỏa thuận được vụ quảng bô xít không? Những người khác cũng bắt đầu lên tiếng trách móc, tất cả bọn họ đều không ưa Ngô Bình. Anh dựa vào đâu mà được bay thẳng đến Guinea chứ? Còn họ phải bay những một ngày một đêm lận. Ngô Bình lấy làm lạ, còn Chu Thanh Nghiên thì câm nín, những người này mù rồi sao? Họ không biết đây là người mà Ngô Bình và cô ấy dẫn theo ư? Chu Thanh Nghiên định tiến lên giải thích, nhưng sếp Hoa đã xua tay nói, cô Chu, cô không cần trình bày nữa, không còn gì để nói nữa cả. Ngô Bình lắc đầu nói, Thanh Nghiên, nếu người ta đã không chào đón thì mình còn ở lại đây làm gì nữa? Đi thôi. Anh kéo Chu Thanh Nghiên lên xe, sau đó đoàn xe sang trọng và đội sĩ quan cũng lần lượt lên xe rời khỏi sân bay. Tất cả mọi người đều nghệt mặt ra, sếp Hoa nhìn đoàn xe đã đi xa rồi chợt nhận ra điều gì đó, sau đó mặt nhăn lại. Sếp Mã lẩm bẩm, không thể nào. Đó là quân đội của tướng quân Wazi, tại sao họ lại phụ vụ gã họ Ngô kia? Sếp Hoa vừa tức vừa bạc, ông ta lườm sếp Mã rồi nói, Mã Dung. Nếu không phải ông đâm bị thóc, chọc bị gạo trên máy bay thì chúng tôi nào có đưa ra quyết định như vậy. Ông đúng thật là. Sếp Hoa tức đến mức nói không nên lời, sau đó vội lấy điện thoại ra gọi cho Chu Thanh Nghiên. Ngô Bình ngồi chết xe rồi tắt nguồn máy của Chu Thanh Nghiên luôn, sau đó nói, Thanh Nghiên, kệ họ đi. Chu Thanh Nghiên thở dài, đám người này thật là, chúng ta có lòng tốt tới đón, còn định giới thiệu họ với tướng quân Wazi, mà họ lại đuổi mình ra khỏi đoàn. Ngô Bình cười lạnh, một lũ ngớ ngẩn thôi mà. Không cần bận tâm. Chẳng dễ gì mình mới tới được đây, mai phải đi xem voi với khỉ châu Phi mới được. Chu Thanh Nghiên sáng mắt lên, thật không ạ? Hay quá, em muốn đi du lịch châu Phi lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội. Buổi chiều, Ngô Bình điều trị cho tướng quân Wazi trước. Trong khi điều trị, Wazi vẫn nói không ngưng nghỉ, đến nỗi phiên dịch Đường Kiến khô hết cả miệng, phải liên tục uống nước. Cậu Ngô, nước tôi nghèo lắm, người ra toàn bảo tôi là quân phiệt. Nhưng cũng là tôi lo nghĩ cho nước nhà thôi mà. Song nước chúng tôi không có nền công nghiệp riêng, thực lực quân sự lại yếu thì giàu làm sao được. Nên bây giờ, chúng tôi chỉ biết bán tài nguyên thôi. Ngô Bình không ngờ Wazi có thể nói ra những lời ấy, xem ra tướng quân rất yêu đất nước của mình. Wazi, cậu Ngô, các cậu có thể đầu tư nhà máy ở nước tôi không? Cậu yên tâm, tôi sẽ miễn thuế 5 năm đầu, hơn nữa còn giúp đỡ hết sức. Chu Thanh Nghiên sáng mắt lên nói. Giá quặng bô xít ở nước ta là 400 một tấn, nhôm oxit luyện chế từ nó ra có giá trị từ 2.400 đến 2.700 một tấn, vậy là gấp 6 lần giá trị của quặng bô xít. Nếu chúng tôi có thể xây dựng một nhà máy nhôm oxit ở đây thì chẳng những có thể tiết kiệm được chi phí vận chuyển, mà còn tăng thêm giá trị của thành phẩm. Ngô Bình lại nghĩ khác, anh nói, Thanh Nghiên, em phải nhớ đây là Cộng hòa Guinea, chứ không phải nước mình, nơi có nền móng công nghiệp vững chắc và chuỗi sản xuất liền mạch. Ở đây chưa có nền móng công nghiệp, em muốn mua cái đinh cũng phải nhập khẩu đấy. Chu Thanh Nghiên cười nói, không sao, mình có thể chuyển vật tư xây dựng từ nước mình tới. Hơn nữa, Viêm Long có chính sách hỗ trợ mà, chỉ cần dự án của mình xin được phép, các bộ ngành liên quan sẽ hỗ trợ hết mình. Cô ấy nói tiếp, mỗi năm, mình sản xuất được 50 triệu tấn quặng bô xít, nếu có thể tinh luyện thành nhôm ô xít thì sản lượng một năm sẽ là khoảng 25 triệu tấn. Tính theo giá trị hiện tại thì cũng phải 60 tỷ đấy. Ngô Bình thấy phiền hà nên không muốn nhúng tay, nhưng Chu Thanh Nghiên lại có vẻ rất hào hứng, còn Wazi thật sự muốn phát triển ngành công nghiệp trong nước, vì thế anh ngẫm nghĩ rồi nói, thôi được rồi, chuyện này để bàn sau. Wazi vui mừng nói, cậu Ngô, cảm ơn cậu. Cộng hòa Guinea chúng tôi được coi là vùng đất giàu tài nguyên phong phú, ngoài quặng bô xít ra, vùng duyên hải của chúng tôi còn có dầu mỏ chờ khai thác. Trong đất liền thì có kim cương, vàng, quặng sắt. Nhưng nếu muốn khai thác chúng thì chúng tôi phải giàu mạnh lên trước đã.
Ngô Bình biết tài nguyên của Guinea hầu như đều bị các nước lớn thao túng hết rồi, Oazi cũng không thể làm gì được. Chữa trị xong, Oazi cảm thấy đỡ hơn hôm qua rất nhiều, vì thế càng tin tưởng Ngô Bình hơn. Ngô Bình bảo ông ta nghỉ ngơi, đồng thời kê một đơn thuốc rồi bảo Diệp Huyền gửi qua đường bưu điện tới. Sau đó, anh tiếp tục truyền thụ trụ pháp cho nhóm vệ sĩ kia. Dù họ không thông minh lắm, học lại chậm, nhưng được cái rất khỏe. Sau khi tập một ngày thì trông cũng ra dáng lắm rồi. Tiếp theo, anh bắt đầu tăng thêm độ khó. Thầy trò cùng tiến, trong lúc dạy cho họ, Ngô Bình cũng tự tiến bộ thêm. Anh là đại tông sư, quyền ý đại thành, nhưng chưa viên mãn. Quá trình dạy học cũng giúp anh nghiền ngẫm và chỉnh đốn lại tư duy võ thuật của mình thành một thể. Giữa chừng, phiên dịch Đường Kiến tới báo đoàn của sếp Hoa xin gặp Oazi, nhưng ông ta đã từ chối. Ngô Bình nghe xong cũng mặc kệ rồi tiếp tục dạy học. Chu Thanh Nhiên cũng không nhàn rỗi, cô ấy đi thảo hợp đồng để ngày mai ký kết. Ngoài ra, cô ấy còn lên kế hoạch cho dự án nhôm oxit. Vì muốn đầu tư quy mô lớn ở nước ngoài thì phải được trong nước cấp phép nên quá trình khá rườm rà. Chiều đến, Ngô Bình và Chu Thanh Nhiên quyết định đi dạo, họ dẫn theo một người dẫn đường. Phía thành Tây là bờ biển dài, có bãi cát vàng, hai người đi bộ trên cát. Ngô Bình và Chu Thanh Nhiên đều đi chân trần, dẫm lên cát cảm thấy rất dễ chịu. Khi chân chạm nước, Chu Thanh Nhiên ôm lấy Ngô Bình, trong lòng thấy rất an yên. Chẳng dễ gì mới có những giây phút thư giãn thế này nên cô ấy phải tận hưởng. Lúc này, có ba người đàn ông thổ áo đi qua, họ nhìn thẳng vào Ngô Bình với sát ý không hề che đậy. Ngô Bình cười lạnh một tiếng rồi bảo Chu Thanh Nhiên đứng im, còn mình thì lao lên phía trước. Ba người thổ áo ấy đều cao trên 1m9. Cơ bắp cuồn cuộn với khí tức bức người. Anh nhìn thấy có một luồng khí tức lởn vợn trong người họ, trông thì giống chân khí, nhưng lại không phải. Mày mau quỳ xuống, tao sẽ cho mày được chết một cách dễ chịu, người đàn ông đi giữa lạnh lùng nói bằng tiếng Anh. Ngô Bình, bọn mày được người thổ áo kia sai đến đúng không? Tên đó ngu thật, một mình chịu thiệt chưa đủ còn kéo thêm bọn mày. Ba tên kia hừ lạnh một tiếng rồi lao tới. Trong ba người này thì có hai người dùng dao. Một người dùng tay không. Xong, họ còn chưa kịp ra tay thì đã thấy mất thăng bằng rồi quỳ xuống. Thần niệm của Ngô Bình đã rất mạnh, anh thi triển khối lũy thuật rồi khống chế họ. Ba người kia quỳ dưới đất, mắt nhìn thẳng. Ngô Bình hỏi người ở giữa, ai sai các người tới? Đoàn kỵ sĩ đại dương, người đó đáp. Đó là đoàn nào, Ngô Bình tò mò. Chương 500, sư tử đồng hoang. Đó là một tổ chức sát thủ của các nhà giàu ở thổ áo. Họ chuyên phục vụ cho các đại tư bản và tập đoàn tài chính, ngoài ra còn có nghiệp vụ đối ngoại. Ngô Bình, hình như trong cơ thể các người có một luồng sức mạnh gì đó, đấy là gì? Người đó đáp, đó là một loại sức mạnh sinh ra từ suy nghĩ và thể thuật, chúng tôi gọi nó là nguyên lực. Nguyên lực, Ngô Bình gật gù, anh cảm thấy hình như nguyên lực này có tác dụng giống chân khí, có lẽ cả hai có chung gốc gác trong một mốc nào đó của lịch sử. Vì thế... Anh bắt cả ba người nói rõ về suy nghĩ và thuật luyện thể mà họ biết, Ngô Bình lắng nghe chăm chú, chờ họ nói xong, anh nói, giờ các người hãy về tổng bộ và thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chuẩn bị thật nhiều thuốc nổ rồi cho tổng bộ ấy nổ tung. À, phải gài thuốc nổ ở ba vị trí khác nhau nhé. Vâng, ba người đó đã bị khống chế nên rất nghe lời. Chờ họ đi rồi, Ngô Bình và Chu Thanh Nhiên lại đi dạo tiếp đến khi mặt trời lặn thì mới về ăn tối. Tối đến. Ngô Bình tiếp tục lĩnh ngộ quyền ý, anh đã đi đến tầng cuối cùng là đại thành rồi, còn viên mãn thì anh cũng không quá trông chờ, vì làm được điều ấy là rất khó. Nếu coi việc ngưng luyện ra quyền ý là cấp bậc tiểu học thì viên mãn chính là thi đại học, độ khó cao hơn rất nhiều. Một khi đạt đến viên mãn quyền ý, Ngô Bình có thể dung hợp ý chí và thần niệm trong võ thuật rồi tạp thành võ hồn. Võ hồn có thể sáng tạo ra rất nhiều võ kỹ mạnh mẽ, cuối cùng hình thành bản lĩnh võ thuật cao cường. Vì thế rất khó để đạt được viên mãn, cả buổi tối mà Ngô Bình cũng không tiến bộ được nhiều. Nhưng anh đã sáng tạo ra một bộ thân pháp với 18 chiêu thức sau 24 thức của bài luyện thể. Sáng sớm hôm sau, anh đã truyền bài thân pháp ấy cho đám vệ sĩ da đen, sau đó mới đi chữa trị cho Oazi tiếp. Chữa trị xong thì cũng đã 9 giờ sáng, anh dẫn Chu Thanh Nhiên đi xem sư tử. Phía trước là xe của hướng dẫn viên. Chất lượng đường đi ở tỉnh của Guinea cũng tạm. Giống đường của Viêm Long từ 30 năm trước, xe cộ khá thưa thớt. Xe của họ phóng đi rất nhanh, 2 tiếng sau đã tới một đồng cỏ. Ở đây không có đường đi nên xe rất sóc, tốc độ phải giảm hẳn.
Đường Kiến ngồi trên xe của hướng dẫn viên, anh ta nói qua máy bộ đàm, cậu Ngô, nửa tiếng nữa mình sẽ đến địa bàn của sư tử. Ngô Bình, đi tiếp đi. Không lâu sau, bắt đầu có nhiều con động vật xuất hiện trong tầm mắt của Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên. Trước kia, họ chỉ được nhìn qua màn hình TV, chúng hoàn toàn khác với động vật nuôi trong sở thú vì trông hoang dã hơn. Chu Thanh Nghiên lấy máy ảnh ra bá đầu tác nghiệp, chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển. Cuối cùng thì họ cũng nhìn thấy một bầy sư tử, trong đó có một con sư tử đực, 7 con sư tử cái và 8 chú sư tử con. Có lẽ gia đình này vừa đánh chén xong nên đang nhàn nhã nằm trên đồng cỏ trải lông cho nhau, bầy sư tử con đang chơi đùa nghịch ngợm. Chu Thanh Nghiên nói, nếu được tiến lại gần rồi sờ bọn sư tử con thì thích lắm anh nhỉ. Ngô Bình cười nói, có gì khó đâu, đi với anh. Dứt lời, anh kéo Chu Thanh Nghiên xuống xe rồi đi về phía bầy sư tử. Dù Chu Thanh Nghiên cũng biết chút võ nghệ, nhưng vẫn rất căng thẳng, cô ấy nuốt nước miếng nói, chúng không tấn công mình chứ. Không dám đâu. Ngô Bình thờ ơ nói, anh không hề khoác lác, trong phiến ngọc có cách điều khiển dã thú, hơn nữa còn là dã thú hung hãn nên mấy con sư tử này có là gì. Không phải nói quá chứ sức anh thừa sức bắt được sư tử với hổ. Thấy có người lại gần, bầy sư tử lập tức cảnh giác, con sư tử được gào lên, tỏ ý cảnh cáo rõ ràng. Một hướng dẫn viên giật bắn mình rồi hò hét bằng giọng địa phương, sau đó còn khoa chân múa bay, thậm chí còn lấy cả súng ra. Nếu con sư tử kia dám tấn công Ngô Bình thì anh ta sẽ nổ súng. Đường Kiến vội cản người đó lại rồi nói, bình tĩnh, cậu Ngô là đại tông sư, con sư tử kia không là gì đâu. Hướng dẫn viên nghe xong thì khó tin nói, cậu ấy là chúa đất à? Chúa đất là một truyền kỳ được lưu truyền trong các bộ lạc của châu Phi, nhân vật chính là một anh hùng có thể thuần phục sư tử, khiến bách thú phải khiếp sợ và được mọi người gọi là chúa đất. Đường Kiến cười nói, cái này thì tôi không biết. Nhưng chắc chúa đất của các người không phải đối thủ của cậu Ngô đâu. Ngô Bình bước nhanh tới gần con sư tử rồi giơ tay kết ấn, sau đó lẩm nhẩm gì đó. Đây là tiếng của một loài mãnh thú thượng cổ, con sư tử kia nghe thấy một cái thì ngẩn ra, sau đó chậm chậm nằm xuống đất. Không chỉ nó, mà tất cả các con sư tử mẹ cũng nằm dạp xuống ngoan ngoãn. Chỉ có bầy sư tử con là không biết gì nên vẫn chạy về phía Ngô Bình rồi thị uy. Ngô Bình ngồi xuống trước mặt con sư tử được rồi giơ tay vỗ vào đầu nó, con sư tử lập tức gục đầu xuống đất, thả lỏng toàn thân. Trong máu huyết của nó có một ký ức từ thời viễn cổ, từng có một con mãnh thú đến đây, bách thú phải cúi đầu. Ngô Bình của lúc này cho nó một cảm giác kinh hãi y như vậy. Ngô Bình giơ tay túm lấy một con sư tử con, nó vẫn gầm gừ cắn vào tay anh. Nhưng da anh rất dày nên nó không cắn được, bỗng nó cảm thấy được Ngô Bình vuốt ve rất dễ chịu nên nằm gọn trong lòng anh luôn. Sau đó còn phát ra những tiếng kêu thích thú. Chu Thanh Nghiên hỏi nhỏ, em bế nó được không? Ngô Bình mỉm cười rồi để con sư tử con vào lòng cô ấy, nó mở to mắt nhìn, nhưng không có phản ứng gì, mà tiếp tục hưởng thụ những cái vuốt ve của Chu Thanh Nghiên. Ngô Bình lại chạy đi bắt một chú sư tử con khác, đang rảnh nên anh dùng chân khí màu tím để đả thông kinh mạch cho nó. Các con vật trở nên mạnh mẽ là nhờ kinh mạch được đả thông. Nhưng có một số kinh mạch mà được đả thông thì sẽ giúp con thú ấy trở thành bá vương. Chú sư tử con cảm thấy vô cùng thoải mái, khi Ngô Bình thả nó xuống, nó lại nhảy vào lòng anh, không chịu đi. Ngô Bình lấy một tấm thảm ở cốp xe rồi trải xuống đất, sau đó lấy đồ ăn ra ngồi ăn giữa bầy sư tử. Chú sư tử con chạy tới xin ăn, Ngô Bình cho nó 2 miếng thịt bò. Sư tử bố mẹ thì không dám lại gần, mà nằm im dưới đất. Đúng lúc này, ở phía xa lại có 2 chiếc xe Việt dã đi tới, có người cầm súng ngắm vào bầy sư tử. Thấy thế, hướng dẫn viên biến sắc mặt rồi xua tay, ra hiệu cho họ đừng bắn. Ở đây có một trò đi săn, đại gia ở các nước sẽ đi cùng các tay thợ săn chuyên nghiệp để đến đây đi săn, họ chuyên lùng các con động vật lớn như trâu, ngựa và sư tử. Chiếc xe cách họ khoảng hơn 900 mét, Ngô Bình cảm thấy có người cầm súng nên hô lớn, Đường Kiến, súng. Đường Kiến lập tức cướp lấy cây súng của cậu hướng dẫn viên rồi ném cho Ngô Bình. Anh nhận lấy rồi ngoảnh lại, chĩa súng về phía đối diện. Chương 501, sát thủ Isiho. Một người ngồi trên xe Việt dã đang ngắm bắn vào con sư tử, dù thấy Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên nhưng vẫn không thay đổi ý định săn bắn của mình. Nhưng khi Ngô Bình cũng chĩa súng về phía người đó, hắn bỗng nổi điên rồi chuyển họng súng đi, nói, một khẩu M21 có tác dụng ngắm bắn trong phạm vi 800 mét. Còn khẩu Barrett của mình bắn được gần 2.000 mét. Hai bên cách nhau ít nhất 900 mét,
mà nó vẫn dám ngắn bắn mình, đúng là thằng ngu. Hai người đông doanh khác ngồi trên xe lập tức cổ vũ, cậu chủ, cho nó biết sức mạnh của mình đi. Người đàn ông cười lạnh rồi bắn bằng một tiếng, mục tiêu của hắn là chú sư tử con cạnh Ngô Bình. Viên đạn chỉ mất một giây để đến đúng mục tiêu cách 900 mét, Ngô Bình phán đoán được đường đi của viên đạn nên giơ tay kéo chú sư tử con lại, viên đạn bắn xuống bùn, làm bùn đất văng lên tung tóe. Chu Thanh Nhiên hoảng sợ nói, họ nổ súng rồi. Ngô Bình bình tĩnh rồi cũng bắn một viên đạn đi. Pằng, pằng, viên đạn xuyên qua kính xe rồi bắn vào mắt trái của người đông doanh kia, máu tươi cháy ra, hắn gào thét thảm thiết rồi ngã xuống xe. Pằng pằng, Ngô Bình nổ súng tiếp, bánh của mấy chiếc xe đều nổ hết, người trên xe sợ hãi giơ tay lên ôm đầu rồi nhảy khỏi xe, trốn ra phía sau. Ngô Bình vứt súng đi rồi chạy thật nhanh tới đó, tốc độ của anh nhanh hơn tên bắn, loáng cái đã đến nơi. Khi người ở phía này định cầm súng phản công thì anh đã vòng ra sau rồi đạp vỡ súng của một tên đi săn. Những người này không có tu vi nên nhanh chóng bị Ngô Bình hạ gục, không què tay thì gãy chân, nói chung là rất thảm. Khốn kiếp, mày có biết bọn tao là ai không? Một người đông doanh gào lên bằng tiếng Anh, gã bị gãy tay, nhưng mặt vẫn căng căng. Ngô Bình hỏi, các người là ai? Người bị mày bắn vào mắt là con trai của chủ tịch tập đoàn Thiên Chiếu. Mày chết chắc rồi. Không ai cứu nổi mày đâu. Rắc. Ngô Bình nhấc chân đạp gãy chân của người đó, gã la hét thảm thiết rồi ngất xỉu. Người bị anh bắn trúng mắt khoảng 25, 26 tuổi, hắn che bên mắt đang chảy máu rồi hoảng sợ nhìn Ngô Bình, tha cho tôi sẽ cho cậu tiền. Ngô Bình cười hỏi, anh tên là gì? Người đó, tôi là Sakaki. Ngô Bình cười lạnh, Thiên Chiếu là tập đoàn tài chính số 1 của Đông Doanh, sao lại sinh ra cái loại ngu dốt như anh nhỉ? Sakaki nhăn mặt, nhưng không dám phản bác. Ngô Bình lấy điện thoại vệ tinh ra rồi gọi cho Lạc Trường Sinh, nói, ông Lạc, có một người tên Sakaki, ông có biết không? Anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Thiên Chiếu. Lạc Trường Sinh đang ngồi uống rượu với người đẹp, nghe thấy thế thì sáng mắt lên nói, chủ tịch. Hay đấy, chủ nhân, cậu đừng thả nó đi, nó là con trai của Sawako, ông ta mới ra tay với tập đoàn tài chính Tam Hữu, tôi đang không biết phải đối phó thế nào. Ngô Bình, Sawako định thôn tính tập đoàn Tam Hữu à? Lạc Trường Sinh, ông ta có cổ phần ở đấy, dù không nhiều, nhưng cũng có tiếng nói ra phết. Nhân lúc tôi không ở Đông Doanh, ông ta định nuốt trọn Tam Hữu luôn. Ngô Bình, ông định giải quyết thế nào? Lạc Trường Sinh, dùng Sakaki để bắt ông ta dừng tay, Sawako chỉ có một người con trai này thôi, mãi 56 tuổi mới đẻ được. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, ông hãy bảo Sakaki đang ở trong tay ông. Tôi sẽ chờ tin. Lạc Trường Sinh, được, cùng lắm thì một tiếng nữa là có kết quả. Lạc Trường Sinh ngắt máy, sau đó gọi ngay cho thuộc hạ ở Đông Doanh và Sawako. Sakaki thấy Ngô Bình gọi điện thoại, nhưng không hiểu tiếng Viêm Long nên nói, cậu bạn, giờ cậu đã biết thân phận của tôi chưa? Ngô Bình, anh may đấy, vì còn giá trị nên chưa phải chết. Sakaki ngẩn ra, cậu định làm gì? Ngô Bình, bố anh là Sawako định chiếm tập đoàn Tam Hữu, bây giờ chúng tôi sẽ dùng tính mạng của cậu để uy hiếp ông ta, bắt ông ta rút lui. Thấy Ngô Bình là người của tập đoàn Tam Hữu, Sakaki vừa ngạc nhiên vừa tức giận, các người thật vô sỉ. Bố tôi sẽ không cho các người được như ý đâu. Ngô Bình lạnh giọng nói, tốt nhất ông ta nên thỏa hiệp, không thì tôi sẽ giết anh. Ngô Bình châm một điếu thuốc, sau đó bảo Đường Kiến đừng đi đến đây, sau đó lặng lẽ chờ tin. Mấy người nằm dưới đất bị thương không nhẹ, ai nấy đều rên ư ử, nhất là Sakaki, mắt hắn đã bị trúng đạn, may mà lực bắn nhẹ, lại qua một tấm kính xe, không thì hắn đã vỡ đầu rồi. Chưa tới nửa tiếng sau, Lạc Trường Sinh đã gọi lại, ông ta nổi giận nói, Sawako này đúng là cứng đầu. Ngô Bình híp mắt, nếu ông ta không đồng ý điều kiện thì chỉ có một lý do thôi, đó là ông ta sẽ phái cao thủ đến cứu Sakaki. Lạc Trường Sinh, chủ nhân. Cậu mau dẫn Sakaki về Viêm Long đi, tránh đêm dài lắm mộng. Ngô Bình, được. Anh vẫy tay gọi Đường Kiến rồi nói, chuẩn bị máy bay rồi đưa đám người này về Viêm Long, đến đó rồi thì sẽ có người liên lạc với cậu. Đường Kiến đi làm ngay, Ngô Bình kiểm tra hiện trường thì tìm được một máy định vị mini dưới da của Sakaki. Anh lập tức lấy dao rạch da của Sakaki ra để tháo máy rồi ném lên xe. Sau đó, anh lấy một tảng đá lớn đè lên chân ga cho chiếc xe tự chạy. Một tiếng sau, Đường Kiến đã điều mấy cái xe đến rồi tống hết đám người đông doanh lên xe tới sân bay.
Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên đi theo sau. Chiếc xe đi được khoảng 2 tiếng thì Lạc Trường Sinh lại gọi tới, chủ nhân, thả Sakaki ra đi. Ngô Bình, sao thế? Lạc Trường Sinh, tôi vừa nhận được tin nhẫn thánh Isiho đang ở Guinea, người này nguy hiểm lắm. Ngô Bình bình thản nói, có một nhẫn thánh thôi mà, tôi không sợ. Ông đừng lo, Sakaki sẽ được đưa về nhanh thôi. Lạc Trường Sinh còn định nói gì đó, nhưng Ngô Bình đã cúp máy. Xe chạy tới sân bay, Đường Kiến lệnh cho thuộc hạ khiêng người lên máy bay, Ngô Bình đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát tất cả. Đột nhiên có một nhân viên sân bay chạy tới, anh ta vừa chạy vừa chỉ huy rồi nói bằng tiếng Anh. Ngô Bình lên hỏi, có chuyện gì vậy? Hai người vừa tiến lại gần nhau thì gần như cùng ra tay một lúc, Ngô Bình giơ tay lên, một tia sáng lóe qua, đây là đồ mà anh đã trao đổi với Đông Hoàng. Sau khi bắn xong, sẽ có nhiều con bươm bướm bay ra, lực sát thương hơn đạn nhiều. Người đó cũng bắn 3 mũi phi tiêu tẩm độc về phía Ngô Bình, 2 cái trúng ngực anh, 1 cái trúng mặt. Ngô Bình giơ tay lên bắt được 2 cái phi tiêu, còn 1 cái thì trúng vào áo giáp nên anh không hề bị thương. Số lượng mũi tên bươm bướm mà anh bắn ra rất nhiều và nhanh nên người kia không tránh kịp. Vì thế, người đó co quắp lại, tay giơ lên ôm đầu, gối chạm ngực để bảo vệ cơ thể. Cheng cheng! Các phi tiêu bươm bướm bắn vào đầu gối và khuỷu tay của người đó, đầu người đó đã đội mũ bảo hiểm nên không làm sao. Nhưng vẫn có vài mũi phi tiêu trúng vào người, tiếc là không phải vị trí hiểm. Ngô Bình ném phi tiêu độc đi rồi vung kiếm Hắc Long ra chém. Người kia phản ứng lại rất nhanh, gối quỳ xuống đất rồi bật người lên tránh ra xa nên đã né được đường kiếm ấy của Ngô Bình. Chương 502, Thức Thần. Khối Thần. Ngô Bình khẽ hô lên một tiếng. Một bóng xám lao vụt tới. Người kia hét lên rồi bắn 3 tia sáng màu trắng ra, chúng như người giấy, tia sáng nào cũng có ký hiệu. Người giấy nổ tung trên không rồi biến thành 3 võ sĩ giáp vàng, xông tới bao vây khối thần. Nhưng rõ ràng chúng không phải đối thủ của khối thần, vì vừa chạm mặt đã bị đánh bay ngay, nhưng ngay sau đó lại lao lên. Cùng lúc phóng người giấy ra, người kia cũng tức tốc chạy tới gần Ngô Bình. Anh đã có chuẩn bị từ trước nên hô, định. Một chiếc gương cổ xuất hiện trên đỉnh đầu anh, tỏa ra ánh sáng chói lòa khiến người kia bất động. Người đó lập tức dừng hình, không thể nhúc nhích với ánh mắt đầy vẻ khó tin. Người đó hé miệng định lên tiếng, nhưng không thể thốt ra câu nào. Ngô Bình chém một đường kiếm Hắc Long bổ đôi người đó, mặt đất phung vãi máu tươi và nội tạng, trong mắt nhẫn thánh chứa đầy vẻ không cam tâm và tuyệt vọng, sau đó thì chết hẳn. Không cần đoán thì Ngô Bình cũng biết người chết là nhẫn thánh Isiho. Nhẫn thánh vừa chết thì 3 người võ sĩ chiến đấu với khối thần cũng biến lại thành 3 người giấy, sau đó rơi xuống đất. Ngô Bình nhặt người giấy lên rồi bỏ vào túi, sau đó anh lục lọi trên người của nhẫn thánh thì tìm thấy một cái túi da dê. Anh mở ra xem thì thấy có thuốc độc và phi tiêu. Anh không có thời gian xem kỹ nên cất cái túi đi luôn, sau đó dặn Đường Kiến thu dọn hiện trường và lệnh cho máy ba cất cánh. Đưa Sakaki đi rồi, anh báo ngay cho Lạc Trường Sinh về tin nhẫn thánh đã chết. Ông ta nghe xong thì cười phá lên, quá tốt, chủ nhân, chắc Sawako sẽ đồng ý đàm phán với mình thôi. Ngô Bình nhắc đến người giấy, Lạc Trường Sinh hỏi vài câu rồi kinh ngạc nói, chủ nhân, đó là thức thần của Đông Doanh, họ dùng bí thuật để phong ấn yêu ma vào bùa chú, sau đó điều khiển chúng chống lại kẻ thù. Ngô Bình, ra là thức thần, tôi từng nghe sư huynh nhắc đến rồi. Ông Lạc, người được đưa đi rồi đấy, tôi sẽ cho người liên lạc với ông. Vâng, cảm ơn chủ nhân. Lạc Trường Sinh nói. Đường Kiến đã xử lý xong hiện trường, anh ta đi tới với ánh mắt nhìn Ngô Bình chứa đầy vẻ kính nể. Bản lĩnh vừa rồi của Ngô Bình quá thần kỳ, anh ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Anh Ngô, người bị anh giết ban nãy là ai vậy? Anh ta dè dặt hỏi. Ngô Bình, Isiho nhẫn thánh của Đông Doanh. Đường Kiến ồ lên, Isiho, tôi biết người này, sát thủ chủ chốt của tổ chức sát thủ quốc tế, đứng thứ 7 trên bảng sát thú. Ngô Bình có vẻ ngạc nhiên, hắn là sát thủ ư? Đường Kiến, vâng, Isiho này nổi tiếng ở châu Phi và Trung Đông lắm, không ai dám động tới luôn. Ngô Bình hừ một tiếng, thì cũng chết rồi. Anh bảo Đường Kiến ở lại xử lý nốt các việc linh tinh, còn mình và Chu Thanh Nghiên thì quay về trang viên. Buổi chiều, Chu Thanh Nghiên đã đăng ký quyền thành lập công ty ở Cộng hòa Guinea, mỗi người chiếm 50% cổ phần. Nếu đã muốn thành lập công ty thì phải mang nhân công tới và tuyển thêm nhân công ở địa phương. Việc công ty chủ yếu do Chu Thanh Nghiên lo liệu, còn Ngô Bình chịu trách nhiệm dạy nhóm vệ sĩ da đen và tu luyện thần ông Kim Cương bất bại,
Loáng cái 3 ngày đã trôi qua, trong thời gian này, Chu Thanh Nghiên đã ký xong một loạt hợp đồng với chính phủ Guinea, bao gồm cả quyền khai thác khoáng sản, xây dựng nhà máy. Lạc Trường Sinh cũng báo tin Sawako đã chịu nhượng bộ, đồng ý từ bỏ việc thu mua tập đoàn Tam Hữu, đồng thời giúp Lạc Mộng Trần hoàn thành việc khống chế toàn diện với tập đoàn trên. Lạc Mộng Trần đã bay sang Đông Doanh vào hôm qua, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì trong vòng 1 tuần, cô ấy có thể nắm toàn quyền điều hành Tam Hữu. Đương nhiên trong đó còn bao gồm cả việc trao đổi lợi ích, ví dụ Tam Hữu sẽ bán vài sản nghiệp cho Thiên Chiếu, sau này Tam Hữu chỉ còn giữ ngành xe hơi và ngân hàng thôi. Còn những ngành khác sẽ bán hết, hoặc di rời đến Viêm Long. Lạc Trường Sinh còn nói công ty xe hơi đã chuyển thành quyền sở hữu tư nhân và do Lạc Mộng Trần tiếp quản. Ngô Bình ở lại thêm 2 ngày, bệnh của tướng quân Hoa Di đã chuyển biến tốt, anh nhờ người gửi thuốc qua bưu điện đến, nếu ngày mai thuốc đến nơi thì chỉ khoảng nửa tháng nữa là tế bào ung thư trong cơ thể tướng quân Hoa Di sẽ được loại trừ hoàn toàn. Chiều nay, Ngô Bình điều trị lần cuối cho tướng quân Hoa Di. Anh vừa rút hết kim châm cứu ra thì nhóm của sếp Hoa lại tới xin gặp, đây đã là lần thứ 5, trước đó họ toàn bị từ chối. Hoa Di hỏi Ngô Bình, cậu Ngô, tôi có cần gặp họ không, ông ta đã biết mâu thuẫn giữa anh và họ. Ngô Bình, gặp một chút cũng được. Hoa Di sấy tay, mời họ vào. Nhóm 7 người của sếp Hoa dè dặt đi vào với nụ cười trên môi, ai nấy đều có vẻ nịnh bợ. Nhưng khi họ nhìn thấy Ngô Bình ngồi cạnh Hoa Di thì đều ngẩn ra. Sếp Mã hỏi, sao lại là cậu? Ngô Bình, là tôi thì sao? Sếp Hoa lườm sếp Mã rồi tươi cười nói, sếp Ngô, cậu thân với tướng quân lắm à? Ngô Bình hờ hững nói, cũng tạm. Hoa Di hỏi, các người có việc gì? Sếp Hoa vội đáp, tướng quân, chúng tôi đến để thương lượng về việc mua quặng. Nghe phiên dịch xong, Hoa Di xua tay, hết rồi, mấy mỏ lớn tôi đều bán cho cậu Ngô hết rồi. Sếp Hoa ngẩn ra. Cái gì, bán cho Ngô Bình hết rồi ư? Ngô Bình nói, các vị, chúng ta sang phòng khác nói chuyện nhé. Anh nói với Hoa Di một tiếng rồi dẫn nhóm sếp Hoa sang một phòng khác. Chu Thanh Nghiên đang làm việc ở đây, nhìn thấy Ngô Bình dẫn người vào thì vội đứng dậy chào hỏi, sếp Hoa. Sếp Hoa lúng túng cười nói, sếp Ngô, cô Chu, lúc trước là tôi sai, mong cô cậu bỏ qua cho. Ngô Bình, không sao, chuyện qua rồi. Sếp Hoa chớp mắt hỏi, cậu Ngô. Nghe tướng quân nói cậu đã mua hết các mỏ lớn rồi ư? Ngô Bình, đúng, có hơn chục mỏ, nhưng tạm thời chúng tôi chỉ khai phá 2 quặng thôi, số còn lại thì từ từ. Nhóm sếp Hoa vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ, sếp Ngô, cậu xem chia cho bọn tôi vài mỏ được không? Ngô Bình cười nói, được chứ, nhưng giá hơi cao đấy. Sếp Hoa mừng rỡ, cảm ơn cậu, không biết cậu định nhượng lại mỏ nào. Ngô Bình lấy một tấm bản đồ ra, sau một thời gian ở đây. Anh đã hiểu rõ về mỏ quặng của Guinea rồi nên chỉ ngay vào một mỏ rồi nói, đây, trữ lượng 17 tấn, tôi có thể cho các ông khai thác 15 năm với giá 5 tỷ đô. Sếp Hoa cau mày, theo phán đoán của ông ta thì mỏ này mỗi năm cùng lắm chỉ khai thác được 500 tấn, 15 năm mới được 75 triệu tấn, tổng giá trị chưa tới 5 tỷ đô. Giá Ngô Bình đưa ra cao quá. Sếp Hoa nói, cậu Ngô, với mỏ này thì giá đó hình như hơi cao thì phải. Ngô Bình, ông chê cao thì thôi đừng mua nữa. Sếp Hoa tức điên. Chương 503, ngón tay kỳ quái. Sếp Hoa nói, cậu Ngô, tôi biết trước đó tôi có thái độ không đúng nên khiến cậu nổi giận. Nhưng chúng ta đều là người Viêm Long, chuyến này đi mang theo sứ mệnh của đất nước, cậu nể mặt nước nhà rồi giảm giá cho chúng tôi một chút đi. Ngô Bình cười nói, giảm giá thì cũng được thôi, nhưng sếp Hoa cũng biết đấy, chuyển quặng bauxit về nước rất phiền phức. Doanh nghiệp của các ông có vốn đầu tư của nhà nước nên có đội vận chuyển riêng, giá thành thấp. Hay thế này đi, tôi sẽ giảm giá, nhưng sau này các ông phải phụ trách vận chuyển quặng bauxit và nhôm oxit cho tôi bằng giá gốc. Sếp Hoa sáng mắt lên, được, tôi đồng ý, vậy cậu định giảm bao nhiêu? Ngô Bình, 3 tỷ đô, không thể thấp hơn được nữa. Sếp Hoa thở phào một hơi, 3 tỷ đô thì ít ra ông ta vẫn ăn nói được với cấp trên, chúng tôi có thể đến xem mỏ ấy trước được không? Cuối cùng, nhóm sếp Hoa đã lấy được 4 mỏ với tổng trữ lượng là 5 tỷ tấn với số tiền là 8.9 tỷ đô. Còn Ngô Bình đã dùng số tiền ấy để mua 4 mỏ của Hoa Di trong 15 năm và giao tiền hết luôn trong một lần. Từ đó, anh kiếm được 3.4 tỷ đô, nhưng không chỉ có thế, mà còn chi phí vận chuyển hàng năm ít cũng tiết kiệm được 200 triệu đô, 10 năm sẽ là 2 tỷ đô. Hôm sau, Chu Thanh Nghiên ở lại xử lý nốt công việc, còn Ngô Bình thì về nước trước.
Anh đã đi 7 ngày, khi về nước thì thời tiết đã chuyển lạnh, giờ đã là tháng 11 nên người trên phố đều mặc đồ đông cả rồi. Ngô Bình vừa vào nhà thì đã nghe thấy hai giọng nói xa lạ, anh mở cửa thì thấy Ngô Mi đang ngồi cười đùa với hai cô bé trạc tuổi. Anh về rồi ạ, nhìn thấy Ngô Bình, Ngô Mi tươi cười ra đón. Ngô Bình, Tiểu Mi, bạn học của em à? Vâng, để em giới thiệu nhé. Đây là La Tiểu Mạt và Dương Y, đều là bạn thân của em đấy. Trong hai cô bé thì một người có gương mặt non nớt, một người thì mặt hơi gầy và có tàn nhang, trông cũng khá xinh. Chào anh ạ. Em chào anh. Hai cô bé mỉm cười chào hỏi. Ngô Bình gật đầu, ừ, chào hai em. Ngô Mi, anh ơi, bọn em chuẩn bị đi chơi đây. Ngô Bình cau mày nói, sắp tối rồi, mấy đứa còn định đi đâu? Ngô Mi cười nói, ở huyện mới mở một quán karaoke, bọn em định đi hát. Ngô Bình gật đầu, ừ, nhưng nhớ cẩn thận đấy. Vâng ạ, nhóm Ngô Mi thu dọn túi áo, sau đó nhờ Phùng Thiên Lạc lái xe đưa đi. Ngô Bình chào ông bà ngoại xong thì đi lên tầng chót. Lý Huyền Bá, Tạ Phi và Diệp Huyền đang luyện công ở đây, Đông Hoàng thì nằm bò bên cạnh với vẻ chán ngán. Tiền bối, người về rồi ạ, Diệp Huyền tươi cười chạy ra, có quà cho đệ tử không ạ? Ngô Bình có mua quà, anh lấy một cái hộp rồi mở ra, bên trong có ít đá quý và kim cương, toàn là đồ tướng quân Hoa Di tặng. Diệp Huyền sáng mắt lên rồi vội vàng gọi Tạ Phi và Lý Huyền Bá tới rồi chia nhau. Cảm ơn tiền bối, Diệp Huyền cười tít mắt. Ngô Bình quan sát anh ta thì thấy Diệp Huyền đã ở cảnh giới khí tiểu chu thiên, xem ra thời gian qua anh ta đã chăm chỉ luyện công. Lý Huyền Bá là tiến bộ nhanh nhất, bá tiên quyết của anh ta đã đến tầng thứ 3 rồi. Như vậy là tương đương với cảnh giới khí đỉnh phong. Tu vi cấp này chưa cao, nhưng lực chiến đấu thì có thể ngang với cao thủ cảnh giới thần. Trước khi đi, Ngô Bình đã truyền cho Tạ Phách Sơn Công, đây là một môn công pháp ngoại môn, tính cương mãnh cao nên người bình thường khó mà luyện được. Nhưng Tạ Phi lại tiến bộ nhanh, giờ đã tiến vào tầng thứ 2 rồi. Phách Sơn Công có 9 tầng, mỗi khi lên một tầng mới, uy lực sẽ tăng nhiều lần. Trưởng lực ở tầng thứ 2 đến Lý Huyền Bá cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được. Nếu là Diệp Huyền thì sẽ bị đánh bay và hộc máu ngay. Ngô Bình rất hài lòng với thành quả tu luyện của ba người nên nói, được đấy, cố mà tu luyện tiếp đi. Sau khi chỉ dẫn thêm vài câu, Ngô Bình đi ra nhà kho sau đó động thần niệm rồi lấy một viên đá trong nhẫn chữ đồ ra. Trong viên đá này có một ngón tay rất to có vảy, bên trên cũng có một chiếc nhẫn. Ngô Bình lấy kiếm Hắc Long ra bổ đôi tảng đá. Sau đó nhẹ búng ngón tay một cái là tảng đá vỡ vụn, một ngón tay màu đen lộ ra, anh quan sát kỹ thì thấy có một nguồn năng lượng đang di chuyển bên trong nó. Ngô Bình đeo găng tay vào rồi cố gắng tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ấy xuống, song chiếc nhẫn quá chặt, dù anh làm thế nào cũng không tháo ra được. Sau khi thử vài lần vẫn không thành công, Ngô Bình đành bỏ cuộc. Khi anh định dùng thần niệm để dò xét thì năng lượng trên ngón tay đã đánh bật thần niệm của anh ra ngoài. Kỳ lạ! Đây là sức mạnh gì vậy? Lẽ nào là ngón tay tiên thiên, Ngô Bình lẩm bẩm. Một ngón tay của tu sĩ địa tiên không hề ẩn chứa sức mạnh lớn đến thế, mà đã biến mất sau nhiều năm rồi. Đến cánh tay mà anh lấy được trong khối dược phách cũng không có sức mạnh lớn như thế này. Không biết có thể lợi dụng sức mạnh này được không? Nghĩ tới đây, mắt Ngô Bình sáng lên, anh lấy bùa chú ra, sau đó chấm ngón tay đó vào mực đỏ rồi bắt đầu vẽ lên giấy bùa chú. Vẽ sai thì buồn cười. Nhưng nếu vẽ đúng thì đến quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Dù Ngô Bình không giỏi vẽ bùa chú, nhưng cũng không phải tay mơ. Ngay sau đó đã có một luồng sức mạnh kỳ lạ từ hư vô truyền vào người Ngô Bình, sau đó di chuyển tới ngón tay rồi đáp xuống tờ bùa chú. Anh đang vẽ Thiên Vương Trảm Quỷ Phù, loại bùa này rất khó vẽ, nhưng có hiệu quả trừ yêu diệt mà nên uy lực rất mạnh. Vẽ xong một lá thì Ngô Bình đã mướt mồ hôi. Anh nhìn ánh sáng di chuyển trên lá bùa rồi lẩm bẩm, không biết hiệu quả sao đây. Anh cất lá bùa đi rồi bỏ ngón tay vào hộp ngọc, sau đó ném vào trong nhẫn chữ đồ. Ban nãy tốn quá nhiều sức nên Ngô Bình phải nghỉ ngơi mấy tiếng mới hồi sức. Sau đó, anh nghe thấy giọng của Lạc Trường Sinh rồi đi ra gặp ông ta. Lạc Trường Sinh có vẻ bụi bặm, hình như mới đi xa về. Chủ nhân, ông ta tiến lên hành lễ. Ngô Bình gật đầu, ông Lạc, ông đi đâu à? Lạc Trường Sinh, tôi vừa từ Đông Doanh về. Ngô Bình, sao, ông đi Đông Doanh à, bên đó sao rồi? Lạc Trường Sinh đáp, tôi không yên tâm với Lạc Mộng Trần nên lén sang đó, may mà Sawako không làm gì, mọi việc đều như chúng ta định. Ngô Bình, thế thì tốt,
con trai ông ta đang ở trong tay ông thì sao dám làm bậy. Lạc Trường Sinh, chủ nhân, tôi đến là có chuyện muốn xin cậu. Ngô Bình, giữa chúng ta thì đừng nhắc đến chuyện xin xỏ, có gì thì ông nói đi. Lạc Trường Sinh, tôi có một ông bạn già, tôi mới nhận được tin của ông ấy. Đi ở ông ấy đã có thế lực nhất định ở địa tiên giới rồi. Nhưng cách đây không lâu có xung đột với người khác và bị thương nặng, vì thế cả gia tộc quyết định mặc kệ ông ấy. Là bạn cũ nên tôi mong có thể giúp gì cho ông ấy. Ngô Bình, tu vi của ông ấy đến cảnh giới nào rồi? Lạc Trường Sinh, hơn tôi đấy, ông ấy ở cảnh giới địa tiên tầng thứ 3 rồi. Ngô Bình, ở cảnh giới ấy rồi mà vẫn phải bán mạng cho người ta ư? Lạc Trường Sinh, tôi nghe ông ấy kể địa tiên giới đã bị các thế lực lớn thôn tính hết rồi, nếu muốn sinh tồn thì phải dựa vào một thế lực nào đó, không thì khó mà lấy được tài nguyên. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, bạn của ông có đáng tin không? Lạc Trường Sinh, ông ấy là người trung tín, quen biết tôi đã lâu nên rất đáng tin. Chương 504, xung đột ở quán karaoke. Ngô Bình gật đầu, thế ông dẫn ông ấy đến đây đi, nhưng tôi tạm thời không thể gặp trực tiếp được, ông cũng đừng nhắc đến tên tôi. Lạc Trường Sinh mừng rỡ, cảm ơn chủ nhân, nếu chủ nhân có thể chữa khỏi cho ông ấy tình nguyện đi theo người. Ngô Bình tò mò, ông ấy không ở lại địa tiên giới nữa à? Lạc Trường Sinh, ông ấy bảo thà ra ngoài sông pha còn hơn làm nô bộc cho người ta ở đó. Ngô Bình, chuyện đó tính sau đi, chưa chắc tôi đã chữa được cho ông ấy nên cứ gặp đã rồi tính. Lạc Trường Sinh, chủ nhân, ngày mai tôi sẽ hẹn ông ấy, người thấy gặp ở đâu thì thích hợp. Ngô Bình, ông thuê phòng khách sạn ở Vân Kinh đi, tối mai chúng ta gặp nhau ở đó. Lạc Trường Sinh, vâng, để tôi đi báo cho ông ấy luôn. Ông ấy đi sang một bên gọi điện thoại, vài phút sau đã tươi cười quay lại rồi nói, chủ nhân, tôi đã hẹn bạn xong rồi. 10 giờ tối mau ở khách sạn Vân Kinh. Ngô Bình, cứ vậy đi. Anh vừa nói vừa quan sát Lạc Trường Sinh. Sau khi tu luyện Kim Dương Công, tu vi của ông ta đã tăng vọt, hiện giờ đã khôi phục cảnh giới trúc cơ rồi, còn cách tiên nhân không bao xa nữa. Anh nói, tôi sẽ luyện chế một viên trúc cơ đan cho ông, để ông được trúc cơ viên mãn. Lạc Trường Sinh chấn động nói, trúc cơ viên mãn. Ngô Bình, cảnh giới này rất quan trọng, nó là nền móng cho mai sau. Dù ông từng ở cảnh giới địa tiên, nhưng chưa nắm được điều then chốt của nó. Lạc Trường Sinh vội nói, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình xua tay, đi uống với tôi đi. Ngô Bình mở rượu ra, nhóm Diệp Huyền ngửi thấy mùi thơm nên mò đến ngay. Lạc Trường Sinh nhìn ba người đó, thấy toàn nhân tài tu hành thì không khỏi ngưỡng mộ nói, chủ nhân, sau này thể nào bọn họ cũng là cao thủ tuyệt thế, mắt nhìn của chủ nhân thật tinh tường. Lạc Trường Sinh đã sống mấy trăm năm, nhưng chưa từng thấy thiên tài nào như ba người này, thế mà Ngô Bình hốt được cả ba luôn. Ngô Bình cười nói, thiên tài đầy rẫy, nhưng ta có nhìn ra hay không thôi. Ông nhìn Diệp Huyền đi, kinh mạch của anh ta có một ưu thế, nhưng sư huynh tôi lại tưởng đó là trở ngại trong tu hành, đó là vì anh ấy không hiểu. Còn Tạ Phi, anh ta là kỳ tài ngoại công, cực hiếm có trên đời, nhưng từ nhỏ đã bị thương, làm tài năng bị vùi lấp. Tạ Phi cười nói, cậu chủ, từ khi tu luyện Phách Sơn Công đến nay, sức mạnh của tôi tăng lên mỗi ngày, xương cốt cũng rắn chắc hơn. Ngô Bình gật đầu, đây là thế chất của anh, quà tặng của ông trời đấy. Lạc Trường Sinh chỉ vào Lý Huyền Bá, chủ nhân, cậu ta là thể chất gì? Ngô Bình, hoang cổ bá thể, anh ta khỏe khủng khiếp. Nhưng môi trường bây giờ không thích hợp để anh ta tự phát triển nên cần có người hỗ trợ. Lạc Trường Sinh gật gù, mắt nhìn người của chủ nhân thật đáng kinh ngạc. Ngô Bình cười nói, ban đầu, ông bảo tôi bồi dưỡng một đám thiên tài, còn tôi đã tìm được ba bọn họ. Mấy người đang trò chuyện thì Ngô Bình nhận được điện thoại của Phùng Thiên Lạc. Cậu ấy dẫn nhóm Ngô Mi đi hát, không biết gọi cho anh có việc gì. Ngô Bình vội nghe máy rồi hỏi, có việc gì thế? Phùng Thiên Lạc hít thở có vẻ là lạ, hình như đã bị thương nên giọng cũng yếu ớt, anh Ngô, nhóm Tiểu Mi bị một đám người bắt đi rồi. Em bị chúng nó đánh cho một trận, cổ tay và xương đùi đã gãy, anh mau đến đi. Ngô Bình không hề tức giận mà bình tĩnh nói, tôi biết rồi, cậu chờ đấy, tôi sẽ đến ngay. Ngắt máy xong, anh nói, Diệp Huyền, Tạ Phi, đi theo tôi. Ba người lên xe rồi đi tới chỗ Phùng Thiên Lạc bị đánh. Trên xe, Ngô Bình nói, Tạ Phi, Ngô Mi bị bắt cóc rồi, anh gọi cho anh em của anh bảo họ điều tra đi. Đầu Tạ Phi như nổ tung, ai mà to gan thế, tôi sẽ không tha cho nó. Ngô Bình không quá lo lắng, Ngô Mi rất thông minh.
chắc biết cách bảo vệ mình. Hơn nữa, với khả năng của anh thì sẽ tìm được vị trí của cô bé nhanh thôi. Diệp Huyền cau mày, tiền bối, có cần đệ tử vận dụng các mối quan hệ để thành phố cử người tới không? Không, Ngô Bình, huyện này nhỏ, mấy người chúng ta là đủ rồi. Chiếc xe phóng như bay, 10 phút sau đã đến quán karaoke Thanh Xuân. Một con hẻm tối ở phía đối diện sực mùi khai của nước tiểu, giấy báo và mẩu thuốc phứt bừa bãi. Lúc này, Phùng Thiên Lạc đang nằm ở dưới đất, mặt thì tái nhợt. Cậu ấy bị thương rất nặng, chỉ có thể ngồi, chứ không đứng dậy được. Thấy Ngô Bình đến, Phùng Thiên Lạc vừa áy náy vừa tự trách rồi khóc òa lên, anh Ngô, em xin lỗi, em đã không bảo vệ được Ngô Mi. Ngô Bình, không sao, kể lại mọi chuyện đi. Phùng Thiên Lạc kể tóm tắt lại mọi chuyện, thì ra quán này mới mở, làm ăn cũng khá, bên trong có 20 phòng hát, mỗi phòng chứa được 5, 6 người. Phùng Thiên Lạc cùng nhóm Ngô Mi bao một phòng, mỗi giờ 10 đồng. Thật ra, hầu hết toàn học sinh đến đây. Áp lực học hành quá lớn nên các học sinh tan học xong thường đến hát cho đỡ căng thẳng. Nhóm Ngô Mi vừa hát được một bài thì có người gõ cửa, Phùng Thiên Lạc ngoái lại nhìn thì thấy có ba nữ sinh đầu tóc nhuộm xanh đỏ hút thuốc. Cậu ấy ra mở cửa rồi hỏi họ cần gì, một cô gái hỏi họ đã hát xong chưa, xong rồi thì mau biến đi. Cô nhóc ăn nói rất ngang ngược và mất lịch sự. Phùng Thiên Lạc không vui hỏi lại vài câu thì hai bên bắt đầu cãi vã, sau đó ba cô nhóc kia bỏ đi. Không lâu sau, họ đã quay lại, nhưng đi cùng còn có 7, 8 người thanh niên, trẻ thì khoảng 17, 18 tuổi, lớn thì ngoài 20, nói chung là toàn côn đồ gần đây. Họ xông thẳng vào phòng rồi lôi Phùng Thiên Lạc ra ngoài, nhóm Ngô Mi ra cản rồi hai bên xô sát, nhóm kia nổi điên rồi bắt cả Ngô Mi với mấy cô bạn đi. Lôi nhóm Ngô Bình ra con hẻm xong thì nhóm côn đồ đánh Phùng Thiên Lạc một trận, sau đó bắt nhóm Ngô Mi đi, nói là cho các cô bé biết thế nào là lễ độ. Lúc này, Phùng Thiên Lạc chỉ vào trong con hẻm rồi nói, chúng nó đi vào trong kia. Ngô Bình khịt mũi thì ngửi thấy mùi ma túy nhàn nhạt rồi hỏi, Thiên Lạc, trong số chúng có người hít ma túy à? Phùng Thiên Lạc chưa từng hít ma túy bao giờ, nhưng đã từng thấy rồi nên gật đầu, vâng, có một tên tóc vàng hít ạ. Ngô Bình bảo Diệp Huyền ở lại lo cho Phùng Thiên Lạc, sau đó lần theo mùi ma túy. Anh rẽ vào một con ngõ rồi đi thẳng. Sau đó rẽ thêm vài lần nữa rồi đi đem hơn cây số là tới một quán internet. Cửa quán đang đóng, nhưng mùi ma túy bay ra từ đây. Anh gõ cửa vài cái đã có người ra mở, một người thanh niên tóc tím nhìn Ngô Bình rồi hỏi, có việc gì? Ngô Bình ngửi thì phát hiện có mùi của người này trong con hẻm thì cười lạnh hỏi, ba cô bé mà chúng mày bắt đâu? Tên đó nghe thấy thế thì trợn mắt, biến, bé biết gì, tao không biết. Hắn chưa nói hết câu, đã bị Ngô Bình đạp vào ngực. Bụp, tên đó bay ra xa rồi đạp mạnh lên cửa, tạo ra tiếng động lớn. Chương 505, giải quyết ổ buôn ma túy. Những người trong quán nét trái phép đều giật nảy mình. Mấy cậu trai trai nhuộm tóc đủ màu xông ra ngoài. Thấy đồng bọn ngã quỵ dưới đất, bọn họ đều sững sờ. Đi gọi anh lôi mau lên, một người hét lớn. Một cậu trai chạy về gọi người. Ngô Bình vẫn đứng yên ở đó, đanh mặt quét mắt nhìn. Anh đã quan sát khắp ngóc ngách mà vẫn chẳng thấy Ngô Mi đâu. Không có ở đây ư. Một người đàn ông hói đầu khoảng 25, 26 tuổi bước ra, miệng ngậm điếu thuốc, đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, gương mặt rất hung dữ. Gã nhìn cậu trai nằm gục dưới đất, vẻ mặt tái xanh. Rồi gã ngẩng lên, vừa nhìn Ngô Bình chằm chằm vừa nói, danh con, mày to gan quá nhỉ. Biết tao là ai không hả? Ngô Bình hỏi, ba cô bé kia ở đâu? Gã đàn ông hừ giọng, mẹ kiếp, mày muốn chết đấy à? Rồi gã móc dao găm từ sau thắt lưng ra, lao về phía Ngô Bình. Thật ra gã không dám đâm Ngô Bình mà chỉ muốn dọa anh chút thôi. Nhưng con dao găm vừa vung ra thì cổ tay gã đã bị Ngô Bình chộp lấy. Gã cảm thấy tay đối phương hệt như kìm sắt, đau đớn gào lên, dao găm rơi xuống đất. Ngô Bình siết mạnh tay hơn, gã đàn ông liền hét lên thảm thiết. Ba cô bé ấy đâu, anh hỏi. Tôi giao cho anh Dương rồi, gã gầm lên. Ngô Bình hỏi tiếp, anh Dương là ai? Lưu Dương đại ca khu này của bọn tôi. Tôi thường lấy hàng ở chỗ anh ấy, gã vội đáp, anh làm ơn thả tay ra đi, đau chết tôi mất. Rắc, Ngô Bình dứt khoát bẻ gãy cổ tay hắn. Một tiếng gào thét vang lên, gã suýt ngất đi, nửa quỳ xuống sàn, mồ hôi lạnh túa ra. Tên Lưu Dương ấy đang ở đâu, giọng Ngô Bình lạnh đi. Nếu Ngô Mi còn ở đây, có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu đang ở nơi khác,
anh không dám chắc chắn cô bé có an toàn hay không. Ở quán bar Happy Tam, gã yếu ớt nói. Lúc này, có ba cô gái lao ra, thấy thanh niên quỳ sụp dưới đất, cô nào cũng tái mặt, không dám nói gì. Ngô Bình liếc nhìn rồi hỏi, đến quán karaoke bắt người vì mấy cô gái này. Thanh niên vội gật đầu, phải. Họ làm việc dưới trướng của tôi, nghe bảo cãi nhau với người ta nên tôi đến đó ra mặt giúp họ. Ngô Bình nhẹ nhàng nói, bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn anh đánh họ 3 lần mỗi ngày, có thể đánh gãy xương nhưng không được đánh chết. Thanh niên ngẩn ra, đánh họ ư. Ngô Bình vỗ mấy cái lên người đối phương, nói tiếp, tôi là Ngô Bình. Anh phải đến nhà tôi để điểm danh vào đúng 10 giờ mỗi ngày. Nhân tiện, anh chuẩn bị sẵn 1 triệu đi, người của tôi bị anh đánh, anh phải bồi thường viện phí. Nếu đến trễ 1 phút, anh sẽ sống không bằng chết, dứt lời, anh lại vỗ thêm phát nữa. Thanh niên này lập tức hét lên thảm thiết, nghe như tiếng lợn bị giết vậy, thậm chí còn thê lương hơn. Ngô Bình bồi thêm 1 cú đá, cơn đau của thanh niên chưa biến mất, cả người kiệt sức, cứ thở hổn hển. Nếu không nghe lời, anh sẽ đau đớn hơn ban nãy gấp 10 lần, dứt lời, Ngô Bình quay lưng đi đến quán bar Happy Tam để tìm người. Quán bar Happy Tam là quán bar nổi tiếng nhất huyện. Ở đây loại người gì cũng có, đa số là giới trẻ. Đàn ông ở quán bar đến đây vì phụ nữ ở quán bar cũng đến đây vì đàn ông. Tất nhiên, vẫn còn một loại người nữa hay đến đây, đó là bọn chơi thuốc. Quán bar không xa lắm, anh đi bộ vài phút là đến rồi. Vừa đẩy cửa quán bar ra đã nghe tiếng nhạc sập sình, mùi hương kỳ lạ xộc đến khiến anh rất khó chịu. Anh vừa bước vào, một người đàn ông để râu đã tiến đến hỏi, anh bạn, đi một mình à? Ngô Bình phớt lờ đối phương mà đi thẳng đến sân khấu. Có mấy cô nàng của quán bar đang nhảy trên sân khấu. Anh chẳng buồn nhìn đến, tắt phượt nguồn điện. Đèn trong quán bar lập tức tắt hết. Chỉ trong nháy mắt, quán đã chìm trong im lặng. Ai đó kêu lên, ủa, sao mất điện rồi? Người trên sân khấu chú ý đến Ngô Bình, lập tức sai mấy tay cao to xông về phía anh. Thế là trong bóng tối, bóng của mấy cái chân chớp nhoáng hiện lên. Những tên cao to kia văng ra mấy mét. Sân khấu và thiết bị bị va đập vỡ nát. Họ ngã gục xuống đất trong tiếng nổ cực lớn. Dưới ánh đèn chữa cháy khẩn cấp, Ngô Bình đanh mặt, lạnh lùng hỏi, Lưu Dương là ai? Giọng anh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh thế này, ai cũng nghe rất rõ. Một người đàn ông tóc dài chừng 30 tuổi bước lên sân khấu, vừa quan sát Ngô Bình vừa hỏi, nhóc con, đến đây phá rối tao đấy à? Ngô Bình đáp, trước đó có người đưa 3 cô bé đến đây. Giao họ ra, tôi phải đưa đi. Người đàn ông tóc dài khá gầy, ánh mắt rất gian tà, bật cười nham hiểm, được thôi, sau đó vẫy tay một cái. Thế là mấy tay bảo vệ dưới sân khấu đồng loạt đi đuổi người. Vài phút sau, quán bar chỉ còn Ngô Bình và đám người Lưu Dương. Cửa quán bar cũng khóa trái. Lưu Dương ném điếu thuốc xuống sàn rồi dập tắt, lạnh lùng cất tiếng, mày là người đầu tiên dám lộng hành ở địa bàn của Lưu Dương này đấy. Để kỷ niệm, tao sẽ từ từ giết chết mày. Nói đi, danh con, muốn chết thế nào đây? Ngô Bình cau mày, tôi bảo là giao người ra, anh không hiểu à? Lưu Dương tức đến bật cười, nhóc con, mày nghĩ mày là ai vậy? Nói đoạn, hắn đã rút súng ra, là loại, đại bàng sa mạc, với độ giật mạnh. Họng súng chĩa vào đầu Ngô Bình, Lưu Dương cười hung tợn, oát con, còn dám ngông cuồng không hả? Gương mặt Ngô Bình vẫn chẳng có cảm xúc gì. Anh thờ ơ nói, tưởng có súng thì ghê gớm lắm sao? Lưu Dương bật cười, chẳng lẽ không phải à? Hay mày đỡ được đạn? Hắn vừa hỏi vậy, những người dưới sân khấu đều phá lên cười. Ai cũng hào hứng xem kịch hay. Quỳ xuống, Lưu Dương lớn tiếng. Ngô Bình nghiêm mặt nói, tốt nhất là cất súng và thả người đi, có thế thì anh mới sống được. Mẹ kiếp, đúng là phách lối. Lưu Dương lia súng xuống để bắn vào đầu gối Ngô Bình. Hắn định bắn nát đầu gối Ngô Bình để bắt anh quỳ xuống. Nhưng họng súng của hắn vừa chĩa xuống, Ngô Bình đã biến mất. Đến lúc hắn bóp cò thì Ngô Bình đã xuất hiện ngay phía sau và túm lấy tay trái của hắn. Ái ra, Lưu Dương hét thảm thiết. Hắn nghiêng đầu kiếng chân, gào lên đau đớn. Ngô Bình giật lấy khẩu súng trong tay hắn, tôi hỏi lại lần nữa. 3 cô bé kia đang ở đâu? Tay bị nắm chặt, bảo đau thì đúng là rất đau. Lưu Dương cũng liệt vào dạng côn đồ nhất nhì, lúc này đã đau phát khóc, quát ầm lên, đưa người ra đây, nhanh lên. Thuộc hạ của hắn vội vã chạy ra cửa sau. Vài phút sau, Ngô Mi và 2 cô bạn đã bước ra. May mà cả 3 không sao,
Ngô Mi còn chẳng hoảng sợ gì. Cô bé phàn nàn, anh đến chậm ghê, muộn 5 phút so với dự tính của em. Ngô Bình trừng mắt với em gái, sau này không được ra ngoài vào buổi tối nữa. Đưa bạn em về nhà trước, Tạ Phi đang ở gần đây. Vâng, Ngô Mi liếc nhìn Lưu Dương, đoạn bảo, anh à, bọn họ buôn ma túy ở đây đó, anh nhớ báo cảnh sát nhé. Đừng bận tâm đến mấy chuyện này, mau về nhà đi, Ngô Bình nói. Ngô Mi bĩu môi, đưa hai cô bạn rời khỏi quán bar. Không ai ở đó dám ngăn cản, bởi đại ca Lưu Dương của bọn họ vẫn còn nằm trong tay Ngô Bình. Ngô Bình dùng lực nắm chặt tai của Lưu Dương rồi nhấc hẳn hắn lên. Một bên tai chịu sức nặng của cả cơ thể quả thật rất đau đớn. Lưu Dương lại gào lên thảm thương, tay chân vung loạn xạ, cả người run lẩy bẩy. Chương 506, ông chủ đứng sau. Ngô Bình hỏi, cô bé vừa rồi là em gái tôi và bạn của nó. Anh nhốt mấy đứa nó ở đây để làm gì? Hỏi xong, anh thả hắn xuống đất, chờ hắn trả lời. Nước mắt Lưu Dương đã chảy ròng ròng. Hắn nấc lên, đại ca à, chúng tôi thiếu mấy em gái, chơi cùng, tôi chỉ muốn huấn luyện bọn họ chút thôi, sau đó. Á! Lưu Dương kêu lên thảm thiết, bịt tai phải lại, ngồi thụp xuống đất. Tai hắn đã bị Ngô Bình xé rách, máu chảy ròng ròng. Ngô Bình vứt tai hắn xuống đất, giẫm nát nó ra, lạnh lùng nói, đúng là cặn bã. Chơi cùng, ở đây là để các cô gái chơi ma túy với khách, tất nhiên sau đó còn phải lên giường với khách. Một khi đã xa chân vào thì cuộc đời của cô gái ấy coi như xong. Một tay Lưu Dương bịt tai, một tay thì đập xuống sàn. Đau quá. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận, đoạn gào thét, mày dám động đến tao, ông chủ của tao chắc chắn sẽ không tha cho mày. Ồ, còn có ông chủ cơ à, Ngô Bình nhìn hắn chòng chọc, đó là ai? Lưu Dương giận dữ nói, tao sẽ không nói cho mày biết. Nhưng mày sẽ được gặp nhanh thôi, vì nhất định ông chủ sẽ tìm đến mày. Ngô Bình túm bên tai còn lại, nhẹ nhàng bảo, nói, ông chủ là ai, vừa nói vừa nhấc hắn lên. Lưu Dương đã mất một lỗ tai rồi, vừa sợ vừa đau, vội gào lên thảm thiết, đừng xé rách tai tôi. Tôi nói mà. Ngô Bình thả hắn xuống đất tốt, thành thật trả lời đi. Lưu Dương đáp, lúc nào cũng là ông chủ liên lạc trước nên tôi không biết đó là ai. Bình thường ông chủ đưa hàng cho tôi thì sẽ gọi điện, bảo tôi đến nơi nào đó để lấy hàng. Còn tôi đặt tiền mặt ở một nơi đặc biệt rồi bảo ông chủ đến đó lấy tiền. Ngô Bình hỏi, mỗi năm anh bán được bao nhiêu ma túy? Lưu Dương trả lời, ma túy của cả huyện này do tôi cung cấp, mỗi năm bán được 40, 50 triệu, lợi nhuận chừng 4, 5 triệu. Ngô Bình gật gù, quả là một khoản lợi nhuận khổng lồ. Thế là anh bèn gọi điện cho Chu Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, em tan làm rồi chứ? Chu Nhược Tuyết nói, sếp, em còn đang làm việc. Ngô Bình bảo, công việc của Tổng đội phòng chống ma túy vất vả quá nhỉ. Có cần anh chuyển công tác giúp em không? Chu Nhược Tuyết đáp, chỉ cần bắt được bọn buôn ma túy, chút vất vả này có đáng là bao ạ. Ngô Bình nói, là thế này, anh bắt được một tên buôn ma túy, định cho em lập công. Có muốn không nào? Chu Nhược Tuyết mừng rỡ, thật sao ạ? Ở đâu thế? Huyện Minh Dương, người bị anh bắt rồi, em mau đến đây đi, Ngô Bình đáp. Vâng. Nghe được cuộc điện thoại của Ngô Bình, mặt Lưu Dương tái nhợt. Hắn biết tội của mình, một khi bị bắt thì chỉ có con đường chết, xử bắn 10 lần cũng xứng đáng. Hắn quỳ cộp xuống sàn, nài xin, đại ca à, tha cho tôi một lần đi, tôi còn có mẹ già con nhỏ, tôi. Ngô Bình tát vào mặt hắn, lạnh lùng nói, chờ bên phòng chống ma túy đến đây rồi hắn nói mấy câu này. Rồi ngay sau đó, anh thôi miên Lưu Dương, hỏi hắn, nói cho tôi biết mọi thông tin về ông chủ của anh. Ánh mắt của Lưu Dương đờ đẫn, hắn đáp, nghe giọng ông chủ, có lẽ là người Thạch Thành. Hai bên từng gặp nhau chưa? Chưa, chúng tôi luôn liên lạc bằng điện thoại, hắn nói. Vì sao hai người quen nhau? Đi theo ông chủ bao lâu rồi? Chừng 3 năm trước, lúc tôi vừa mở quán bar này, bỗng có hôm nhận được một cú điện thoại. Ông chủ bảo rằng có thể cung cấp hàng cho tôi, hỏi tôi có làm không? Tôi có hút ma túy. Vừa nghe bảo chuyện làm ăn này có lời nên đồng ý ngay. Làm được vài lần, tôi thấy ông chủ rất đáng tin cậy, nên quyết định hợp tác ổn định lâu dài đến tận hôm nay. Ban nãy anh nói ông chủ anh sẽ tìm tôi. Ông chủ anh ghê gớm lắm à? Phải, từng có một cảnh sát chống ma túy của huyện đến điều tra bọn tôi. Tôi đã báo cáo chuyện này cho ông chủ. Sang hôm sau, tay cảnh sát và người nhà anh ta gặp tai nạn giao thông, cả nhà 4 người đều bị tông bê bết.
rồi có lần, một tên côn đồ đến phá chỗ tôi. Tôi cũng gọi điện thoại báo cáo lại. Ngay trong đêm đó, tên côn đồ đã bốc hơi khỏi thế gian. Ngô Bình hỏi, nói vậy là anh chỉ có thể gọi điện thoại với ông chủ. Không phải gọi trực tiếp mà là để lại lời nhắn. Nhưng bình thường tôi không được dùng số này, trừ phi gặp rắc rối thôi. Ngô Bình gật đầu, bây giờ anh gọi cho ông chủ đi, bảo là có người mua ma túy nhưng không trả tiền, còn tần người của anh. Đoạn anh quét mắt xuống dưới sân khấu, phát hiện có kẻ đang lảng tránh ánh nhìn của mình. Anh cười khẩy, đi đến trước mặt người đó rồi lắc tay phải một cái, dùng thêm thần niệm để điều khiển đối phương ngay lập tức. Ánh mắt trở nên đờ đẫn, người nọ đứng yên, không cục cựa nữa. Ngô Bình hỏi, anh là người được ông chủ kia cử đến giám sát Lưu Dương? Người nọ gật đầu, phải. Anh có cách liên lạc với ông chủ, anh hỏi tiếp. Phải, người nọ đáp. Ngô Bình nói, bây giờ anh gọi điện cho ông chủ kia, bảo là Lưu Dương gặp rắc rối, đối thủ đánh nhau rất giỏi, lấy hàng rồi không trả tiền. Người nọ gật đầu, lấy điện thoại ra rồi bấm một dãy số. Sau 7, 8 tiếng chuông, bên kia đầu dây mới vang lên một giọng nói trầm thấp, chuyện gì? Ông chủ, Lưu Dương gặp chuyện, có khách quen lấy hàng rồi không đưa tiền, đánh rất giỏi. Lưu Dương thất thế, bị mất một lỗ tai, người nọ báo cáo. Bên kia im lặng rất lâu, tôi biết rồi. Cậu theo sát vào, báo cáo cho tôi khi có yêu cầu. Cúp máy xong, Ngô Bình nói với Lưu Dương, đem hai chai rượu ra đây. Lưu Dương đã bị điều khiển nên chỉ tuân theo lệnh của anh. Hắn máy móc lấy hai chai rượu và vài gói lạc ra. Anh uống được vài ngụm thì Diệp Huyền tìm đến. Tiểu My về nhà chưa, anh hỏi. Diệp Huyền ngồi xuống, nhìn quanh quất rồi cười bảo, tiền bối, mấy đứa Ngô My đã về nhà rồi. Phùng Thiên Lạc được đưa đến bệnh viện, đệ tử đã bảo Tạ Phi ở lại chăm sóc cậu ta. Ngô Bình gật đầu, đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh thuật lại chuyện vừa rồi. Diệp Huyền bảo, tổ chức buôn ma túy thường rất nghiêm ngặt. Trước đây đệ tử từng tiếp xúc một chút, mẹ kiếp, ngành này đúng là kiếm được khối tiền. Ngô Bình tò mò, ồ. Diệp Huyền nói, chỉ riêng ở Viêm Long, tổng doanh thu, buôn bán ma túy đã hơn 600 tỷ. Toàn thế giới còn nhiều hơn, ít nhất phải 10.000 tỷ. Anh ta cầm ly lên, nói tiếp, nhờ sự tiến bộ của công nghệ, hiện nay đã nghiên cứu ra loại ma túy mới. Ma túy mới, Ngô Bình hỏi. Diệp Huyền giải thích, ma túy thường có hại cho sức khỏe và gây nghiện. Nhưng giờ đã có người làm ra loại ma túy vô hại với cơ thể và không gây nghiện. Tiền bối có thấy ghê gớm không? Có điều loại ma túy này rất đắt, chỉ bán trong giới nhà giàu, người bình thường không hút nổi. Thế là Ngô Bình hỏi Lưu Dương, anh từng thấy loại ma túy mới đó chưa? Lưu Dương lắc đầu, từng nghe ông chủ nhắc đến, thứ này chỉ có chủ hàng ở thành phố lớn mới lấy được. Lời vừa dứt, điện thoại của Lưu Dương reo lên, Ngô Bình bảo hắn bắt máy. Điện thoại vọng ra giọng nam trầm thấp, Lưu Dương, kẻ đó tên gì, thiếu cậu bao nhiêu tiền? Ngô Bình viết hai chữ Ngô Nam và 500.000 lên sàn. Lưu Dương đáp, ông chủ, danh con đó tên là Ngô Nam, thiếu hơn 500.000 ạ. Người kia nói, cậu bất cẩn quá đấy, sao lại bán cho hạng người này nhiều hàng như vậy? Lưu Dương trả lời, ông chủ, là khách quen, tôi cũng chỉ vì giữ mối làm ăn mà. Bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng, tôi đã cử người đến đó rồi. Người này sẽ giải quyết giúp cậu. Lưu Dương đáp, vâng, ông chủ, tôi sẽ chờ tin. Gác máy rồi, Ngô Bình bảo, cử người đến đây. Cũng tốt thôi, tôi có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra xem đó là ai. Diệp Huyền bỗng cất lời, đệ tử khuyên tiền bối không nên can dự vào chuyện này. Ngô Bình nhẹ nhàng nói, lý do. Diệp Huyền đáp, tiền bối quen biết với đủ loại người. Bọn họ về cơ bản đều có chung một điều cấm kỵ, ấy là không giao thiệp với dân buôn ma túy. Chương 507, Hoàng Thất Lang. Không giao thiệp với bọn buôn ma túy. Tại sao, Ngô Bình thấy hơi lạ. Diệp Huyền giải thích, đệ tử có quen một người bạn lăn lộn trong giang hồ, tu vi không thấp. Anh ta từng nói lý do không qua lại với dân buôn ma túy, ấy là vì bọn chúng ra tay rất độc ác, lạnh lùng tàn nhẫn, là một đám liều mạng. Loại người này hành sự bất chấp giới hạn. Không đáng tin. Còn nữa, đứng sau các tổ chức buôn bán ma túy thường là những nhân vật rất khó dây vào, thậm chí còn có đại ma đầu ẩn náu nhiều lắm. Với người như thế, ít chọc vào sẽ tốt hơn. Ngô Bình đáp, nói thì nói vậy, nhưng người tu hành mà buôn ma túy, võ thần ti không thể ngồi yên. Diệp Huyền cười hề hề, tiền bối, đệ tử cá là sau khi người của tổng đội phòng chống ma túy đến đây,
đường dây này sẽ đứt ngay. Ngô Bình cau mày, ý anh là tổng đội phòng chống ma túy có gián điệp của chúng. Diệp Huyền nói, đệ tử không biết có gián điệp hay không, nhưng tổng đội nhiều người như vậy, khó đảm bảo tin sẽ không bị dò gì. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc mới đáp, nếu vụ án này không xử lý được, tôi sẽ giải quyết riêng. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, nếu họ không làm được gì thì tiền bối tự giải quyết sẽ tốt hơn. Cả hai uống rượu một lúc, điện thoại của Lưu Dương lại reo lên. Lần này là một giọng nói khàn khàn. Người có ở đây không? Đối phương hỏi. Lưu Dương đáp có. Mở cửa, đối phương nói. Lưu Dương vẫy tay, lập tức có thuộc hạ mở cửa. Một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác trắng bước vào. Trông anh ta chừng 30 tuổi, gương mặt dài và đen gầy, đôi mắt hẹp dài đang nheo lại. Anh ta vừa bước vào đã nhìn thẳng về phía Ngô Bình. Ngô Bình cũng nhìn người đàn ông mặc áo khoác trắng. Anh cảm thấy hơi bất ngờ, vì người này là cao thủ cảnh giới thần. Nên biết rằng có rất ít cao thủ cảnh giới thần, trong một tỉnh cũng là nhân vật hàng đầu. Người thế này sao lại tham gia buôn ma túy? Lưu Dương chỉ vào Ngô Bình, là người này. Người mặc áo khoác trắng chậm rãi tiến lại, lạnh lùng nói, để hàng lại, tôi sẽ không giết anh. Giọng của anh ta rất u ám, không hề có cảm xúc gì. Ngô Bình hỏi, ông chủ của anh là ai? Người đàn ông mặc áo khoác phung trưởng với lực rất mạnh, hướng thẳng vào đầu Ngô Bình. Ngô Bình vẫn ngồi im, chỉ nhấc tay lên gõ nhẹ một cái. Rắc, người mặc áo khoác lập tức bị gãy cánh tay, lui lại nhanh như chớp. Anh đứng dậy, quyền ý lạnh lẽo bao trùm đối phương. Người mặc áo khoác lập tức không cử động được, cả người run bần bật, mặt trắng bệch. Anh ta run rẩy hỏi, Đại Tông Sư Tiên Thiên. Ngô Bình vừa nhìn anh ta vừa nói, đường đường là người thuộc cảnh giới thần mà lại làm tay sai cho bọn bán ma túy. Anh ta cúi đầu, không nói tiếng nào. Ngô Bình cất lời, cho anh một cơ hội, nói cho tôi biết, ông chủ của anh là ai. Người mặc áo khoác lắc đầu, tôi không thể nói ra sẽ liên lụy người nhà tôi. Ngô Bình cười khẩy, anh là cao thủ cảnh giới thần, ai dám uy hiếp anh. Anh ta thở dài, Đại Tông Sư không biết đấy thôi. Cảnh giới thần của tôi là nhờ uống thuốc của họ mới tu luyện thành công. Nhưng uống thuốc của họ rồi thì phải làm việc cho họ, nếu không, kết cục của tôi sẽ rất bi thảm. Ngô Bình vô cùng bất ngờ, anh nhờ thuốc mới đạt được cảnh giới thần. Người mặc áo khoác đáp phải, vốn dĩ tôi chỉ là một võ sĩ tiểu chu thiên, nào dám mong ước đạt đến cảnh giới thần. Nhưng không ngờ thuốc của họ lại thần kỳ đến vậy, tôi chỉ uống một thời gian thôi đã dễ dàng đột phá đến cảnh giới thần. Ngô Bình đi đến trước mặt anh ta, quan sát tình trạng của đối phương. Người này đã có thần giác nhưng thần giác rất yếu, tu vi ở thời kỳ đầu của cảnh giới thần. Là thuốc gì, anh hỏi. Đứng trước mặt Đại Tông Sư Ngô Bình, người mặc áo khoác có vẻ không dám giấu giếm bất cứ điều gì. Anh ta lấy một chiếc bình nhỏ trong người ra, thuốc còn một ít, tôi vẫn luôn giữ lại. Ngô Bình cầm bình, mở ra ngửi thử, chỉ giây lát sau đã biết được công dụng của thuốc. Anh cau mày, đây là một loại thuốc ép tiềm lực. Anh ta ngây ra, thuốc ép tiềm lực. Ngô Bình gật đầu, đúng là anh có thể tiến lên cảnh giới thần sau khi uống loại thuốc này, nhưng phải trả giá rất đắt. Đúng là anh đạt đến cảnh giới thần đấy, nhưng tuổi thọ của anh chỉ còn chưa đầy 10 năm. Người mặc áo khoác kinh ngạc, chưa đầy 10 năm ư. Ngô Bình nói, có phải cứ cách vài ngày là anh lại thấy chóng mặt buồn ngủ, phải ngủ rất lâu mới thấy đỡ hơn không? Anh ta gật lia lịa, đúng vậy. Đại Tông Sư, khoảng 3 ngày một lần. Ngô Bình nói tiếp, ấy là vì anh đã tổn thương nguyên khí, sinh lực được thấu chi trước. Người mặc áo khoác yếu ớt buông thõng hai tay như vừa đã cạn kiệt sức lực, hỏi Ngô Bình, Đại Tông Sư à, tôi còn cứu chữa được không? Anh ta nghĩ, Ngô Bình đã nhìn ra chuyện này, biết đâu sẽ có cách giúp mình. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, cách thì dĩ nhiên là có. Người đàn ông quỳ cộp xuống sàn, Đại Tông Sư, con của tôi chỉ mới 5 tuổi thôi. Tôi muốn sống thêm vài năm nữa, sống đến khi nó trưởng thành. Xin Đại Tông Sư cứu tôi với. Ngô Bình vừa nhìn anh ta vừa nói, vậy phải xem anh thế nào. Nếu anh chịu bỏ tối theo sáng, giúp tôi tìm ra ông chủ của anh thì tôi có thể giúp đỡ anh. Anh ta không hề do dự, tôi bằng lòng. Ngô Bình gật đầu bảo, ngồi đi. Anh ta không dám ngồi, sau khi quỳ dậy vẫn đứng yên. Ngô Bình hỏi, tên gì? Thưa Đại Tông Sư, tôi là Hoàng Thất Lang. Ngô Bình thắc mắc, anh là con thứ 7 trong nhà à? Hoàng Thất Lang hơi ngại ngùng, không phải, tôi xếp thứ 7 trong số các anh em họ, nên ông nội mới đặt tên là Thất Lang.
Ngô Bình hỏi tiếp, nói vậy là trên anh vẫn còn Lục Lang, Ngũ Lang. Hoàng Thất Lang nghĩ bụng, sao vị đại tông sư này nhiều chuyện thế nhỉ? Nhưng anh ta vẫn đáp, thế thì không ạ, trong số các anh em, chỉ có tôi tên Thất Lang. Ngô Bình bảo, Hoàng Thất Lang, sau này anh sẽ làm việc cho tôi. Tôi có thể đảm bảo an toàn cho người nhà anh. Bây giờ anh hãy nói cho tôi biết ông chủ của anh là ai, thế lực đứng sau ông chủ anh là gì. Hoàng Thất Lang gật mạnh, bây giờ anh ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe lời Ngô Bình. Đại tông sư, ông chủ tôi là một nhân vật lớn ở Thạch Thành, có lẽ anh cũng biết, Hoàng Thất Lang trả lời. Ngô Bình nói, ồ, nói ra nghe xem. Mạnh Hồi Phong, Hoàng Thất Lang đáp. Ngô Bình nhướng mày, tất nhiên anh biết Mạnh Hồi Phong, đây là đệ tử võ đang, cương khí thái thanh vô cùng lợi hại, đến Chu Phật Sinh còn phải nể mặt vài phần. Mạnh Hồi Phong hình như không phải ở cảnh giới thần nhỉ, anh hỏi. Hoàng Thất Lang lắc đầu, Mạnh Hồi Phong vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Thật ra Mạnh Hồi Phong đã là cao thủ tiên thiên từ lâu rồi, người ngoài không biết thôi. Ngô Bình nói, tiên thiên ư, người này che giấu kỹ đấy. Hoàng Thất Lang tiết lộ, không chỉ vậy, Mạnh Hồi Phong còn tu luyện tà công. Ngô Bình giật mình hỏi, tà công gì? Hoàng Thất Lang, tôi đã tận mắt chứng kiến Mạnh Hồi Phong vung trưởng lên không trung, gió âm u rít lên, có tiếng gào khóc thê lương. Có lần khác thì thấy Mạnh Hồi Phong luyện công trước một đống xương trắng. Ngô Bình trầm tư, vậy anh có biết thế lực đứng sau Mạnh Hồi Phong không? Hoàng Thất Lang lắc đầu, cái này thì không rõ. Mạnh Hồi Phong sẽ không để tôi tiếp xúc với người phía trên, có chuyện cần mới ra lệnh cho tôi. Nghe đến đây, Diệp Huyền cất tiếng, tiền bối, đối phương cũng là tiên thiên, chuyện này có cần xử lý nữa không? Ngô Bình đáp nhẹ, tất nhiên là có. Tôi phải đến Thạch Thành gặp Mạnh Hồi Phong. Chương 508, Mạnh Hồi Phong. Hoàng Thất Lang có vẻ lo lắng, Ngô Bình biết anh ta đang lo cho người nhà nên nói, Hoàng Thất Lang, bảo người nhà anh chuyển lên huyện đi. Hoàng Thất Lang thở dài rồi nói, Đại Tông Sư, Mạnh Hồi Phong luôn cho người theo dõi người thân của tôi. Thế này đi, Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, tối nay tôi sẽ đến Thạch Thành để cứu người nhà anh. Hoàng Thất Lang mừng rỡ, cảm ơn Đại Tông Sư. Ngô Bình, anh hãy đi thông báo cho Mạnh Hồi Phong là mọi việc ở đây đã ổn thỏa hết rồi. Vâng. Hoàng Thất Lang đi sang một bên gọi điện, Ngô Bình lại nói với Lưu Dương, lát ông chủ của anh mà gọi tới thì anh hãy bảo chuyện ở đây được giải quyết rồi, tiền cũng đã về tay. Vâng. Hoàng Thất Lang gọi điện xong thì quay lại nói, Đại Tông Sư, Mạnh Hồi Phong bảo tôi về Thạch Thành ngay để gặp ông ta. Ngô Bình ừm một tiếng, thế anh về trước đi, tôi sẽ theo sau. Hoàng Thất Lang đi rồi, Ngô Bình và Diệp Huyền cũng rời khỏi quán bar. Hai người đi được một lúc, Diệp Huyền thấy không có ai nên nhỏ giọng nói, tiền bối, đệ tử thấy chuyện này có gì đó sai sai. Ngô Bình ngẩn ra hỏi, nói tôi nghe xem nào. Diệp Huyền, tiền bối không thấy Hoàng Thất Lang này quy hàng mình quá nhanh sao? Ngô Bình cau mày, đúng là mọi việc có hơi thuận lợi thật, anh nói, tự chúng ta xen vào chuyện này, không lẽ lại bị người ta tính kế chắc? Diệp Huyền, nhưng việc Ngô Mi bị bắt cóc ở quán ba đâu nằm trong tầm kiểm soát của tiền bối đâu, và mọi chuyện của sau này đều phát sinh từ vụ bắt cóc mà ra cả. Ngô Bình đứng lại ngẫm nghĩ, anh lấy 5 đồng tiền phép ra gieo quẻ, sau khi có kết quả, mặt anh hơi biến sắc. Diệp Huyền không hiểu quẻ bói nên vội hỏi, tiền bối, sao rồi ạ? Ngô Bình cười lạnh, anh nói đúng, đây có khả năng là một cái bẫy. Diệp Huyền trợn tròn mắt, không phải chứ, đệ tử đoán đúng rồi ư. Ngô Bình cất tiền phép đi rồi nói, quẻ bói cho hay, chuyến này tôi mà đến Thạch Thành thì sẽ bị đối thủ lợi dụng, sau đó rơi vào nguy hiểm. Diệp Huyền kinh ngạc, nghiêm trọng thế cơ ạ, tiền bối, thế thì người đừng đi nữa. Ngô Bình, tôi phải đi chứ, vì đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Điều này có nghĩa là dù anh đã biết trước kết quả, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự việc diễn ra. Đương nhiên tuy không thể tránh, nhưng kết quả thì có thể thay đổi. Còn thay đổi bằng cách nào, hay có thay đổi được không thì phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Ngoài ra còn có một trường hợp nghiêm trọng hơn là chết. Chuyện này chẳng những chắc chắn xảy ra, mà còn không thể thay đổi được kết quả. So với chết thì nguy hiểm vẫn có thể chấp nhận được. Sau khi biết thế nào là chuyện chắc chắn xảy ra, Diệp Huyền lập tức thấy Ngô Bình càng thần bí hơn, hình như không có thứ gì là anh không biết. Hai người trở về nhà, Lạc Trường Sinh vẫn đang chờ họ. Ngô Bình nói, ông Lạc, ông trông nhà giúp tôi phải đến Thạch Thành. Lạc Trường Sinh vội nói, chủ nhân yên tâm, cứ giao nhà cửa cho tôi.
Ngô Mi đã đi ngủ, hai cô bạn học vẫn ở đây, vì có như vậy thì Ngô Mi mới có thể yên tâm được. Ngô Bình đến phòng sách, sau đó lấy pháp ấn tiểu Tây Thiên ra phủ lên tay, đầu gối, khửu tay và chân. Tiếp đó, anh mang theo Thiên Vương Trảm Quỷ Phù và kiếm Hắc Long. Chuẩn bị xong xuôi, anh khởi hành đến Thạch Thành. Đêm muộn, trên đường lớn vắng tanh, chiếc xe lao đi như bay, chưa tới một tiếng đã đến nơi. Trong lúc Ngô Bình lái xe đến Thạch Thành, có một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên một chiếc giường nhỏ trong một ngôi nhà, Hoàng Thất Lang đang quỳ trước mặt ông ta. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặt dài, mắt bên to bên nhỏ, hơn nữa màu con ngươi còn khác nhau, một đen một xanh. Hoàng Thất Lang, thế nào rồi? Người đàn ông hỏi, đó chính là Mạnh Hồi Phong, chủ của Hoàng Thất Lang. Hoàng Thất Lang, thưa ông chủ, đúng là người đó rất giỏi, là một đại tông sư, thuộc hạ thức thời nên lập tức giả vờ quy hàng rồi ạ. Mạnh Hồi Phong, đúng là tên đó không đơn giản, nhưng chúng ta đã tính kế rồi, cậu ta chết là cái chắc. Hoàng Thất Lang, người đó dám tranh quyền bá chủ trong giới võ lâm ở tỉnh Ca thì đúng là tự tìm chết. Nhưng bối cảnh của Ngô Bình không đơn giản, nếu mình xử anh ta thì có gặp phiền phức gì không ạ? Mạnh Hồi Phong thờ ơ nói, những gì cậu thấy chỉ là mặt ngoài thôi, ngoài chúng ta ra, còn nhiều thế lực muốn xử Ngô Bình lắm. Hoàng Thất Lang, ra là vậy. Ông chủ, tối nay Ngô Bình sẽ đến, tiếp theo chúng ta phải làm gì ạ? Mạnh Hồi Phong, hãy dẫn cậu ta đến nhà cậu. Chúng ta sẽ mai phục ở đó, đảm bảo cậu ta hết đường về. Hoàng Thất Lang, vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Mạnh Hồi Phong xua tay, ra hiệu cho Hoàng Thất Lang đi ra ngoài. Một lát sau, đã có một người đàn ông đi tới sau lưng Hoàng Thất Lang, người đó khoảng 20 tuổi, gương mặt tuấn tú với đôi mắt sáng ngời. Mạnh Hồi Phong ngoái lại rồi hành lễ, cậu chủ. Người đó nhai kẹo cao su, mặc quần áo rất thời thượng, nhưng trông như một cậu học sinh, ông Mạnh. Cơ hội nghìn năm có một đấy, cố mà khử tên đó. Mạnh Hồi Phong, cậu chủ, Ngô Bình không có mâu thuẫn gì với mình, tại sao cậu nhất nhất muốn xử lý cậu ta? Người đàn ông thờ ơ nói, ông Mạnh, tỉnh Ca là nơi tôi sẽ đặt chân đến, nhưng anh ta trỗi dậy nhanh quá. Nếu tôi không trừ khử anh ta thì chỉ vài năm nữa thôi, anh ta sẽ trở thành vua ở tỉnh Ca. Đến lúc ấy, tôi muốn làm sẽ rất khó. Mạnh Hồi Phong gật đầu, cậu chủ suy xét chu toàn, thuộc hạ khâm phục. Lần này cũng là một tay cậu chủ thiết kế bẫy Ngô Bình. Người thanh niên cười nói, bẫy biết gì đâu, khi ông thật sự hiểu rõ về một người thì tính kế họ sẽ rất dễ dàng. Ngô Bình rất giỏi y thuật, khi anh ta nhìn thấy thuốc tôi đưa cho Hoàng Thất Lang, sẽ biết ngay đó là thuốc làm giảm lực sinh mệnh. Sau đó, chỉ cần Hoàng Thất Lang cầu cứu anh ta thì mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng tôi dự liệu thôi. Mạnh Hồi Phong, cậu chủ, cậu giỏi bày mưu lập kế như vậy, chắc chắn sau này sẽ thống nhất thiên hạ. Người thanh niên hừ lạnh nói, chuyện của bố tôi thì tạm thời tôi chưa giúp được, nhưng xử lý Ngô Bình còn con này thì đơn giản. Ngô Bình không biết nguy hiểm đang cận kề, anh đến ngôi nhà ở đường Lệ Thủy trước, sau đó mới gọi cho Hoàng Thất Lang. Hoàng Thất Lang, Đại Tông Sư, anh đến rồi ạ. Ngô Bình, Hoàng Thất Lang, anh đến phố Lệ Thủy đi, chúng ta thương lượng một chút. Hoàng Thất Lang đồng ý ngay, 20 phút sau đã có mặt. Ngô Bình đang ngồi nghe nhạc và uống trà trong phòng khách, Hoàng Thất Lang đến thì anh hỏi, muốn uống gì không? Hoàng Thất Lang vội nói, Đại Tông Sư, không cần đâu ạ, sau đó anh ta đứng sang một bên. Ngô Bình mở thể loại nhạc rất lạ, không có giai điệu, Hoàng Thất Lang nghe một lúc thì thấy toàn thân khó chịu. Nhưng Ngô Bình không nói gì, chỉ ngồi nhâm nhi tách trà, để Hoàng Thất Lang đứng một mình. Hoàng Thất Lang không dám nhiều lời, chỉ cố chịu đứng thứ âm nhạc khó nghe ấy. Xong, sau khi nghe thêm nửa phút, ý thức của anh ta bắt đầu trở nên mơ hồ, một lát sau thì đã bị thôi miên. Thì ra Ngô Bình đã xen thần chú thôi miên vào nhạc nên Hoàng Thất Lang mới vô thức trúng chiêu. Hoàng Thất Lang đứng im tại chỗ rồi nhìn thẳng vào Ngô Bình. Ngô Bình châm một điếu thuốc rồi hỏi, ai gãi bẫy hãm hại tôi? Chương 509, thế gia bất hủ. Hoàng Thất Lang đờ đẫn đáp, Mạnh Hồi Phong và chủ của ông ta. Ngô Bình, chủ. Mạnh Hồi Phong làm việc cho ai ư? Hoàng Thất Lang, đúng, nhưng tôi chưa gặp người đó bao giờ. Xong, tôi đi theo Mạnh Hồi Phong đã lâu nên cũng biết khá nhiều chuyện, có lẽ âm mưu lần này là do chủ của ông ta sắp đặt. Chủ của ông ta là người thế nào? Ngô Bình hỏi. Tôi không rõ, tôi chỉ là lính quèn nên không biết nhiều, Hoàng Thất Lang thật thà đáp. Ngô Bình hỏi tiếp, Mạnh Hồi Phong định đối phó tôi thế nào? Tôi không biết, tôi chỉ phụ trách lừa anh tới đây.
việc còn lại do những người khác làm, Hoàng Thất Lang nói. Ngô Bình cau mày, anh có biết tại sao họ muốn giết tôi không? Tôi từng nghe Mạnh Hồi Phong nói anh muốn làm bá chủ võ lâm ở tỉnh Ca, điều này ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Mạnh Hồi Phong đang ở đâu? Ở nhà ông ta, Hoàng Thất Lang đáp. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, dẫn tôi đến đó. Hoàng Thất Lang dẫn đường, hai người nhanh chóng đi đến một nơi. Hoàng Thất Lang gõ cửa, tiết tấu ba dài ba ngắn. Cửa mở ra, một cậu thiếu niên đi ra dụi mắt rồi hỏi, anh Hoàng, sao anh lại đến à? Hoàng Thất Lang, ông Mạnh bảo tôi dẫn người đến gặp. Cậu thiếu niên không nghi ngờ gì mà dẫn họ vào trong luôn. Lúc này, Mạnh Hồi Phong đang ngồi lau một thanh kiếm cổ trong phòng. Ông ta học võ từ Võ Đang, có sở trường dùng kiếm, còn đây là thanh kiếm mà sư phụ tặng cho ông ta. Đột nhiên có người đi vào bẩm báo, ông chủ, anh Hoàng tới. Mạnh Hồi Phong ngẩn ra, lẽ nào Hoàng Thất Lang không dụ được Ngô Bình tới. Ông ta đáp lời rồi bỏ thanh kiếm xuống, sau đó đi ra ngoài phòng khách gặp Hoàng Thất Lang. Hoàng Thất Lang vừa ra tới phòng khách, Mạnh Hồi Phong đã đứng chôn chân tại chỗ, sau đó nhìn chăm chú vào Ngô Bình. Ngô Bình, ông ta hô lên, ánh mắt bừng sát ý. Ngô Bình ngoảnh lại rồi bình tĩnh nói, Mạnh Hồi Phong, tôi nghe danh của ông lâu rồi. Tôi cứ tưởng ông chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở cảnh giới khí, không ngờ ông đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Mạnh Hồi Phong lạnh giọng nói, Đại Tông Sư Ngô, nếu cậu đã đến thì chắc đã biết hết mọi chuyện rồi. Biết một chút thôi, tôi đến để hỏi ông, tôi với ông không thù không oán, sao ông lại muốn hại tôi? Mạnh Hồi Phong cười lạnh, cậu sắp chết rồi, dù biết thì cũng để làm gì. Tôi khuyên cậu nên khoanh tay chịu trói, tôi đảm bảo người thân của cậu sẽ được an toàn. Người thân của tôi, Ngô Bình nhìn chăm chăm vào ông ta với ánh mắt tối dần. Mạnh Hồi Phong nói, theo tôi được biết thì cậu đang có khối tài sản cả trăm tỷ. Nếu cậu chết, người thân của cậu sẽ thừa kế chỗ tài sản đó. Họ chỉ là người bình thường, sao tiêu hết ngần ấy tiền được, chúng tôi sẽ lấy phần lớn đi. Dứt lời, ông ta cảm thấy có một luồng sát ý lạnh băng bủa vây mình, luồng sát khí ấy rất thật, nó làm ông ta ớn lạnh. Xong, Mạnh Hồi Phong không hề sợ hãi, Ngô Bình, tôi biết cậu là Đại Tông Sư, nhưng cũng vô dụng thôi, so với tôi thì cậu chưa là gì đâu. Quỳnh! Ngô Bình bất ngờ xông lên, anh thi triển quỷ thần bộ rồi áp sát Mạnh Hồi Phong. Mạnh Hồi Phong kinh ngạc, sau đó hét lên rồi giơ tay tung một chưởng với tia sáng màu đen ra. Trong đó có oán khí dày đặc và tiếng quỷ khóc. Đối mặt với đòn tấn công ấy, Ngô Bình tung chưởng đánh trả. Lòng bàn tay của anh có ấn Phật, tỏa ra kim quang, ánh sáng đen kia bị chiếu rồi biến mất ngay, sau đó chưởng pháp của hai người va chạm vào nhau. Bụp! Mạnh Hồi Phong cảm thấy một luồng chân khí dũng mãnh dội vào cơ thể mình, cánh tay ông ta tê dần, người bắn ra mấy mét, một nửa thân thể đã tê dại. Ông ta vừa hoảng vừa sợ, cậu phá được thất sát chưởng của tôi ư? Không thể nào. Ngô Bình lại lao tới như hồn ma rồi bồi thêm một chưởng nữa. Mạnh Hồi Phong kết trò, đành liều mạng chống trả. Sau chưởng thứ hai của Ngô Bình, ông ta bị đánh bay xa mười mấy mét, sau đó ngã xuống với đôi tay run rẩy. Chết đi. Ngô Bình dồn toàn lực vào chưởng thứ ba, đó chính là kinh lôi chưởng. Một tiếng động lớn vang lên, Mạnh Hồi Phong đập mạnh người vào cái cột như con diều giấy, sau đó trượt xuống dưới rồi không ngừng học máu. Mặt đã trắng bệch. Ngô Bình đi tới gần ông ta rồi lạnh giọng nói, ông tưởng có thể giết tôi bằng chút tà thuật ấy ư? Mạnh Hồi Phong trợn tròn mắt, thứ trong lòng bàn tay cậu là gì? Tại sao có thể phá được thất sát chưởng của tôi? Ngô Bình, trả lời câu hỏi của tôi trước đã, kẻ đứng sau lưng ông là ai? Tại sao muốn hại tôi? Mạnh Hồi Phong lau máu trên khóe miệng rồi cười lạnh nói, Ngô Bình, dù cậu đánh bại được tôi thì vẫn phải chết thôi, không ai cứu được cậu đâu. Ngô Bình, thế ư, nhưng bây giờ, tôi có thể khiến ông sống không bằng chết đấy. Dứt lời, anh tung một chưởng thật mạnh vào bả vai Mạnh Hồi Phong, rắc một tiếng, xương bả vai của ông ta đã vỡ nát rồi lún hẳn xuống. Ông ta hét lên thảm thiết rồi há miệng hộc máu, thậm chí suýt nữa ngất xỉu. Ngô Bình gạt chân ông ta ngã xuống đất rồi dẫm lên một bên đùi của ông ta có nói không? Mạnh Hồi Phong oán hận lườm anh, dù tôi có nói thì cũng không thay đổi được gì đâu. Vì cậu không thể biết cậu chủ của tôi mạnh. Rắc. Ngô Bình dùng sức, một bên đùi của Mạnh Hồi Phong đã nát, ông ta lại gào lên, không dám cứng miệng nữa, mà nói, tôi nói. Ngô Bình, tốt nhất nên thành thật.
Mạnh Hồi Phong cắn răng nói, lần này là cậu chủ tôi muốn đối phó với cậu. Cậu chủ sẽ trở lại giang hồ sớm thôi, hơn nữa còn chọn điểm đến là Tỉnh Ca. Nhưng cậu đang nắm giữ giới võ lâm ở Vân Đỉnh, giờ lại có ý đồ với Tỉnh Ca. Cậu làm vậy thì sao cậu chủ tôi tha thứ được, vì thế đương nhiên phải giết cậu thôi. Ngô Bình cau mày, cậu chủ của ông là ai? Mạnh Hồi Phong cười ha hả, tôi nói xong, chắc chắn cậu sẽ thấy hối hận vì đã hỏi. Rắc! Mạnh Hồi Phong lại hét lên thảm thiết, vì bên đùi còn lại cũng đã gãy xương. Ngô Bình, nói nhảm nhiều quá, trả lời đúng trọng tâm đi. Mạnh Hồi Phong vừa tức vừa sợ, được, tôi nói. Cậu chủ của tôi thuộc thế gia bất hủ có truyền thừa vô thượng. Thế gia bất hủ, Ngô Bình ngẩn ra, là sao? Dù Mạnh Hồi Phong đang rất đau đớn, nhưng khi nhắc đến cậu chủ, mắt ông ta sáng ngời, thế gia bất hủ là chỉ những gia tộc tồn tại từ thời Thiên Quốc, vẫn chưa tuyệt hậu. Nghe thấy thế, Ngô Bình cười lạnh, từ thời Thiên Quốc đến giờ ư. Thế thì chỉ là rác rưởi thôi. Mạnh Hồi Phong nổi điên, cậu dám nói cậu chủ là rác rưởi ư? To gan. Phụt. Ngô Bình đá thẳng vào miệng Mạnh Hồi Phong, làm răng ông ta rụng hết, Mạnh Hồi Phong la hét thất thanh rồi bịt miệng. Ngô Bình, để tôi nói cho ông biết lý do. Môi trường trên trái đất đã thay đổi, các tiên nhân đã biến mất hết rồi, còn lại thì là các thế lực yếu ớt mà thôi. Dù các thế lực ấy được truyền thừa đến nay thì cũng không ăn thua đâu. Mạnh Hồi Phong định nói gì đó, nhưng mồm miệng đau quá nên đành chịu. To gan. Đúng lúc này, có một tiếng quát vang lên bên ngoài phòng khách. Một người thanh niên mặc đồ ở nhà bước vào, theo sau còn có hai người đàn ông trung niên. Người thanh niên có tu vi cảnh giới tiên thiên, còn hai người đàn ông trung niên thì đã ở cảnh giới nhân tiên. Chương 510, cậu chủ tự quỷ. Nhìn thấy người thanh niên ấy, Mạnh Hồi Phong lập tức lên tinh thần rồi gọi cậu chủ. Bụp. Ngô Bình đạp vào đầu Mạnh Hồi Phong rồi lạnh lùng nhìn người thanh niên, anh là cậu chủ mà Mạnh Hồi Phong nhắc đến hả? Nghe nói anh định giết tôi. Người thanh niên cười lạnh, tôi đánh giá anh hơi thấp rồi, không ngờ anh lại phát hiện ra kế hoạch của tôi rồi đến tìm Mạnh Hồi Phong. Ngô Bình, xem ra đúng người rồi, tốt. Sau đó, anh hô lên, khối thần. Một bóng xám nhảy bổ ra, hai người đàn ông ở cảnh giới nhân tiên biến sắc mặt khi nhìn thấy nó, sau đó không dám cử động. Người thanh niên không hề sợ hãi, sau đó vỗ vào eo tự quỷ. Sáu luồng hắc khí xuất hiện, đó là sáu con ác quỷ với lệ khí ngất trời. Chúng vừa xuất hiện là nhiệt độ trong phòng giảm xuống hẳn. Chỉ có hai trong sáu con ác quỷ lao về phía khối thần, bốn con còn lại thì tấn công Ngô Bình. Ngô Bình cười lạnh rồi tung trưởng, ấn Phật trong lòng bàn tay tỏa ánh kim quang. Rít! Một con ác quỷ hét lên rồi biến mất, sau đó Ngô Bình liên tục tung trưởng ra, ba con còn lại không dám tiến lại gần, mà tránh ra thật xa. Thấy loáng cái, tự quỷ mà mình thả ra đã bị tiêu diệt mất một con. Người thanh niên tức giận nói, sao trong tay anh lại có ấn Phật? Anh là truyền nhân của ai? Ngô Bình không trả lời mà nhảy lên cao rồi giơ chân đá bay hai con ác quỷ, bọn chúng rít lên rồi cũng biến mất. Con ác quỷ còn lại sợ quá phải chạy đi, không dám lại gần Ngô Bình. Người thanh niên nhăn mặt nói, anh tưởng cái ấn Phật bé tẹo ấy có thể đối phó được với tự quỷ của tôi ư? Quỷ vương, giết nó đi. Ngay sau đó, một bóng quỷ y như thật đã xuất hiện. Nó mặc chiến bào thời cổ đại, tay cầm đại đao rồi đi về phía Ngô Bình. Ngô Bình lấy thiên vương trảm quỷ phù ra rồi thi triển thần niệm, lá búa hóa thành một tia sáng rồi bay về phía quỷ vương. Quỳnh! Ánh sáng vừa tới gần là quỷ xương đó nổ tung, khí lưu thổi mạnh khiến mọi người ở đó khó mà mở mắt ra được. Đúng lúc này, Ngô Bình đã đi tới gần người thanh niên, hai tu sĩ cảnh giới nhân tiên hét lên rồi tấn công anh. Ngô Bình rút kiếm hắc long ra, một đường kiếm hạ xuống. Một tu sĩ cảnh giới nhân tiên hét lên đau đớn thì một cánh tay đã lìa khỏi cơ thể. Người còn lại thì kéo cậu chủ nhà mình chạy trốn ra ngoài. Khối thần vẫn bị hai con ác quỷ quấn lấy, Ngô Bình mặc kệ nó rồi thi triển quỷ thần bộ đuổi ra ngoài. Tu sĩ nhân tiên kia vội vàng hất tay tung ra một tia sáng trắng bay đi với tốc độ rất nhanh. Ngô Bình thấy ngực mình bị va đập, hóa ra là một kim châm, nhưng nhờ áp giáp nên anh không bị thương. Anh tóm lấy cái kim châm rồi ném trả về với chủ. Cheng, tu sĩ nhân tiên lấy vật gì đó ra chắn rồi đánh bay kim châm đi, tiếp đó lách người rồi biến mất. Thằng kia, mày chết chắc rồi, giọng nói của người thanh niên vọng từ phía xa lại. Ngô Bình cau mày, thực lực của cảnh giới nhân tiên thật đáng gờm, anh đuổi theo nhưng đã bị cắt đuôi mất, sau đó anh đã về nhà ở phố Lệ Thủy.
về tới cửa thì anh thấy cô hàng xóm xinh đẹp đang đỗ xe, cô ấy là Hạ Lam. Hạ Lam cũng nhìn thấy Ngô Bình, cô ấy phanh xe rồi vẫy tay với anh Ngô. Ngô Bình cười hỏi, sao cô về muộn thế? Lúc này đã hơn 1 giờ sáng, lẽ ra là lúc mà mọi người nghỉ ngơi. Hạ Lam xuống xe rồi cười nói, công ty hơi bận nên tôi về muộn. Con cô đâu? Ngô Bình hỏi. Ở nhà mẹ tôi, cô ấy vuốt tóc rồi nói, vào nhà tôi ngồi chơi một lát không? Muộn thế này mà lại có một cô gái đẹp mời vào nhà chơi, Ngô Bình định đồng ý, nhưng đành thôi, muộn rồi, để hôm khác nhé. Hạ Lam ừm một tiếng rồi nói, thế cũng được, anh đi nghỉ sớm đi. Ngô Bình vào nhà thì phát hiện điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Chu Nhược Tuyết. Anh vội gọi lại, Nhược Tuyết, đã bắt được người chưa? Chu Nhược Tuyết, sếp, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi. Em đã dẫn người đi bắt Lưu Dương rồi giao hắn cho tổng đội. Ngô Bình, tốt, đứng sau Lưu Dương còn một ông chủ nữa, nhưng chắc không tra ra được đâu. Chu Nhược Tuyết, bọn em đang thẩm vấn, Lưu Dương rất nghe lời, hỏi gì đáp nấy. Nhưng hình như hắn không biết chủ của mình là ai đâu. Ngô Bình nghĩ thầm đương nhiên hắn ta phải nghe lời rồi, vì anh đang thôi miên hắn mà. Em cứ làm việc đi, về rồi nói chuyện sau. Ngô Bình cúp máy, sau đó gọi cho Đường Băng Vân. Lúc này, cô ấy đang ở cảng thành. Cuối cùng thì ngài Ti Mệnh cũng gọi cho tôi à, Đường Băng Vân có vẻ oán trách. Ngô Bình, Băng Vân, anh có chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì thế, nghe giọng Ngô Bình có vẻ nghiêm túc, Đường Băng Vân cũng không trêu đùa nữa. Ngô Bình, em có biết Thế Gia Bất Hủ không? Đường Băng Vân ngạc nhiên, Thế Gia Bất Hủ ư? Hình như em từng nghe ông nhắc tới rồi, họ là gia tộc truyền thừa từ thời tiền sử đến nay, nhưng em chưa từng gặp nên cũng không biết có thật hay không. Ngô Bình thở dài, hình như anh lại gây chuyện rồi. Sau đó, anh kể lại mọi chuyện cho Đường Băng Vân nghe. Cô ấy lo lắng nói, nếu người đó cũng là thuộc Thế Gia Bất Hủ thì kiểu gì cũng trả thù anh. Ngô Bình thở dài, thế nên anh mới lo, nghe vẻ họ sẽ không tha cho người nhà anh đâu. Đường Băng Vân ngẫm nghĩ rồi nói, em sẽ về ngay, sau đó dẫn anh đi gặp ông Hoa. Nghe thấy thấy, Ngô Bình nghĩ ngay tới con vẹt rồi nói, Hoa Nhi biết à. Đường Băng Vân gật đầu, ông Hoa rất thần bí, kiểu gì cũng biết. Ngô Bình, ừ, mình đi gặp ông Hoa đi. Đường Băng Vân nói sáng mai sẽ về sớm rồi hai người cùng đi. Ngắt máy xong, Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi lái xe về nhà, khi anh về tới nơi đã là hơn 3 giờ sáng. Anh kể lại mọi chuyện cho Lạc Trường Sinh nghe, ông ta cũng chấn động, chủ nhân, giờ phải bảo vệ người nhà cậu đã. Ngô Bình gật đầu, tôi sẽ cân nhắc xem có nên chuyển mọi người tới Guinea không, ở đó khá đẹp, tiện thể du lịch luôn. Lạc Trường Sinh gật đầu, được đó, hoặc đưa sang Đông Doanh, để Mộng Trần trông chừng. Ngô Bình hỏi, bên Đông Doanh an toàn không? Lạc Trường Sinh, ít ra tôi có thể đảm bảo được. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, thế sang Đông Doanh đi. Lạc Trường Sinh, nếu đến Đông Doanh thì tôi sẽ đi cùng, vừa hay đang có việc cần xử lý. Ngô Bình, được, quyết vậy đi. Sáng mai, mọi người hãy đi Đông Doanh, tìm chỗ nào có phong cảnh đẹp rồi nghỉ dưỡng một thời gian. Lạc Trường Sinh, chủ nhân yên tâm, tôi sẽ sắp xếp chu toàn. Ngô Bình, phiền ông rồi. Lạc Trường Sinh lập tức sắp xếp máy bay, để sáng hôm sau, họ sẽ ngồi máy bay tư nhân sang Đông Doanh. Còn Ngô Bình thì tập trung tu luyện cách hít thở cho đến khi trời sáng. Sau khi thức dậy, Ngô Mi và hai cô bạn đi xuống dưới. Ngô Bình cười nói, Tiểu Mi, em có muốn đi du lịch không? Ngô Mi ngẩn ra, sao đột ngột thế ạ? Đi đâu hả anh? Ngô Bình, Đông Doanh, giờ trời lạnh rồi, sang đấy tắm suối nước nóng thì thích lắm. Ngô Mi sáng mắt lên, vâng, hôm nay đi luôn chứ ạ? Ngô Bình, 12 giờ bay. Em mau đi thu dọn đồ đạc đi. Sau đó, anh nói với ông ngoại, ông bà ơi, mọi người cùng đi đi ạ, sang đó chơi mấy ngày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.